Còn dùng cách gì, không cần Ngưu Lâm Quảng nói, Gia Cát Phách Đạo cũng có cách. Y quỷ kế đa đoan, nháy mắt một cái là có ngay một chủ ý không tốt đẹp gì. Nếu Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên thuê phòng, hắn sẽ tìm mấy người giả vờ là khách say rượu, đi nhầm phòng, bắt quả tang Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên trên giường, nếu còn chụp được ảnh khỏa thân nữa thì đúng là thuận lợi. Đường đường là ủy viên thường vụ tỉnh mà lại dính vào ảnh khỏa thân, ha ha, tung lên mạng, thì đúng là mất mặt với cả nước, còn không chịu từ chức, lẽ nào đứng trên cao để người ta chiêm ngưỡng. Gia Cát Phách Đạo cúp điện thoại của Ngưu Lâm Quảng, nhìn chằm chằm vào chiếc xe đua của Phó Tiên Tiên ở đằng trước, ánh mắt từ lạnh lùng bỗng trở nên đầy kỳ vọng. Hạ Tưởng đích thân lái xe cho Phó Tiên Tiên, Phó Tiên Tiên bèn yên tâm thoải mái ngồi ở ghế phụ, gương mặt đầy hạnh phúc nhìn trộm Hạ Tưởng. Nhìn trộm một lúc, đột nhiên nhớ ra điều gì bèn hỏi. Hai, em hỏi anh với Cổ Ngọc phải chăng đã? Nói được một nửa, mặt đã đỏ cả lên. Hạ Tưởng hùng hồn trả lời. Em thật sự nghĩ là anh là người ai gặp cũng phải yêu hết à? Phó Tiên Tiên hừ một tiếng. Anh là người đụng phải thì gặp xui xẻo. Hai người vừa nói vừa cười, không hề phát hiện ra chiếc xe taxi theo sau mình, cũng đúng, trên đường nhiều taxi như vậy, ai mà để ý đến cái đuôi là một chiếc taxi. Không thể không nói là Gia Cát Phách Đạo cũng có chỗ hơn người. Cổ Ngọc cũng lái xe đến tần đường, khi đến đón cô đã là hơn 7 giờ tối rồi. Từ xa Gia Cát Phách Đạo thấy Hạ Tưởng lại đón thêm một người đẹp nữa, trong lòng trước tiên là ngưỡng mộ ghen ghét, sau lại thấy có chút trống rỗng cô đơn, Hạ Tưởng đúng là có phúc, một người có đến hai người đẹp đi cùng, lẽ nào buổi tối định chơi trò song phi? Đúng, chơi song phi là hay nhất, ủy viên thường vụ tỉnh, bí thư thành ủy chơi song phi bị chụp ảnh, nhất định sẽ là tin chấn động cả nước, bí thư Hạ còn không chịu xuống nữa thì không thể chấp nhận được. Gia Cát Phách Đạo lại phấn khích thêm một lần nữa. Cảm giác đêm nay sẽ có một bước đột phá trọng đại. Hạ Tưởng hoàn toàn không biết trong bóng tối Gia Cát Phách Đạo đang dương to đôi mắt như chó sói của mình, nhìn Hạ Tưởng và Cổ Ngọc, Phó Tiên Tiên, nhìn hắn giới thiệu Cổ Ngọc với Phó Tiên Tiên, mặc dù hai người sớm đã biết nhau, nhưng vẫn phải giới thiệu lại một lần. Cổ Ngọc rất tự nhiên thoải mái bắt tay với Phó Tiên Tiên trước, Phó Tiên Tiên đương nhiên cũng không chịu kém hơn, cũng rất đoan trang nhã nhặn mà bắt tay với Cổ Ngọc, trước mặt Hạ Tưởng. Hai người đẹp đang đánh giá nhau. Cổ Ngọc đơn giản, Phó Tiên Tiên buông thả, Hạ Tưởng bất đắc dĩ, sắp có trò hay để xem rồi, thật ra hắn cũng không muốn để hai người đẹp gặp nhau, nhưng chuyện hôm nay cũng thật không may, một người bị bệnh phải ở cạnh, một người đến tần đường phải đi đón, hắn còn biết làm sao. Nếu hắn biết sau lưng còn có một Gia Cát Phách Đạo nữa thì có lẽ càng hết chỗ nói nữa, sao tất cả các rắc rối lại cứ tập trung vào một chỗ thế. Đâu chỉ có vậy. Hạ Tưởng sao có thể biết được, rắc rối mới chỉ vừa bắt đầu. Sau khi đón được Cổ Ngọc, bọn họ liền đi ăn cơm. Cũng không biết sao Cổ Ngọc lại nghe nói đến quán ăn Trần Gia Câu, đề nghị đến Trần Gia Câu. Cổ Ngọc vừa mở miệng, Phó Tiên Tiên lập tức phụ họa theo, tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý, Hạ Tưởng muốn phản đối nhưng lại sợ thêm phiền toái nên cũng chỉ còn cách đồng ý. Quán ăn Trần Gia Câu là sản nghiệp của Trần Nga Ni, Hoa Nhài Bạc chắc không còn ở đó nữa chứ. Hôm nay đã đủ náo nhiệt rồi, đừng có đùa nữa. Điều mà Hạ Tưởng không ngờ tới là, cái gì mà mình không mong muốn nhất thì lại hay đến nhất, vừa tới quán ăn Trần Gia Câu, người bước ra tiếp đón, không phải là Hoa Nhài Bạc thì còn ai vào đây nữa. Hoa Nhài Vàng Bạc xuất hiện không đồng thời, hiệu quả chấn động cũng khác nhau nhiều, Hoa Nhài Bạc dù có xinh đẹp hơn nữa cũng chỉ có thể thu hút được vài ánh mắt, vẫn còn may, Hạ Tưởng thầm nghĩ may mà Hoa Nhài Vàng Bạc không cùng xuất hiện. Phó Tiên Tiên biết Hoa Nhài Bạc, vui vẻ cầm tay Hoa Nhài Bạc mà nói chuyện, Cổ Ngọc không bước tới mà ở cạnh Hạ Tưởng nói thầm một câu. Cẩn thận chơi với lửa có ngày tự thiêu đấy. Nếu chẳng may anh có bị lửa cháy lên người tôi cũng không giúp anh dập lửa đâu. Hạ Tưởng chỉ coi như Cổ Ngọc đang ghen, không ngờ, lời nói của Cổ Ngọc như lời tiên tri, có người mang ảnh của hắn, Cổ Ngọc, Phó Tiên Tiên ở cùng nhau ra để nói, mà còn chút nữa thì biến thành trò chính trị khôi hài. Cũng từ đó mà dẫn đến cuộc chiến giữa nước và lửa ở tần đường, chính là vụ việc mà người ta vẫn ca tụng là nước ngập tần đường, lửa cháy Ngưu Lâm Quảng. Chương 1208, trời đất run rủi, tiến hành đồng bộ. Ngưu Lâm Quảng đang ở nhà đùa nghịch với một cô gái, là một con chim non mà gã ta đã phát hiện được ở trung tâm tắm hơi Lê Hoa Hồng, bộ dạng nhỏ nhắn hoạt bát, rất có hương vị của mỹ nữ Giang Nam, tự xưng là Tương Muội Tử. Nhìn kỹ mà nói.
ánh mắt cũng thật có vài điểm giống Nghiêm Tiểu Thì, đáng tiếc Ngưu Lâm Quảng thần khí uy phong, ngạo mạn vênh váo ở Tần Đường, đối với Nghiêm Tiểu Thì thèm nhỏ dãi ba thước. Còn phải e sợ quyền thế, không dám có mộng tưởng nữa. Nhưng vẫn không quên được sự quyến rũ của Nghiêm Tiểu Thì, bèn tìm một người để thay thế. Cô gái tự xưng là Hoa Tam Đóa, từ sau khi Hoa Tam Kỳ của Thiên Trạch dạng danh ở tỉnh Yến, những cô gái trong giới làn chơi, đều lấy biệt danh có chữ Hoa làm họ, Hoa Nhất Tỷ, Hoa Nhị Muội, Hoa Tam Đóa, vân vân. Tất cả đều cho hoa là đẹp, bất kể là hoa dại hay là hoa núi, dù sao đều là tạp hoa đủ loại màu sắc. Đôi bàn tay thô kệch của Ngưu Lâm Quảng đang chạy trên người của Hoa Tam Đóa, gã thấy thân thể của Hoa Tam Đóa mềm mại như gái mới lớn, da thịt chắc nịt, hai chân quíu chặt, liền nhắm tịt mắt lại, cười dâm loạn ba tiếng. Hoa Tam Đóa, nghĩa là hoa mai nở ba lần. Đáng ghét. Hoa Tam Đóa dùng sức uốn éo, đón ý thuận theo đôi bàn tay tài lộc của Ngưu Lâm Quảng. Cái gì gọi là hoa mai nở ba lần, em thật không biết. Không biết. Ngưu Lâm Quảng càng cười nhộn nhạo hơn. Vậy thì tôi phải hỏi cô rồi, cô là trinh nữ phải không? Hoa Tam Đóa thẹn thùng mỉm cười. Ngài nói em không phải thục nữ đi, em lại chưa kết hôn. Nói em là trinh nữ đi, ngài cũng biết em đang hành nghề gì mà. Ngẫm nghĩ một lúc, bèn nói ra một lời nói thật. Xem như phó trinh là được rồi. Phụt, một tiếng, Ngưu Lâm Quảng mém chút nữa phun quyên ngụm rượu lên người của Hoa Tam Đóa, mẹ. Một cô gái còn là phó trinh, đạo lý gì đây? Gã ha ha cười lớn. Tôi biết thân thể cô không còn trinh nữa, nhưng mà không sao, chơi là phải hứng thú, cái cần là nhịp tim, chỉ dựa vào câu nói phó trinh của cô vừa nãy, hôm nay tiền bâu ơ thưởng 1.000 nhân dân tệ. Ây ra, cảm ơn ông chủ. Hoa Tam Đóa vui mừng liền uốn éo thân thể nhiệt tình hơn nữa, y như một con rắn nước. Ngưu Lâm Quảng nhiệt tình dâng cao, đang muốn cầm súng lên đạn. Điện thoại liền reo lên không đúng lúc, gã vốn không muốn nghe, nhưng không nghe không được, bởi vì Gia Cát Phách Đạo đang ở bên ngoài theo dõi, hạ tưởng chắc hẳn là có tình hình mới. Thế nào rồi? Ngưu Lâm Quảng rất có hình tượng mà trần như nhộng nghe điện thoại. Chụp được ảnh Song Phi rồi. Đâu chỉ Song Phi, chủ tịch Ngưu, bí thư Hạ sở thích lớn quá, phải là Tam Phi chứ? Gia Cát Phách Đạo biết rõ Ngưu Lâm Tưởng chấm hoa nhài bạc rồi nên cố ý châm dầu vào lửa. Bởi vì mấy lần Ngưu Lâm Quảng nói đòi ra tay với Hạ Tưởng, đến cuối cùng sấm gầm thì lớn nhưng mưa thì nhỏ, dường như Ngưu Lâm Quảng có chút kiêng kỵ đối với Hạ Tưởng, hôm nay Gia Cát Phách Đạo vì thù riêng, muốn nhuốm cho ngọn lửa trong lòng Ngưu Lâm Quảng bùng cháy lên. Tam Phi, lại thêm người nào nữa? Tâm trí của Ngưu Lâm Quảng hoàn toàn nằm trên người của Hoa Tam Đóa, không hề biết mình đã bị Gia Cát Phách Đạo cho vào bẫy. Trần Lợi, Gia Cát Phách Đạo nếu như đối diện với Ngưu Lâm Quảng, bị lấn át bởi uy quyền bạo ngược của Ngưu Lâm Quảng, có lẽ không dám nói dối không chớp mắt, nhưng hiện giờ đang gọi điện thoại, gan của gã cũng lớn hơn nhiều. Tuy rằng gã là tay chân của Ngưu Lâm Quảng, nhưng mà người có chút tự phụ như gã, vốn cho rằng bản thân túc trí đa mưu hơn nhiều so với Ngưu Lâm Quảng, Ngưu Lâm Quảng chẳng qua là một lão già thô kệch thôi. Làm sao có thể so sánh với người văn võ song toàn như gã? Bởi vì Gia Cát Phách Đạo biết, gã hiện giờ như đấu bò, trong tay một miếng vải đỏ, hướng về Ngưu Lâm Quảng mà đong đưa. Ngưu Lâm Quảng chỉ là một con bò dễ nổi giận thôi. Quả nhiên không ngoài dự tính của Gia Cát Phách Đạo, Ngưu Lâm Quảng vừa nghe đã nổi trận lôi đình. Cái gì, Hạ Tưởng dám cướp người đàn bà của tao? Hiện giờ hắn đang ở đâu? Trần Lợi đang ở đâu? Buông điện thoại Gia Cát Phách Đạo xuống, Ngưu Lâm Quảng lập tức gọi cho Thiếu Gia Thang và Tu La, để bọn họ lập tức đến nhà hàng Trần Gia Câu, tìm cơ hội ra tay cướp Trần Lợi về rồi tính. Về phần Gia Cát Phách Đạo, vẫn tiếp tục làm y theo kế hoạch gây phiền phức cho Hạ Tưởng. Tu La cũng là trợ thủ đắc lực dưới tay Ngưu Lâm Quảng, bởi vì thân thủ không tồi, xuống tay đủ nhẫn tâm cũng nổi tiếng giống với cái tên Tu La vậy. Tuy nhiên Ngưu Lâm Quảng vẫn còn chút tỉnh táo, không muốn làm to chuyện, căn dặn phải làm tất cả mọi việc trong âm thầm lặng lẽ, không để người khác phát hiện. Sau khi dặn dò xong, thì một chút hứng thú cũng không còn nữa, quay đầu lại nhìn phó trinh Hoa Tam Đóa, tiện tay rút ra mười mấy tấm vé quăng lên người cô ta. Mặc quần áo vào, nhanh chóng đi khỏi. Lại ngồi một mình một hồi, vẫn là cảm thấy không thỏa đáng, liền thử gọi điện thoại cho Lưu Kiệt Huy, còn tưởng Lưu Kiệt Huy ở thủ đô, không ngờ lại ở Tần Đường, Ngưu Lâm Quảng liền nói. Có chút việc khẩn cấp, một chốc nữa gặp mặt nói chuyện.
Lưu Kiệt Huy vừa đoán biết ngay là chuyện của Hạ Tưởng, đương nhiên còn muốn gì hơn, gã gác điện thoại Ngưu Lâm Quảng xuống, ngẫm nghĩ một hồi, lại gọi điện cho Trương Quốc Vĩ. Quốc Vĩ, ra đây ngồi chút, có tí việc cần thương lượng với ông, rất quan trọng. Lâm Quảng vừa mới gọi điện thoại đến, có thể liên quan đến Hạ Tưởng. Tôi ra mặt không hay cho lắm. Trương Quốc Vĩ không muốn lộ diện. Nghe Lâm Quảng nói, nắm được nhược điểm gì đó của bí thư Hạ. Lưu Kiệt Huy hiện giờ cũng không tức giận nữa, Trương Quốc Vĩ khi cần thì lợi dụng, không cần thì vứt đi, hơn nữa gian trá xảo quyệt, gã cũng quen với giọng điệu của Trương Quốc Vĩ rồi. Đối phó Trương Quốc Vĩ, hứa hẹn lợi lộc luôn có tác dụng hơn là ăn nói nhỏ nhẹ. Quả nhiên, Trương Quốc Vĩ động lòng rồi. Cũng nên ngồi với Lâm Quảng một chút rồi, chủ yếu vẫn là có chút chuyện muốn nói với ông, được thôi, lão Lưu, ông nói địa điểm, tôi sẽ qua đó. Bỏ điện thoại xuống. Lưu Kiệt Huy cười nham hiểm, trong nụ cười, lạnh lùng mà ác liệt. Hạ Tưởng dùng cơm cùng Phó Tiên Tiên và Cổ Ngọc. Trong bữa ăn, biểu hiện của hai cô gái xinh đẹp không những vô cùng điềm đạm nho nhã, mà còn cực kỳ thục nữ, đoan trang thanh lịch, cười không hé răng, giọng nói nhỏ nhẹ, khiến cho Hạ Tưởng mở rộng tầm mắt. Nếu không phải vì hắn quen biết với Phó Tiên Tiên và Cổ Ngọc thời gian không ngắn, sớm hiểu rõ tính cách hai người này, nói không chừng còn thực sự nghĩ rằng hai người là tiểu thư khuê các bản tính dịu dàng tùy mị. Hai người đều là tiểu thư khuê các thì có thật, nhưng một người nóng nảy bướng bỉnh, một người đơn giản tùy hứng. Tuyệt đối không phải bộ dạng thục nữ trước mắt khiến người khác không thể chê vào đâu được. Đàn bà đều biết diễn kịch, Hạ Tưởng lại lần nữa lĩnh hội được ý nghĩa thật sự của câu nói này. Nhưng mà còn đỡ. Hai người ngoài việc ngầm so bì cao thấp xem ai đoan trang hơn ai ra, cũng không xảy ra chuyện không vui nào, khiến Hạ Tưởng âm thầm thở phào một cái. Nhưng chỉ là sau khi dùng cơm xong Cổ Ngọc muốn về khách sạn nghỉ ngơi, Phó Tiên Tiên lại nằn nặc đòi đưa cô ấy về khách sạn, nhằm để Hạ Tưởng biết rằng, bệnh của Phó Tiên Tiên đã hoàn toàn khỏi rồi. Từ đây hắn có thể đưa ra kết luận, bệnh của đàn bà, nhiều lúc uống giấm còn nhiều hơn uống thuốc nữa. Cổ Ngọc rốt cuộc đơn thuần. Nghĩ không ra lý do tốt hơn để cự tuyệt Phó Tiên Tiên, đành phải đồng ý thôi. Hạ Tưởng, Cổ Ngọc, Phó Tiên Tiên một hàng ba người, từ biệt hoa nhài bạc, đi ra khỏi nhà hàng Trần Gia Câu, lúc này mới khoảng gần 12 giờ, cảnh đêm ở tần đường, đang là giờ cao điểm nhất của cảnh ăn chơi đàng điếm. Khách sạn đặt cho Cổ Ngọc là khách sạn lớn Quang Hoa, cấp 4 sao, cách nhà hàng Trần Gia Câu một đoạn xa. Bởi vì Cổ Ngọc chạy xe đến, cuối cùng thống nhất. Để Hạ Tưởng lái xe của Cổ Ngọc, để Cổ Ngọc ngồi xe của Phó Tiên Tiên. Được rồi, cứ tùy ý các cô an bài là được. Hạ Tưởng đã quyết định hôm nay chỉ đóng vai trò tiếp khách. Xe vừa nổ máy, phía sau liền có một chiếc xe taxi lẳng lặng bám theo. Một chiếc xe taxi bám theo đám người Hạ Tưởng, một chiếc khác nấp trong bóng tối không động đậy, chính là chờ Trần Lợi tan ca. Sau khi Hạ Tưởng đi không lâu, Trần Lợi cũng chuẩn bị về nhà. Cô lái một chiếc Audi rất khiêm tốn, sau khi nổ máy xe, mới đi không xa, phía sau một chiếc taxi liền lén lút bám theo. Nếu bình thường, Hoa Nhài Bạc chắc chắn sẽ để ý phía sau. Cô ta đã tập thành tính cẩn thận đề phòng, nhưng hôm nay vì sự xuất hiện bất ngờ của Hạ Tưởng, khiến cô ấy tâm thần hoảng loạn, không ngờ lại không chú ý tới sau lưng có đuôi bám theo. Nếu như Hạ Tưởng xuất hiện một mình thì thôi, hắn còn đi chung với Phó Tiên Tiên, Cổ Ngọc. Làm cho cõi lòng Hoa Nhài Bạc vốn đã cố gắng bình lặng, lại không gió mà dậy sống. Hạ Tưởng, là người đàn ông mà cả đời cô yêu hận lẫn lộn nhất. Cũng là chuyện trùng hợp, hôm nay Tiêu Lương ra ngoài làm việc, không như mọi khi tiếp ứng Hoa Nhài Bạc giữa đường, chính bởi vì một loạt những điều trùng hợp ngẫu nhiên, mới dẫn đến việc xảy ra cuộc xung đột đụng độ. Trong lòng Hoa Nhài Bạc rất hoảng loạn, ngay cả lái xe cũng có chút mất kiểm soát. Tuy nói rằng cô ấy không dám dành nhiều cảm tình cho Hạ Tưởng, nhưng Hạ Tưởng lại là người đàn ông khiến cô ta rung động, đồng thời cũng là người không cách nào có thể dứt bỏ được. Chỉ có điều Hạ Tưởng đi cùng hai người đàn bà, còn là xuất hiện trước mặt cô ta cùng lúc với hai cô nàng xinh đẹp, cô ấy giả vờ như không có chuyện gì, kỳ thực trái tim đã bấn loạn lên rồi. Hạ Tưởng chết tiệt, làm người ta vui mừng làm người ta buồn rầu, làm cho người ta thêm nhiều ưu sầu. Lúc chạy đến một nơi dòng người xe cộ qua lại cũng ít, Hoa Nhài Bạc đột nhiên phát hiện có điều không ổn, nhìn từ kính chiếu hậu, một chiếc xe taxi cứ bám theo suốt từ phía sau, trời tối, không nhìn rõ khuôn mặt của tên tài xế, nhưng trực giác cảm thấy, trong bóng đêm dường như có một đôi mắt u ám, đang nhìn cô ta như hổ rình mồi. Nguy rồi,
bị người theo dõi rồi. Hoa Nhài Bạc trong lúc cấp bách, đạp mạnh chân ga muốn chạy, không ngờ đột nhiên lại có một chiếc taxi giết đến từ phía trước. Chặn ngay đường trước mặt, một trước một sau, nhốt cứng cô ta ở giữa. Vài người thanh niên cường tráng bước xuống từ hai xe, đến phía trước xe, gõ gõ cửa sổ một cách rất lịch sự, nói. Trần Lợi, nếu cô hợp tác, chúng tôi sẽ không thô lỗ. Cô là người thông minh, ngoan ngoãn đi theo chúng tôi, sẽ không phải chịu chút thiệt thòi nào. Hoa Nhài Bạc biết khó thoát nạn rồi, cũng không hoảng loạn, cũng không sợ hãi, chỉ là bình tĩnh bước xuống xe, lạnh lùng mà nói. Các anh sẽ phải hối hận những việc các An Hy đã làm hôm nay. Một câu nói đã chọc cười mấy người đó liền cười ha hả. Cô bé đừng nói lời độc địa, vô dụng thôi, ở Tần Đường, ban ngày của Hạ Tưởng, ban đêm của Ngưu Lâm Quảng, hiện giờ là ban đêm, là Tần Đường của Ngưu Lâm Quảng. Lại nói, Hạ Tưởng hiện giờ đang chơi song phi, hắn cũng không lo đến cô đâu, ha ha. Thành thật chút, nếu không nghe lời, tay chân chúng tôi sẽ không thành thật đâu. Nước mắt của Hoa Nhài Bạc không nhịn được nữa chảy ra ngoài. Cô ta là bị mấy người trước mặt dọa đến phát khóc. Khóc là bởi vì hình ảnh trong trí tưởng tượng, rằng Hạ Tưởng và hai cô gái xinh đẹp kia cuốn quýt lấy nhau, cắn răng một cái. Tôi đi theo cái anh. Dưới sự bi thương và tủi nhục, cô ta hạ quyết tâm, chẳng may không giữ được trong sạch, cô ta sẽ chết cho Hạ Tưởng xem. Để Hạ Tưởng hối hận suốt đời. Đáng thương thay cho Hạ Tưởng đâu có cuốn quýt với hai cô nàng xinh đẹp, một cô cũng không có. Hắn cùng Phó Tiên Tiên đưa Cổ Ngọc đến khách sạn, tới phòng rồi, Cổ Ngọc rõ ràng có chuyện muốn nói với Hạ Tưởng, nhưng Phó Tiên Tiên cứ lì mặt ra không chịu đi, nhất mực làm bóng đèn điện. Hạ Tưởng muốn để Phó Tiên Tiên ra ngoài tránh đi một chút, để Phó Tiên Tiên xuống lầu mua gói thuốc, Phó Tiên Tiên lại nói Hạ Tưởng không hút thuốc, mà cô ấy lại là bệnh nhân, càng không thể đi. Khiến cho hắn không còn cách nào khác. Đang lúc nghĩ cách muốn tách Phó Tiên Tiên ra, ngoài cửa truyền đến tiếng động ồn ào. Lại đan xen âm thanh quen thuộc, lập tức khiến Hạ Tưởng sinh lòng cảnh giác. Chương 1209, cả gan làm loạn, bĩnh tĩnh ứng phó. Gia Cát Phách Đạo. Tuy rằng Hạ Tưởng và Gia Cát Phách Đạo gặp gỡ không nhiều lắm, nhưng Hạ Tưởng nhớ rất rõ giọng nói của Gia Cát Phách Đạo, chỉ cần nghe một câu nói rất nhỏ có áp lực, trong lòng lập tức nảy sinh cảnh giác. Nếu đúng là Gia Cát Phách Đạo, như vậy, việc y xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Mà là có khả năng đi theo dõi mà đến. Ngưu Lâm Quảng lén lút ra tay rồi sao? Tuyệt đối có khả năng. Tâm trạng Hạ Tưởng trùng xuống, hắn ở Tần Đường như mặt trời giữa trưa, Trương Quốc Vĩ đã không còn có thể làm đối thủ công khai với hắn nữa, mà chỉ có thể mượn tay Ngưu Lâm Quảng để âm thầm ra tay. Trong vấn đề kinh tế thì hắn rất trong sạch, khẳng định tìm không ra một lỗ hổng nào, nhưng trong vấn đề đàn bà, nói thật đây là điểm yếu dễ bị đả kích duy nhất của hắn. Nếu như cả trên vấn đề kinh tế và tác phong của hắn đều trong sạch, vậy thì hắn là thần thánh chứ không phải là người nữa. Đàn ông yêu giang sơn, cũng yêu mỹ nhân, không còn cách nào khác, hắn cũng giống như bao người đàn ông bình thường khác, nhưng theo chức vụ của hắn mà nói, vấn đề đàn bà mặc dù không thể đặt ngửa lên bàn, nhưng nếu hoạt động thích đáng, nắm được một số chứng cứ trong tay, sau đó đệ trình những chứng cứ này vào tay những nhân vật chủ chốt, thì có khả năng làm cho địa vị chính trị của hắn sẽ bị đả kích trầm trọng đến mức không thể tưởng tượng được. Hắn đến Tần Đường khi hắn 32 tuổi, 33 tuổi thăng chức lên ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trở thành cán bộ cấp phó tỉnh trẻ tuổi nhất trong nước, ánh hào quang sáng chói lọi, nhưng ở phía dưới nó, tất nhiên sẽ có nhiều người hâm mộ và ganh ghét, mong muốn có thể đưa hắn xuống thật nhanh. Huống chi, sự bổ nhiệm của hắn lúc ấy khi thảo luận ở bộ chính trị, ý kiến phản đối cũng không phải là ít. Tranh luận với hắn cũng rất nhiều, chẳng qua hắn vượt qua được thử thách, mới làm cho những người phản đối không có thêm ý kiến gì khác, còn những người ủng hộ thì có thêm sự tin tưởng vào hắn đồng ý giúp hắn vào ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Nhưng những ý kiến phản đối chỉ là tạm thời lắng xuống, chứ không có mất đi, vì vậy nếu một khi vấn đề tác phong của hắn bị người khác lôi ra, chắc chắn những người phản đối hắn sẽ mừng như nhặt được vàng, sau đó lại phóng đại mọi chuyện lên. Thậm chí sẽ là chướng ngại vật ảnh hưởng đến con đường thăng quan tiến chức của hắn. Hạ Tưởng trong lòng phẫn nộ. Lần trước Gia Cát Phách Đạo và Lã Chấn Dương tới huyện An âm thầm mượn có sinh sự, gây phiền toái nhằm muốn ngăn cản hắn thuận lợi thăng tiến vào chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy, cũng đã khiến hắn ôm hận trong lòng. Bất cứ ai trong quan trường, cũng sẽ không bỏ qua chướng ngại vật trên con đường đi về phía trước của mình. Quả thật,
có một số chướng ngại vật đã được đặt trước trên đường đi, muốn đi qua thì hắn phải bước qua chướng ngại vật trước. Mà có một số chướng ngại vật vốn dĩ không có mà do một số người cố ý tạo ra, lúc nào cũng ném xuống chân của hắn, chính là để cản bước đi của hắn và có thể làm hắn bị ngã không ngẩng mặt lên được nữa, những chướng ngại vật đó không cần ngần ngại gì mà không đá văng nó đi. Gia Cát Phách Đạo lặp đi lặp lại rất nhiều lần mà nói ngăn cản, không cần biết là ai sai khiến, y đã thực sự chọc giận Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền quyết định phải trừng trị Gia Cát Phách Đạo, chỉ xử lý mình Mã Quân thì vẫn không thể khiến đối phương bừng tỉnh, vậy thì xử lý luôn cả Gia Cát Phách Đạo, để xem sau khi đánh chó xong, chủ sẽ rụt bớt tay lại hay vẫn tiếp tục thò ra. Nếu tiếp tục thò ra, Hạ Tưởng cũng không sợ rất nhanh mà chặt đứt cánh tay của đối thủ. Cũng coi như là tai hắn thính, nghe được cả giọng nói bên ngoài là không phải, Phó Tiên Tiên và Cổ Ngọc vẫn kẻ đến người đi, âm thầm thi đấu, một chút cũng không để ý nguy hiểm đã tới rất gần. Hạ Tưởng ra hiệu hai người nói nhỏ một chút, sau đó chỉ ra bên ngoài ý muốn nói ở bên ngoài có động tĩnh, không ngờ hai người lại hiểu sai ý của Hạ Tưởng, nghĩ rằng Hạ Tưởng sai hai người ra mở cửa, liền tranh nhau chạy ra cửa. Hạ Tưởng giật mình, vội vàng ngăn hai cô lại, nhưng đã chậm một bước. Phó Tiên Tiên và Cổ Ngọc đều đã ra tới cửa, đồng thời cùng mở cửa phòng. Bởi vì điều hòa trong phòng bật hết cỡ, khá là ấm, nên Phó Tiên Tiên và Cổ Ngọc đều cởi áo khoác ngoài, Hạ Tưởng cũng vậy, ba người tuy nhìn qua thì đều mặc quần áo chỉnh tề, cũng không có hành động khiếm nhã gì, nhưng trong tình cảnh hiện tại thì rất dễ gây hiểu lầm cho người khác. Phó Tiên Tiên bên trái, Cổ Ngọc bên phải, hai người vai sánh vai, vẻ mặt rạng rỡ như hoa đào. Hạ Tưởng đứng dậy ngăn cản hai cô gái ra mở cửa, vừa đúng lúc đứng sát ở phía sau hai cô gái, trên vẻ mặt có chút kinh hoàng, tạo thành một bức tranh tuyệt vời. Rất dễ làm cho người khác liên tưởng tới những điều không hay. Cửa vừa mở ra, trước cửa có vài người xa lạ, trong đó không có Gia Cát Phách Đạo, Hạ Tưởng sửng sốt, chẳng lẽ nghe nhầm. Nhưng sự việc tiếp theo làm cho hắn hiểu, hắn không hề nghe nhầm. Cổ Ngọc còn không ý thức được sự việc đang xảy ra. Vẫn hảo tâm mà hỏi. Các anh là ai? Muốn tìm ai thế? Đối phương có khoảng 3 đến 4 người, không nói không rằng, trên người thì nồng nặc mùi rượu, hai người phía trước bỗng nhiên đứng ra hai bên, lộ ra hai người phía sau cầm máy ảnh chụp liên hồi vào mấy người Hạ Tưởng. Máy ảnh chụp liên tục tốc độ cao, tốc độ chụp liên tục có thể đạt tới 5, 6 khung hình trên giây, huống hồ lại là hai máy ảnh cùng lúc liên hồi chụp, nháy mắt đã chụp được mười mấy bức ảnh. Trong tích tắc, đối phương đã chụp xong, sau đó gào thét một tiếng, lập tức giải tán, rất nhanh đã không còn ai. Hạ Tưởng giận dữ, biết ý đồ của đối phương, định đuổi theo, nhưng họ có 4 người, chia làm hai hướng chạy mất, hắn chỉ có một mình cho dù là đuổi theo được bên nào, thì bên kia vẫn có ảnh trong tay. Quả nhiên là xảo quyệt, mưu ma trước quỷ, tính toán tỉ mỉ. Hạ Tưởng vô cùng tức giận. Phó Tiên Tiên cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Chắc chắn có kẻ theo dõi chúng ta, Hạ Tưởng, có kẻ đánh lén anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cổ Ngọc vẫn còn rất ngây thơ, vẫn không hiểu liền hỏi. Người vừa chụp ảnh là ai? Chụp gì mà loạn hết cả lên thế? Việc đã đến nước này, chỉ có thể để sau rồi nói. Hạ Tưởng bảo hai cô gái quay vào phòng, sắc mặt trầm tư đến đáng sợ. Hắn đi đi lại lại trong phòng hồi lâu, rồi nói. Có người bất mãn với việc tôi đảm nhiệm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, muốn tìm điểm yếu của tôi để công kích tôi. Những bức ảnh vừa rồi, là bằng chứng tôi có tác phong không đứng đắn trong chuyện nam nữ. Không phải chứ, anh muốn chơi bời thì cũng nên với một người con gái khác, họ chụp ảnh tôi và Tiên Tiên làm gì, thật là không có sức thuyết phục. Cổ Ngọc đối với những hiểm ác của xã hội và lòng người thâm hiểm. Vẫn thiếu hụt sự hiểu biết đầy đủ. Phó Tiên Tiên vốn cũng rất tức giận, lại bị những lời của Cổ Ngọc làm cho cô cảm thấy Cổ Ngọc quả thực là quá ngây thơ. Đàn ông bây giờ đều thích một kéo hai, tên tục là Song Phi, bí thư Hạ Đường Đường là ủy viên thường vụ tỉnh ủy lại chơi trò Song Phi bị người ta chụp ảnh, cô nói thử xem như vậy sự việc sẽ lớn đến mức như thế nào. Liệu bí thư còn chút thanh danh nào không? Mất hết thanh danh còn tốt. Nói không chừng sẽ chôn xuống những tai họa ngầm đối với con đường thăng chức sau này. Sao? Cổ Ngọc kinh ngạc há to miệng. Nghiêm trọng như vậy sao? Chỉ là mấy bức ảnh thôi mà. Hơn nữa chúng ta cũng có làm cái gì đâu, quần áo thì chỉnh tề, ai có thể ngốc đến mức cho rằng ba chúng ta cùng nhau.
Cổ Ngọc liếc nhanh sang Hạ Tưởng một cái, mặt bỗng nhiên đỏ bừng, ngượng ngùng không nói tiếp nữa. Sự tình trước mắt cần phải nghĩ cách ứng phó với đối phương. Điều mà Hạ Tưởng không ngờ tới lúc này, chính là Phó Tiên Tiên lại vô cùng bình tĩnh, chứng tỏ là người có đầu óc chính trị. Bọn họ bây giờ muốn động đến anh, tất nhiên sẽ làm kinh động đến những tầng lớp trên. Đến tai tầng lớp trên, tất nhiên sẽ không qua được nhà họ Phó. Muốn lấy tôi ra làm mục đích thực hiện, hừ, cũng phải hỏi Phó Tiên Phong xem có đồng ý hay không chứ. Cổ Ngọc bây giờ mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình, liếc nhìn Hạ Tưởng, nói rất nhỏ. Có phải tôi rất vô dụng không? Vừa ngốc, lại không có đầu óc gì, gì cũng không giúp được cho anh. Hạ Tưởng vỗ vai Cổ Ngọc an ủi. Việc của đàn ông, để cho đàn ông giải quyết là được rồi. Đừng lo lắng quá, Tiên Tiên, nghe lời của tôi, tối nay cô hãy ở cùng Cổ Ngọc nhé, đừng về nhà nữa. Buổi tối đóng cửa cẩn thận, chú ý an toàn. Phó Tiên Tiên thấy được sự nghiêm túc của Hạ Tưởng, gật gật đầu, nghe theo lời hắn và ở lại. Ưu điểm lớn nhất của Hạ Tưởng chính là khi gặp chuyện gì cũng không bao giờ nóng vội. Trong lòng dù phẫn nộ bao nhiêu, cũng cố gắng bình tĩnh lại. Chỉ có bình tĩnh ứng phó mới nghĩ ra kế sách vẹn toàn, hóa giải mọi nguy cơ. Sự kiện chụp ảnh chưa chắc có thể đẩy hắn đến mức như thế nào, nhưng cũng sẽ giống việc lên gặp cấp trên của Lưu Kiệt Huy lần trước, kéo dài không có kết thúc. Tuy rằng không cắn bạn, nhưng cũng có thể làm bạn phiền não. Đương nhiên, nếu như mấy bức ảnh này rơi vào tay Lưu Kiệt Huy, bị Lưu Kiệt Huy nói phóng đại vài câu, liên hệ cùng với cái chết của Mã Quân, mọi người sẽ khiếu nại và yêu cầu giải quyết, liền trở thành phiền toái lớn. Chương 1210, đêm không trăng gió lớn, xoèn xoẹt mài đao. Ruồi bọ biến thành con cóc, không cắn người nhưng biết làm cho con người phiền não, ghê tởm đến chết người. Tuy nhiên ngay cả như vậy, cũng không thể hoảng loạn. Phải hiểu tình hình mọi mặt, nếu không sẽ có những sai lầm, dẫn đến sai càng thêm sai, mọi chuyện lại càng không tốt chút nào. Hạ Tưởng vừa đi vừa nghĩ, cơn lửa giận trong lòng, càng cháy càng lớn, nhưng những ý nghĩ trong đầu hắn ngày càng rõ ràng. Nghĩ lại vừa rồi trong vô ý có nghe thấy tiếng của Gia Cát Phách Đạo, Hạ Tưởng lại càng nhận định, đứng đằng sau là Ngưu Lâm Quảng, sau Ngưu Lâm Quảng là bóng dáng của Trương Quốc Vĩ. Trương Quốc Vĩ là người khó đối phó nhất, y lươn lẹo, rõ ràng rất nhiều mưu kế đằng sau đều có bóng dáng của y, nhưng chỉ thấy bóng chứ không thấy người, đó là lý do không nắm được nhược điểm của y. Y hành sự vô cùng mạnh tay, khéo đưa đẩy cho người khác, trên mặt ngoài vừa duy trì được hình tượng của ánh hào quang quang minh chính đại, nhưng mặt kia thì thủ đoạn cao siêu, làm cho người khác khó lòng phòng bị. Hạ Tưởng suy nghĩ cũng phải, đầu tiên là hắn cướp mất chức bí thư thành ủy của y. Lại được là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Trương Quốc Vĩ cho rằng Hạ Tưởng là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường thăng chức của y cũng là điều thường tình. Nhưng cũng phải nói lại, chức bí thư thành ủy chỉ có một người được đảm nhiệm. Trên quan trường bây giờ, không dành cho những người hiền nói, người nào có năng lực thì được, không có năng lực chỉ có thể chịu lún, nếu không thì sẽ làm sao? Không được lãnh đạo cấp trên coi trọng, không có những tố chất đảm nhiệm vị trí nhân vật số một, nếu cứ hoang tưởng hão huyền. Chỉ có thể làm thêm buồn rầu mà thôi. Buồn rầu thì chịu đựng một mình là được rồi, còn muốn âm thầm ra tay làm cho người khác cũng phiền não lây, nếu Hạ Tưởng có thể để cho Trương Quốc Vĩ như ý, thì không phải là Hạ Tưởng rồi. Nghĩ là làm, Hạ Tưởng quyết định công khai đánh trả. Tuy nhiên trên đường về nhà, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Tiêu Ngũ, nghe được một tin tức kinh hoàng khác, Hoa Nhài Bạc đã mất tích rồi. Theo bước đầu phỏng đoán, có lẽ là do người của Ngưu Lâm Quảng bắt đi. Hạ Tưởng giận tím mặt, lần đầu tiên Ngưu Lâm Quảng đánh lén hắn, lại dám bắt Hoa Nhài Bạc, quả là to gan. Trời làm bậy có thể phẫn nộ, người làm bậy thì không thể tha. Hạ Tưởng giận tím mặt. Chủ tịch Trần đã biết rồi, ông ấy nói rằng báo cho ngài biết. Giọng nói của Tiêu Ngũ đầy áp lực. Không kìm được sự phẫn nộ, nhưng dù sao cũng trải qua rất nhiều sóng gió, hắn cũng biết nếu không khống chế được lửa giận, sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Vấn đề nào cũng phải cố gắng giữ được lý trí. Chủ tịch Trần nói, muốn giết chó thì cần gì phải dùng đến dao mổ trâu. Hạ Tưởng hiểu ý của Nga Ni Trần, đó là không cần hắn ra tay vội, Nga Ni Trần sẽ tự giải quyết ân oán với Ngưu Lâm Quảng. Nga Ni Trần cũng rất phẫn nộ rồi. Cũng tốt, Hạ Tưởng tôn trọng ý kiến của Nga Ni Trần, biết Nga Ni Trần đối nhân xử thế rất cương trực, cũng có đôi thủ đoạn, cũng có tự tôn, hắn nói với Tiêu Ngũ. Nhờ nói lại với ông Trần,
cứ yên tâm hành động, thành phố Tần Đường cần phải thay đổi rồi. Tiêu Ngũ không hiểu ý của Hạ Tưởng, chỉ biết là có ám chỉ, nên chỉ ghi lại trong lòng, nói. Tôi nhất định sẽ nói lại với ông Trần, tuy nhiên, lãnh đạo, có lời này không nên nói ra, Ngưu Lâm Quảng cũng thật là quá kiêu ngạo, hay là tôi mang theo mấy anh em đi xử gã. Tiêu Ngũ, muốn xử gã thì quá dễ, nhưng vừa phải làm cho đối phương đau, vừa làm cho đối phương đối lý, có khổ mà không nói ra được, phải động não suy nghĩ. Hạ Tưởng biết rằng, nếu để Tiêu Ngũ làm đến mức có lý có căn cứ mà công kích đối phương, cũng không thực tế, Tiêu Ngũ không phải là người biết suy nghĩ, nhưng có thể học nhiều thêm một chút. Hãy theo ông Trần nhiều hơn và học hỏi thêm về thủ pháp của ông ấy. Nếu Hạ Tưởng đoán không nhầm, Nga Ni Trần ra tay lần này, nhất định là một đòn nặng, hơn nữa có thể làm cho Ngưu Lâm Quảng đau không thể thốt ra lời, còn đến mức có khổ không thể nói ra. Hạ Tưởng không về nhà, gọi điện cho vệ tân, nói cô an tâm ở trong nhà, không nên ra ngoài chỗ ở của vệ tân hẳn là rất bí mật, sẽ không bị người khác phát hiện ra, nhưng cũng phải đề phòng chẳng may. Ngưu Lâm Quảng và Trương Quốc Vĩ dù sao cũng đã kinh doanh ở Tần Đường nhiều năm, thâm căn cố đế, có thế lực khổng lồ mà người ngoài không thể tưởng tượng được, vì thế phải cực kỳ cẩn thận. Ngưu Lâm Quảng chỉ cần ra tay thì mức độ sẽ gấp mấy lần Trương Quốc Vĩ, bởi vì Ngưu Lâm Quảng là kẻ liều mạng. Dù thế nào cũng không được để cho gã làm thương tổn đến vệ tân mới được, nếu như gã dám động đến một sợi tóc của vệ tân, Hạ Tưởng sẽ làm cho Ngưu Lâm Quảng sống không bằng chết. Không chỉ vệ tân, nếu gã dám làm ô uế sự trong sạch của Hoa Nhài Bạc, Hạ Tưởng không những nhổ tận gốc thế lực của gã, mà còn làm cho Ngưu Lâm Quảng chết không có chỗ mà chôn. Cho dù Ngưu Lâm Quảng có hậu thuẫn lớn như thế nào, Hạ Tưởng cũng không ngần ngại bắt gã phải trả giá, đưa Ngưu Lâm Quảng ra công lý. Không, phải giết chết sau đó mới dùng đến luật pháp. Hạ Tưởng đầy thù hận trong lòng. Hoa Nhài Bạc tuy rằng không phải người đàn bà của hắn, nhưng hắn coi Hoa Nhài Bạc giống như là người thân của hắn. Là người mà hắn sẽ bảo vệ và chăm sóc suốt đời, ai dám động đến cô ấy, Hạ Tưởng tuyệt đối sẽ không tha. Vừa đến thành ủy, bước vào văn phòng, liền có người gõ cửa, là phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố Trần Vĩ Đông. Trần Vĩ Đông không đến 40 tuổi, trắng trẻo, đeo kính, bình thường không thấy tích cực với công việc lắm, hôm nay không biết sao đêm khuya thế này còn làm việc. Bí thư Hạ, hôm nay tôi tăng ca viết một bản tài liệu, vẫn chưa về. Biết ngài tới, liền tới chào hỏi, xem ngài có cần tôi giúp gì không. Trần Vĩ Đông vẻ mặt tươi cười, thái độ vô cùng khiêm hạ. Hạ Tưởng cũng không trực tiếp từ chối khiến y xấu hổ. Mặc dù biết y đến là để nịnh hót, thành ủy có việc thì tìm đến trưởng ban thư ký thành ủy, xem trưởng ban thư ký của anh có cần gì không. Nhưng không thể nói rõ được. Chỉ có thể nói. Không có gì, tôi quay lại lấy tập văn kiện, anh cứ làm việc của mình đi Vĩ Đông. Trần Vĩ Đông không nghĩ tới Hạ Tưởng lại biết tên của mình, càng căng thẳng, chân tay luống cuống bủn rủn hồi lâu, mới nói ra được một câu. Vậy tôi đi làm việc đây, tôi ở lầu dưới, nếu ngài có việc gì thì cứ gọi tôi một tiếng. Nói rồi quay người bước đi được hai bước thì bỗng nhớ ra, quay đầu lại rồi nói. Bí thư Hạ, vừa rồi thị trưởng Trương luôn ngồi trong phòng làm việc, sau khi nghe điện thoại xong, liền vội vàng ra ngoài. Các vị lãnh đạo đều làm việc không có ngày đêm, khá vất vả, chúng tôi thân là cấp dưới, lại càng phải cố gắng. Hạ Tưởng hơi lặng người đi, Vĩ Đông cũng là người có chút học vấn, báo cáo cũng có ý sâu xa. Hạ Tưởng liền hiểu ý mỉm cười. Vĩ Đông vất vả rồi. Trần Vĩ Đông giống như là được nhận thưởng rất lớn vậy, vui vẻ đi xuống lầu, y không biết rằng y đã bị Hạ Tưởng tuyên án tử hình trong mắt của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không phải ai chân thành đều thu nhận. Có những kẻ dùng được, tin được, nhưng có kẻ dùng được nhưng không thể tin được. Trần Vĩ Đông thuộc về loại người dùng được nhưng không tin được. Dùng được mà tin được, Hạ Tưởng mới có ý trọng dụng bồi dưỡng, hơn nữa sẽ dùng khi có cơ hội phù hợp. Đồng thời dùng được mà không tin được, chính là bình thường nếu đối phương chủ động báo cáo tin tức, hắn sẽ khen ngợi bạn trước mặt, nhưng khi bạn rơi xuống vực thẳm, tuyệt đối sẽ không nằm trong danh sách được cứu. Loại người này... Khi ở trước mặt bạn sẽ nói cho bạn tin tức của người khác, nhưng khi quay người, sẽ nói cho người khác biết tin tức của bạn. Toàn bộ xem y có thể được bao nhiêu lợi ích đến tay, chỉ thuộc loại thằng hề nhảy nhót còn không đáng tranh giành hơn cả loài cỏ ngài. Trần Vĩ Đông đi rồi, Hạ Tưởng liền gọi điện thoại cho Hoàng Đắc Ích, yêu cầu hắn đến thành ủy ngay lập tức. Hoàng Đắc Ích hôm nay ngủ sớm, vừa nghe thấy Hạ Tưởng gọi đến,
biết rằng không phải là chuyện nhỏ, liền lập tức lên đường, trên đường đi còn dặn cấp dưới chuẩn bị tốt lực lượng, chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào. Hoàng Đắc Ích hiện tại trung thành và tận tâm với Hạ Tưởng, nói đùa, Hạ Tưởng chẳng những là lãnh đạo cao nhất ở Tần Đường, mà còn là lãnh đạo tỉnh ủy xứng đáng với cái tên, rất có sức ảnh hưởng trực tiếp đối với tiền đồ của y. Với tư cách là một trong những người dựa vào Hạ Tưởng sớm nhất, Hoàng Đắc Ích rất có tự tin về vị trí của y trong lòng Hạ Tưởng. Tới thành ủy, Hoàng Đắc Ích quả nhiên đoán đúng, Hạ Tưởng yêu cầu xuất quân hành động, tạm thời kiểm tra toàn bộ nơi vui chơi giải trí toàn thành phố, yêu cầu bí mật tuyệt đối, không được để lộ chút tin tức nào. Bởi vì thời gian gấp gáp, khẳng định không thể tập trung toàn bộ lực lượng, chỉ có thể yêu cầu những người tin cậy dẫn đội ngũ đi kiểm tra một số nơi. Hoàng Đắc Ích bị Hạ Tưởng ra lệnh quá đột ngột, sửng sốt trong chốc lát mới nói. Bí thư Hạ, theo quy định thì phải được sự đồng ý của thị trưởng Trương mới được. Đắc Ích, nếu anh không chỉ huy được cấp dưới thì tôi sẽ trực tiếp đến sở công an tỉnh để lấy người, như thế nào? Hạ Tưởng giọng nói không lớn, một chút nặng lời cũng không có, nhưng lại khiến cho Hoàng Đắc Ích nghe như sấm nổ vang tai, chút nữa thì ngã về phía sau. Lời của Hạ Tưởng quả thật có lực trấn áp, ngụ ý là nếu y còn do dự không quả quyết, Hạ Tưởng chưa chắc đã đề nghị chuyển công tác của y lên hội nghị thường vụ tỉnh ủy, nhưng rất có thể sẽ điều chỉnh lại phó cục trưởng cục công an thành phố. Hoàng Đắc Ích cũng biết khuyết điểm của y chính là do dự, không quyết đoán, mới dẫn đến hiện nay không nắm rõ tình hình thành phố, một câu nói của Hạ Tưởng liền đánh động đến tâm trạng của y. Vâng, tôi sẽ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Thực ra Hoàng Đắc Ích nhắc đến Trương Quốc Vĩ, không phải xuất phát từ tôn trọng Trương Quốc Vĩ, mà bởi vì mấy phó cục trưởng cục công an thành phố khác đều bị Trương Quốc Vĩ nắm giữ, sai đâu đánh đó, y chỉ huy không nổi. Hiện tại nghĩ lại, Bí Thư Hạ đã là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nắm giữ quyền lực lớn ở Tần Đường, ai mà dám chống lại lời nói của Bí Thư Hạ, không phải là tự tìm đến phiền phức sao? Bí Thư Hạ đến Tần Đường đã nửa năm, đã đến lúc phải có sự điều chỉnh nhân sự trong phạm vi nhỏ rồi. Hoàng Đắc Ích vừa mới nghĩ tới điểm này, Hạ Tưởng liền hàm xúc mà nói. Sắp tới thành ủy sẽ có một biến động lớn, trong lòng anh biết như vậy là được rồi. Những phó cục trưởng nào cần phải thay đổi, anh hãy đưa ra một danh sách trước đi. Sau khi điểm vào đề xong lại nói. Đêm nay hành động, cái muốn chính là rung cây dọa khỉ. Phải làm cho những khu vui chơi giải trí lớn kiềm chế đi vài phần, nếu cảm thấy không được thì tiếp tục hành động với quy mô lớn hơn, phải trừng trị nghiêm. Mục đích chính của lần này là Ngưu Lâm Quảng, gã đi đến đâu, ta theo sau đấy, không thể làm cho gã thấy thoải mái, đi theo hắn gã một tuần để cho gã tận hưởng cảm giác có người chăm sóc đặc biệt. Hoàng Đắc Ích nhận lệnh đi ra, trong lòng chất đầy hào khí, Hạ Tưởng là muốn tuyên chiến với Ngưu Lâm Quảng. Hơn nữa còn muốn điều chỉnh nhân sự với phạm vi nhỏ ở Tần Đường, quả thật là thay đổi toàn bộ. Vừa nghĩ tới những phó cục trưởng không nghe lời sẽ bị luân chuyển. Hoàng Đắc Ích trong lòng rất mong chờ, ngày mà y sẽ nắm giữ toàn bộ cục công an thành phố không còn xa nữa, ai lại không muốn trên địa bàn của mình, một lời nói có thể nặng ngàn cân. Vẫn là nên cảm ơn sự chiếu cố của Bí Thư Hạ. Hoàng Đắc Ích tuy rằng không hoàn toàn hiểu được mục đích của lần hành động này, nhưng hắn biết rằng phải chấp hành mệnh lệnh của Bí Thư Hạ, nhất là theo dõi sát sao Ngưu Lâm Quảng, hai là phải kiểm tra nghiêm nơi vui chơi giải trí. Điều tra rõ giữa Ngưu Lâm Quảng và nơi vui chơi giải trí, có phải là còn có quan hệ gì hay không? Đúng rồi, cấp dưới của Ngưu Lâm Quảng đều đàn hát thâu đêm suốt sáng, ngày ngày trà trộn vào các nơi vui chơi giải trí. Hiểu rồi, Hoàng Đắc Ích bừng tỉnh ngộ, trong quá trình điều tra, thận trọng theo dõi thuộc hạ của Ngưu Lâm Quảng, bắt thì nên bắt, đánh thì nên đánh, không được nương tay. Được, làm theo thôi. Vào lúc Hạ Tưởng ra tay đánh động đến Ngưu Lâm Quảng thì Nga Ni Trần cũng bắt đầu âm thầm bố trí hành động, các ngõ ngách đều bố trí người tìm kiếm tin tức của Hoa Nhài Bạc. Lão Tặc, Tiêu Lương, Tiêu Ngũ đều đích thân ra quân, tìm khắp các phố lớn ngõ nhỏ ở Tần Đường, lo lắng tìm kiếm tung tích của Hoa Nhài Bạc. Khắp thành phố Tần Đường bị bao trùm bởi màn đêm, dường như rất tĩnh lặng. Trên thực tế là một mạch nước ngầm một chính một phản đang rất dữ dội. Khắp các ngõ ngách và nơi vui chơi giải trí ở Tần Đường đều bị lục tung lên. Giống như gió đến trong đêm xuân, cây cối đâm chồi nở hoa. Tần Đường, bỗng một cơn gió to thổi đến, dự báo trời đất sắp thực sự thay đổi, gió dục mây vần. Chỉ có điều ngoài dự đoán của mọi người đó là, cho dù Hoàng Đắc Ích ra quân công khai hay Nga Ni Trần hoạt động âm thầm.
hoa nhài bạc dường như vẫn biến mất không căn cứ, tìm suốt đêm vẫn không thấy bóng dáng đâu. May mắn sao, Hoàng Đắc Ích nhận lệnh đã theo dõi sát được Ngưu Lâm Quảng, gã đi đến đâu, cảnh sát đều đi theo đó. Cuối cùng, gã đành phải quay trở về thực nghiệp Trung Thiên, đóng cửa, không ra ngoài. Chỉ cần Ngưu Lâm Quảng ngồi yên ở đó, hoa nhài bạc tạm thời được an toàn. Đây cũng là chỗ cao minh của Hạ Tưởng. Sáng hôm sau, Trương Quốc Vĩ mới biết về hành động tối hôm trước, không ngờ là trước đó không hề báo cáo với y, vô cùng tức giận. Y với tay lấy điện thoại gọi, giáo huấn Hoàng Đắc Ích mấy câu. Hoàng Đắc Ích rất tức giận, nhưng ai bảo y là thị trưởng. Nên chỉ giống như bị đau răng, lầm bầm ứng phó, dù sao mọi việc cũng làm rồi, giờ có nói gì cũng vô ích. Trương Quốc Vĩ tức giận, đi tìm Hạ Tưởng cãi lý, không ngờ Hạ Tưởng không gặp cũng không phải là trốn tránh không gặp mà là Hạ Tưởng đang bận. Bí thư Hạ đang ủ rượu cho một cơn gió lốc. Trương Quốc Vĩ lần đầu tiên trước mặt Hạ Tưởng thấy mất mặt như vậy. Vốn dĩ Trương Quốc Vĩ định tìm Hạ Tưởng để ăn năn hối lỗi, không ngờ bị Từ Tử Kỳ chắn ở bên ngoài, nói rằng bí thư Hạ đang tiếp khách, tạm thời không có thời gian, mời thị trưởng Trương đợi một chút. Bí thư đúng là bí thư, có thể để cho thị trưởng chờ, còn thị trưởng không có tư cách gì để có thể bắt bí thư chờ. Quy định trên quan trường là như vậy, nếu không phục cũng không có cách nào khác. Trưởng lớp phải quản lý lớp phó. Huống chi trưởng lớp và lớp phó hiện nay, hơn kém nhau một bậc. Quan to một bậc đè người chết. Tuy nhiên nghĩ đến những lợi lộc mà tối hôm qua y có được, sự phẫn nộ của Trương Quốc Vĩ cũng giảm đi không ít. Trong lòng đắc ý nghĩ, Hạ Tưởng, anh hiện tại gió xuân đắc chí, cẩn thận lại bị cảm bởi cái rét tháng 3. Cảm cúm chỉ là bệnh nhỏ, nhưng có thể làm cho người sa sút trong khoảng thời gian ngắn, nếu bị trong khoảng thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến tinh thần. Không phải là mới thăng chức lên ủy viên thường vụ tỉnh ủy sao, kiêu ngạo gì chứ? Hãy đợi đấy, vào đúng lúc anh hoang mang, một ủy viên thường vụ tỉnh ủy, buổi tối có hai mỹ nhân, lại bị người chụp ảnh, quả thật là mất mặt. Đợi tin tức lan truyền đi, anh còn có thể huênh hoang, tự đắc ở Tần Đường nữa không? Nếu anh không chết thì cũng xấu hổ vô cùng, cũng làm cho tiền đồ của anh tiêu tan. Trương Quốc Vĩ tức giận trở về văn phòng của mình, gọi điện báo Hoàng Đắc Ích đến. Hắn muốn gây sức ép tới Hoàng Đắc Ích, yêu cầu Hoàng Đắc Ích báo cáo công việc, chỗ nào báo cáo không tốt, liền phê bình. Trương Quốc Vĩ đang trong cơn thịnh nộ, nhưng không có hỏi Hạ Tưởng đang nói chuyện cùng ai. Đương nhiên, nếu y có hỏi, Từ Tử Kỳ cũng không nói cho y biết. Bởi vì Hạ Tưởng đang nói chuyện với Nhâm Hải Phong. Hạ Tưởng đích thân gọi điện cho Nhâm Hải Phong đến, biểu thị Hạ Tưởng rất tôn trọng Nhâm Hải Phong, lần này hắn quyết tâm điều chỉnh đội ngũ cán bộ lãnh đạo các quận. Huyện ở Tần Đường, đây là lần điều chỉnh đầu tiên từ khi hắn nhậm chức ở Tần Đường đến nay. Tối qua hắn có nói qua với Hoàng Đắc Ích là chỉ điều chỉnh trong phạm vi nhỏ, thực ra là chỉ đánh tiếng với Hoàng Đắc Ích, nhưng lại sợ gã làm lộ tin tức, nên chỉ hé lộ một chút. Trên thực tế, Hạ Tưởng muốn điều chỉnh trên quy mô lớn. Mục đích chính là mượn việc điều chỉnh cán bộ lãnh đạo cấp quận, huyện để thu hút sự chú ý của Trương Quốc Vĩ, phân tán thế lực của Trương Quốc Vĩ. Làm cho Trương Quốc Vĩ không có thời gian phối hợp hành động với Ngưu Lâm Quảng, từ đó sẽ công kích tới từng bộ phận. Nhâm Hải Phong không hiểu mục đích của Hạ Tưởng muốn tìm anh ta để làm gì, trong lòng có chút bất an, bởi vì trong hội nghị thường vụ thành phố hiện nay, chỉ có anh ta với Trương Quốc Vĩ là cùng một tuyến chiến. Quả thật Nhâm Hải Phong cũng không biết, Hạ Tưởng hoàn toàn không có ý lôi kéo anh ta, Hạ Tưởng biết rất rõ, hắn có quan hệ thân thiết với trưởng ban tổ chức cán bộ. Ngoài mặt thì ý đồ của hắn thực hiện rất dễ dàng, nhưng trên thực tế, lại sẽ khiến cho tỉnh ủy cảnh giác. Ở tỉnh không hy vọng bí thư thành ủy hoàn toàn nắm ban tổ chức cán bộ, nếu bí thư và ban tổ chức cán bộ liên kết với nhau, thì cũng giống như kinh doanh mà gặp phải thùng sắt vậy, tỉnh ủy làm sao khống chế nổi. Đó là lý do tại sao Trương Quốc Vĩ vẫn không thể phủ chính, cũng không bài trừ việc y và ban tổ chức cán bộ quan hệ mật thiết với nhau. Nhâm Hải Phong trong lòng hơi bồn chồn. Bởi vì Hạ Tưởng hiện tại là ủy viên thường vụ tỉnh, là quan chức cấp tỉnh, còn y chỉ là quan cấp sở mà thôi, chỉ trong nháy mắt mà đã lên tới núi cao mà người khác không thể với tới, y không thể không ngưỡng mộ, một chút tự tin cũng không còn nữa, không biết bí thư Hạ tìm y có chỉ thị gì. Bởi vì bí thư Hạ ngày xưa không giống với bí thư Hạ ngày nay, không chừng sẽ sắp xếp công việc của y, bởi vì y không rõ bí thư sẽ dùng cương vị lãnh đạo tỉnh ủy hay là thành phố nói chuyện với y. Nhâm Hải Phong liền cẩn trọng hỏi. Bí thư Hạ có điều gì chỉ thị ạ? Hạ Tưởng đứng dậy,
rót một chén trà cho Nhâm Hải Phong. Hải Phong, mùa xuân của Tần Đường sắp đến rồi, mùa xuân trăm hoa đua nở, tâm trạng của con người cũng sẽ tốt hơn, anh có dự định ra ngoài thưởng thức cảnh mùa xuân không? Nhâm Hải Phong vội đứng dậy, hai tay nhận chén trà. Cảm ơn bí thư hạ, để tôi tự rót được rồi. Chương 1211, một mũi tên trúng ba đích, tiêu diệt từng kẻ địch. Hải Phong cầm chén trà trong tay, không dám uống, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Tôi cũng đang định như vậy, nhưng gần đây công việc bận quá, chưa nghĩ ra là sẽ đi đâu. Đi biển giờ này thì gió biển hơi to, còn đi ra ngoại thành thì cỏ vẫn chưa xanh, tôi thấy thôi nên đợi thêm. Nhâm Hải Phong vẫn chưa sửa được lỗi nói nửa câu, cũng là thói quen rồi. Y vừa nói, vừa suy nghĩ, bí thư hạ gọi y đến đây chỉ để nói chuyện phiếm hay sao, không trực tiếp vào thẳng vấn đề, chẳng lẽ không phải là việc gấp gáp sao? Không vội là tốt rồi, bây giờ y hơi sợ nếu có việc gì gấp, nếu phát sinh sự cố, y sẽ phải đứng vào hàng, khó đây, theo cách nhìn của tình cảm cá hân, thì y thân thiết với Trương Quốc Vĩ hơn, nhưng hiện tại bí thư hạ như mặt trời giữa trưa, công danh rạng rỡ, không chỉ có thể vùi dập thị trưởng Trương, mà còn cao hơn y hai bậc, y làm sao dám chống lại ý của bí thư hạ đây. Tần Đường Vĩ độ lệch bắc, mùa xuân tới muộn, lại gần biển, du ngoạn mùa xuân sẽ chậm hơn thành phố Yến và Đan Thành ít nhất nửa tháng. Bây giờ hoa đào vẫn chưa nở nhỉ. Chưa nở, hoa đào nở lần lượt từ Nam đến Bắc, ước chừng bây giờ hoa ở Đan Thành vừa mới nở. Bí thư hạ nói gì, Nhâm Hải Phong liền nói tiếp sau đó. Trước khi bí thư hạ nói ra vấn đề, y cũng nói chuyện tùy ý, đương nhiên trong lòng y cũng biết, bí thư hạ tìm y không phải chỉ để nói chuyện phiếm. Hạ tưởng nói chuyện phiếm trong chốc lát, thấy Nhâm Hải Phong đầu óc choáng váng, liền nói thêm. Có một bài thơ, chắc Hải Phong đã từng nghe qua. Tử mạch hồng trần phất diện lai. Vô nhân bất đạo khán hoa hồi. Huyền đô quan lý đào thiên thụ. Tận thị lưu lãng khứ hậu tài. Đường tía bụi hồng cuốn khách qua. Người người đều nói mới xem hoa. Huyền đô quán ấy đào nghìn gốc. Trồng thuở tràng lưu đã cách xa. Anh cảm thấy bài thơ này viết như thế nào? Nhâm Hải Phong trong lòng đã biết Hạ Tưởng muốn nói đến đề tài gì. Đây là bài thơ, Huyền Đô Quan Hoa Đào, của Lưu Vũ Tích, rõ ràng là viết hoa đào nhưng thực ra là chỉ con người, dùng nghĩa gián tiếp, nói đông nói tây, không cần phải nói cũng biết là Hạ Tưởng muốn điều chỉnh nhân sự ở Tần Đường. Lấy hoa đào trong buổi chơi xuân để nói về hoa đào trong điều chỉnh nhân sự, quả là bí thư hạ ý nghĩ thật là thâm sâu. Nhâm Hải Phong ngầm bái phục thủ đoạn của bí thư hạ, quả thật thủ đoạn của bí thư hạ còn hơn Trương Quốc Vĩ rất nhiều lần. Nhưng lòng người quả thật khó hiểu, Nhâm Hải Phong không hiểu vì lý do gì, bỗng cảm thấy không thể thân thiết với Hạ Tưởng hơn. Cũng không có cách nào khác, giữa con người với nhau có tồn tại một cảm giác thuận mắt hay không, hoặc giống như giữa y với Hạ Tưởng, chính là không thuận mắt. Thơ viết rất hay, tôi cũng đã đọc rất nhiều thơ của Lưu Vũ Tích, đều không thay đổi tinh thần ban đầu. Mấy năm sau, ông còn viết thêm bài, Tái Du Huyền Đô Quan. Bách mẫu đình trung bán thị đài. Đào hoa tỉnh tận, thái hoa khai. Chủng đào đạo sĩ quy hà xứ. Tiền độ lưu lang kim độc lai. Sân vườn trăm mẫu nửa rêu nhòa. Sạch trụi hoa đào, cải trổ hoa. Đạo sĩ trồng đào đâu vậy nhỉ? Chàng lưu thuở trước một mình qua. Tiền độ lưu lang cũng thành một thành ngữ người người biết đến. Nhâm Hải Phong trả lời cũng rất khéo léo, mượn bài thơ thứ hai của Lưu Vũ Tích để đáp lại, hàm xúc biểu lộ lập trường không thay đổi của y. Hạ Tưởng mỉm cười, Nhâm Hải Phong quả thật cũng là một nhân tài, hiện nay không biết có bao nhiêu cán bộ hiểu được phong điển văn hóa, y có thể từ một suy ra ba, cũng có thể dùng thơ để bày tỏ quan điểm, lập trường của mình, khiến Hạ Tưởng âm thầm tán thưởng. Chỉ tiếc Nhâm Hải Phong vẫn cố chấp. Ý tưởng ban đầu của tôi là... Những lãnh đạo chủ chốt của các huyện ở thành phố Tần Đường, cũng nên điều chỉnh lại một lần, ban tổ chức cán bộ hãy tìm ra phương án, đưa ra thành ủy nghiên cứu thảo luận. Hạ Tưởng cuối cùng cũng nói rõ ý tưởng của mình, hắn vừa nói vừa rót trà cho Nhâm Hải Phong. Nhâm Hải Phong vội cung kính đưa hai tay nhận chén trà, uống một ngụm. Phương án cụ thể, một tuần nữa sẽ đệ trình lên thành ủy, để thành ủy nghiên cứu, quyết định. Nhâm Hải Phong không nói sẽ đệ trình lên Hạ Tưởng. Mà là đệ trình lên thành ủy. Tuy nói thành ủy là cách nói rộng, nhưng trên thực tế chính là Hạ Tưởng, nhưng Nhâm Hải Phong cũng ám chỉ rất rõ ràng, đệ trình lên thành ủy thảo luận, chứ không phải là bản thân Hạ Tưởng.
vẫn là cố ý giữ khoảng cách với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không nói nhiều, cũng không miễn cưỡng, rất khách khí tiễn Nhâm Hải Phong, sau đó chén trà còn lại của Nhâm Hải Phong tưới hoa. Nhâm Hải Phong không cần biết có phải đứng cùng chiến tuyến với Trương Quốc Vĩ không, Hạ Tưởng hiểu rõ một điều rằng, Tần Đường hiện tại, chiến trường công khai, đã là thiên hạ của hắn, không biết là hội nghị công việc bí thư, hay là hội nghị thường vụ, nhưng hắn vẫn là điểm sáng của ủy viên thường vụ tỉnh, hoàn toàn có thể áp chế được Trương Quốc Vĩ không thể trả đòn. Sự đánh giá duy nhất là ở phương án của ban tổ chức cán bộ có phải là tâm huyết của hắn không, phương án không thỏa mãn, hắn có thể phủ quyết, có thể ám chỉ cho Nhâm Hải Phong làm lại theo sơ đồ ý tưởng của hắn, cho đến khi hắn vừa lòng mới thôi. Với địa vị là ủy viên tỉnh ủy, bí thư thành ủy, không hoàn toàn ra hiệu lệnh cho ban tổ chức cán bộ, liền rất uất ức. Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng không quá khắt khe, hắn khẳng định sẽ ở những vị trí tương ứng, Trương Quốc Vĩ là thị trưởng, không cần phải nói gì, Phạm Tiến là phó thị trưởng, cũng không phải nói gì, chỉ có Nhâm Hải Phong là trưởng ban tổ chức cán bộ, không cho y đề bạt người nhà, thì chắc công việc sẽ không giải quyết xong, cũng thể hiện rằng hắn nhân vật số một không xem trọng cán bộ của ban tổ chức cán bộ rồi. Trưởng ban tổ chức cán bộ trong nhiệm kỳ của mình mà không nâng đỡ người nhà của mình thì còn làm trưởng ban tổ chức cán bộ làm gì? Tần Đường miếng bánh ngọt này rất lớn, Hạ Tưởng muốn ăn cũng không thể ăn hết, hơn nữa chiếc bánh ngọt này rất to, muốn ăn cũng không phải đơn giản. Trên thực tế, điều hắn muốn không phải đơn giản chỉ là một phần của chiếc bánh ngọt, mà là trong chiếc bánh ngọt ấy, hắn có thể lợi dụng một cách toàn diện mà không dùng đến thìa, có thể phân tán lực lượng của Trương Quốc Vĩ, lôi kéo lực lượng trung gian, đồng thời tạo dựng thân tín cho mình. Ngoài kế một mũi tên trúng ba đích ra, mũi tên hướng tới chính là muốn thu hẹp tinh lực của Trương Quốc Vĩ, không để y có cơ hội bày mưu tính kế cho Ngưu Lâm Quảng, hoặc có thể nói là, không để Trương Quốc Vĩ có cơ hội xúi dục Ngưu Lâm Quảng giật dây Lưu Kiệt Huy, từ đó hình thành thế tam giác Ngưu Lâm Quảng, Trương Quốc Vĩ và Lưu Kiệt Huy, không để cho ba người họ liên kết với nhau. Từ đó, mới có thể thong dong tiêu diệt từng bộ phận. Quả không ngoài dự đoán của Hạ Tưởng, sau khi tin tức sẽ điều chỉnh nhân sự của thành phố Tần Đường lọt ra ngoài, khắp thành phố Tần Đường đều bối rối. Không chỉ có người dân ở các huyện hoang mang, ai cũng lo lắng, ngay cả Trương Quốc Vĩ cũng bị đánh động, nhất thời ngây người kinh ngạc. Quá đột ngột, không ngờ bí thư Hạ lại có sự điều chỉnh bất ngờ như vậy. Trương Quốc Vĩ lo lắng, muốn đi tìm Hạ Tưởng thảo luận, Hạ Tưởng cũng không giải thích nhiều, chỉ nói nên điều chỉnh, công việc cụ thể thì đợi ban tổ chức cán bộ nghĩ ra phương án rồi mới thảo luận cụ thể. Ngụ ý là việc điều chỉnh nhân sự đang là việc cần phải làm, có phải điều chỉnh hay không, Trương Quốc Vĩ không có quyền phản đối, quyền hạn của hắn chỉ là sau khi ban tổ chức cán bộ đưa ra phương án, sắp xếp nhân sự cụ thể như thế nào, đến lúc đó hắn mới có quyền phát ngôn. Trương Quốc Vĩ lần đầu tiên thấy ở Hạ Tưởng có sự thể hiện quyền lực như vậy. Nhưng mà, sự việc làm cho Trương Quốc Vĩ cảm thấy mất mát vẫn còn ở phía sau. Hiệp đầu của sự đọ sức lực lượng ngầm, Ngưu Lâm Quảng chỉ là lực lượng vô danh, bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Dường như để phối hợp ra tay với Hạ Tưởng, hoặc là giữa hai người có sự ăn ý không cần nói ra, Nga Ni Trần cuối cùng cũng ra tay rồi. Sự ra tay của Nga Ni Trần, rất giống phong cách của Hạ Tưởng, ổn, chuẩn, độc, đánh tới khi đối phương không thể vực dậy, làm cho người ta không biết tìm ai để trả thù bởi vì đến hiện nay, Ngưu Lâm Quảng căn bản không biết sự tồn tại của Nga Ni Trần. Ngưu Lâm Quảng đương nhiên biết Nga Ni Trần, nhưng không biết rằng Nga Ni Trần là thế lực phát triển ngầm ở Tần Đường. Đổi là người khác, muốn mở rộng thế lực ở địa bàn của Ngưu Lâm Quảng mà không bị Ngưu Lâm Quảng phát hiện quả thật là không có. Nhưng Nga Ni Trần làm được điều này, không loại trừ hai khả năng. Thứ nhất là, Nga Ni Trần đối nhân xử thế quả thật cẩn thận, hơn nữa y có thuộc hạ trung thành và tận tâm. Thuộc hạ của y không những trung thành với y, mà còn sung bái y, là cái mà Ngưu Lâm Quảng không thể có. Nhân cách con người Nga Ni Trần có sức hấp dẫn người khác, y tuy rằng sớm đã lăn lộn trong xã hội đen, lòng lang dạ sói, nhưng đối với người của y thì rất hào phóng, thưởng phạt phân minh, rất được lòng người. Thứ hai là cũng có Tiêu Ngũ âm thầm trợ giúp. Tiêu Ngũ là người giúp việc cho Hạ Tưởng, Tiêu Ngũ lộ mặt giúp Nga Ni Trần rất nhiều việc, không gây sự chú ý cho chính phủ, không cần Hạ Tưởng ra mặt, đã có Từ Tử Kỳ tiếp đón, làm đối phương lập tức buông tay, không dám làm khó dễ. Chương 1212, người lành nghề ra tay, sâu cạn đều có. Nếu phải nói thêm điều gì, căn cứ địa của Nga Ni Trần ở khu Bắc Lộ, chủ tịch khu Bắc Lộ là Lăng Tiêu Dật,
đều là một tay Hạ Tưởng đề bạt lên. Theo những nguyên nhân trên hợp lại, Nga Ni Trần chỉ ở Tần Đường có một thời gian ngắn đã khôi phục được nguyên khí. Hơn nữa còn mạnh lên rất nhiều, nếu như để Ngưu Lâm Quảng biết được, chắc chắn ngạc nhiên không thể tưởng tượng được. Nhưng cũng phải nói, nếu như so sánh thực lực của Nga Ni Trần và Ngưu Lâm Quảng, thì vẫn là kém hơn nhiều. Dù sao thì Ngưu Lâm Quảng ở Tần Đường cũng một thời gian dài rồi, hơn nữa thuộc hạ của Ngưu Lâm Quảng đều là những kẻ liều mạng. Nga Ni Trần mới chờ mình làm lại từ đầu, so với trước đây càng cẩn thận hơn rất nhiều, nhiều lần căn dặn thuộc hạ là chỉ khi gặp thế lực ác mới được ra tay lộ ra răng nanh, bình thường phải là người văn minh lịch sự. Nói cách khác, ở giai đoạn hiện nay, để Ngưu Lâm Quảng và Nga Ni Trần một chọi một thì Nga Ni Trần thất bại thê thảm. Trong tay Ngưu Lâm Quảng có tới mấy chục khẩu súng, quả thật là một tay xã hội đen thứ thiệt. Cho nên Nga Ni Trần rất căm hận Ngưu Lâm Quảng cướp hoa nhài bạc đi, tuy rằng cả buổi tối không tìm ra hoa nhài bạc ở chỗ nào, lòng y như lửa đốt, nhưng y cũng biết Hạ Tưởng đang áp chế Ngưu Lâm Quảng. Ngưu Lâm Quảng tạm thời bị giam lỏng ở thực nghiệp Trung Thiên, không thể đi ra ngoài, y cũng an tâm ít nhiều. Bởi vậy có thể suy đoán, Ngưu Lâm Quảng tạm thời không thể gặp mặt hoa nhài bạc, hoa nhài bạc vẫn an toàn. Quả thật, nếu Ngưu Lâm Quảng biết Trần Lị là con gái của Nga Ni Trần, mà Nga Ni Trần ở Tần Đường, gã sẽ không dám động đến Trần Lị, cho dù có động đến cũng phải do dự, suy nghĩ đắn đo. Cũng bởi vì Hạ Tưởng ra tay kịp thời, mới khiến cho Nga Ni Trần yên tâm như vậy. Tính ra, Nga Ni Trần đến Tần Đường mới có 3 tháng ngắn ngủi, nhưng đối với Nga Ni Trần mà nói là bằng 3 năm thời gian. Thời gian 3 tháng, với tốc độ quật khởi của y, thu nạp thế lực, giống như một ván cờ, vẫn tốt hơn quãng thời gian 3 năm trước, điều đó cũng chứng minh một điều, tuy già nhưng mà ý chí không già chút nào. Hoa nhài bạc bị bắt cóc, lần đầu tiên Nga Ni Trần cảm nhận được tâm trạng như lửa đốt. Trước kia hoa nhài bạc cũng bị bắt cóc rồi, nhưng lúc đó có Hạ Tưởng ra tay, cuối cùng kịp thời giải cứu. Nhưng hiện tại Hạ Tưởng đã là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chắc chắn không thể ra mặt giải cứu, lại càng không thể ra tay trực tiếp, chỉ có thể làm theo lối cũ. Có địa vị càng cao, ngược lại sức giới hạn càng lớn, đối phó với thế lực đen tối Hạ Tưởng phải thay đổi sách lược, không thể làm giống như khi ở thành phố Lang, ân đền oán trả. Ở thành phố Lang, Hạ Tưởng là phó thị trưởng thường trực, hơn nữa còn trẻ, hiện tại có già thêm vài tuổi, nhưng đã là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, đồng thời là bí thư thành ủy, là người chủ trì mọi công việc của thành phố. Nếu như lần này bí thư Hạ ra tay giống như những lần trước, không những bị mang tiếng xấu, mà còn bị lãnh đạo cấp trên đánh giá là chưa thành thục về chính trị, có khuynh hướng bất lương, nếu nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến con đường thăng quan sau này của Hạ Tưởng. Nga Ni Trần ngay từ đầu đã lo lắng Hạ Tưởng liệu có phối hợp với hành động của y không, nếu như Hạ Tưởng không phối hợp, y sẽ âm thầm ra tay đối phó với Ngưu Lâm Quảng, lần thứ nhất có thể không như ý muốn, lần thứ hai đợi đến lúc gió to, trời không trăng, nhưng đến lần thứ ba sẽ bị Ngưu Lâm Quảng phát hiện. Nếu Ngưu Lâm Quảng công kích y liền có khả năng bị tiêu diệt toàn diện. Hạ Tưởng tuy rằng không tiện tự mình ra mặt, nhưng thủ đoạn cao minh. Bên phía cảnh sát suốt đêm đột nhập vào kiểm tra chỗ ăn chơi, đồng thời theo dõi Ngưu Lâm Quảng, hai thế cùng kẹp giữ gã ở trong thực nghiệp Trung Thiên. Nga Ni Trần âm thầm khâm phục Hạ Tưởng, vẫn là một Hạ Tưởng suy nghĩ sắc bén, trượng nghĩa và túc trí đa mưu của năm nào. Hạ Tưởng hành động trực diện, để lại cho y niềm tin và dũng khí, lập tức khiến Tiêu Lương và Lão Tặc đồng thời ra tay, y không để Tiêu Ngũ ra tay bởi vì y không tiện trực tiếp mệnh lệnh cho Tiêu Ngũ. Tiêu Ngũ chủ động xin đi đánh địch, vì thế, Tiêu Ngũ, Tiêu Lương và Lão Tặc phân ra ba đường, lợi dụng bóng đêm để ra tay. Ở vào vị trí trung tâm phía đông của thành phố, là nơi vui chơi giải trí xa hoa ở Tần Đường. Quan hệ của Ngưu Lâm Quảng và ông chủ Thâm Hải rất thân thiết, bởi vì thành phố Tần Đường rất phát triển, cạnh tranh rất kịch liệt. Trước đây thường xuyên có ông chủ của phòng tắm hơi khác cho một bang côn đồ tới Lê Hoa Hồng làm loạn, khiến Thâm Hải ứng phó mệt mỏi. Từ sau khi nộp tiền bảo kê mỗi tháng cho Ngưu Lâm Quảng, tay sai của Ngưu Lâm Quảng ngày nào cũng lượn vài vòng, bọn côn đồ ngày trước đến quấy rối đều bị đánh cho bán sống bán chết, không dám xuất hiện nữa. Từ đó, Thâm Hải cũng yên tâm kiếm tiền. Có thể không hạnh phúc sao? Gã ngày làm tân lang, tối đổi tân nương, chỉ là sống thử thôi cũng đã khiến gã bận suốt ngày, quả thật là cuộc sống của một đế vương. Thậm chí, còn tâm huyết với công việc. Xếp hạng các mỹ nhân của Lê Hoa Hồng theo tiêu chuẩn sắc đẹp và dáng đi, chia thành tam cung với lục viện, tất cả là 72 người.
Nói ngược lại, Mai mở hai lần cũng là làm theo ý mình, chỉ cần gã muốn, ngày ngày đều là cuộc sống tốt đẹp của thê thiếp thành đàn. Bởi vậy, Thâm Hải mỗi lần nhìn thấy những chương trình trên TV, bên nhà vợ yêu cầu nhà trai phải có nhà, có xe, có tiền gửi ngân hàng, gã liền không kìm được đập bàn chửi người, mẹ nó, xấu thế con bán mắt đến vậy, đàn ông vậy cũng được à, bà mẹ vợ ham hố như vậy không một chân đạp bà nó cho rồi, còn nhỏ giọng ăn nói khép nép với mụ ta, thật sự là chưa thấy qua phụ nữ chó chết đến vậy. Đến Lê Hoa Hồng, đảm bảo ngày ngày vui vẻ, còn thích hơn lấy vợ nhiều. Ngày ngày đều là tân lang, tối thì thay đổi tân nương, cần gì phải biết ai là mẹ mẹ làm gì. Thậm chí có lần Thâm Hải thấy trên TV, một cô gái mà trước đây gã đã từng sống cùng, trên TV còn làm dáng, tự xưng là đàng hoàng và thuần khiết, gã thiếu chút nữa ói đầy đất, trên giường hoang đàng đến thế, lên TV liền biến thành người đàng hoàng, lần đầu tiên gã gặp người phụ nữ mặt dày như vậy. Thâm Hải thở dài, người phụ nữ khoe khoang trên TV, thật ra cũng giống những người phụ nữ ở Tam Cung Lục Viện. Nhưng mà trên TV có danh tiếng, thì bán sỉ. Không xuất hiện trên TV thì không có danh tiếng, chỉ có thể bán lẻ mà thôi. Cũng có người, ngày trước ở Lê Hoa Hồng luôn đứng đầu bảng, sau này hoàn lương, gả cho nhà giàu mới nổi. Cũng muốn nổi tiếng, lên TV làm khách mời, nói lên quá khứ của mình, không ngờ tự nhận là giàu lên nhờ chơi cổ phiếu, Thâm Hải lúc đó phụt nước vào TV, mẹ nó, còn chơi cổ phiếu cơ đấy. Ngay đến thị trường là gì còn không hiểu, vậy cô ta đầu tư cái gì chứ? Nghĩ cũng đúng. Không phải là chơi cổ phiếu mà là mông. Trước mặt công chúng thì những người phụ nữ giàu có muốn chứng minh hai điều, một là người đàn ông của cô ta rất tài giỏi, hai là người đàn ông của mẹ cô ấy rất tài giỏi, nếu như không phải là người phụ nữ trẻ, xinh đẹp làm sao có thể có một người cha nuôi có quyền có thế lực. Thâm Hải là một người có thể hiểu rõ phụ nữ, biết phụ nữ dựng chuyện lên, có thể bán cả chính bản thân mình đi. Nhưng hôm nay Thâm Hải tự nhận là đã biết hết tất cả phụ nữ trên thế giới này, tự nhận trong mắt gã không có phụ nữ đẹp, lại được mở mang đầu óc. Thuộc hạ của Ngưu Lâm Quảng và Thang Đại Thiếu mang đến một phụ nữ, nói là tạm thời ở Lê Hoa Hồng, hiện nay không tiện đưa về thực nghiệp Trung Thiên. Thâm Hải cũng đồng ý, cũng không nghĩ nhiều, dù sao Ngưu Lâm Quảng ở Tân Đường muốn chơi phụ nữ nào, chỉ là một cậu nói thôi sao. Tuy nhiên khi gã nhìn thấy Hoa Nhài Bạc liền sửng sốt. Đối với một người đàn ông mà đêm nào cũng là tân lang mà nói, khi gặp những người phụ nữ muôn hình muôn vẻ, cao thấp, béo gầy, trong mắt gã thì chẳng có gì khác nhau, nhưng một Hoa Nhài Bạc ai oán và đáng thương đã chạm đến tim của Thâm Hải, nếu không phải có Thang Đại Thiếu và Tu La ở đó, nói không chừng gã đã đứng bật dậy, đè Hoa Nhài Bạc xuống, chà đạp mãi không mà thôi. Không nhớ rõ là bao lâu rồi mới có cảm giác này, trong phút chốc tình cảm của Thâm Hải như bị đốt cháy. Gã bỗng nhớ lại lúc còn 18 tuổi. Thang Đại Thiếu và Tu La nhìn thấy rõ những thay đổi trong mắt của Thâm Hải, cười ha ha. Sếp Ngưu đã chọn người này, anh chăm sóc cho thật tốt, đừng nói là bị chà đạp, chỉ cần mất đi một sợi tóc thôi, anh biết sao rồi chứ. Thâm Hải chợt bừng tỉnh. Được, xin Chủ tịch Ngưu cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cẩn thận, không một chút sơ suất. Tu La và Thang Đại Thiếu quay ra đến cửa, Thang Đại Thiếu vẫn có chút không yên tâm. Đừng để cho Thâm Hải háo sắc làm liều, ăn vụng trần lị, như vậy chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ. Tu La trên cánh tay có xăm hình rồng đen, thiếu mất tay trái, mắt phải to, mắt trái bé, trông rất là hung ác. Y không dám đâu, nếu y dám động đến trần lị, tôi sẽ thiên y. Đằng sau Lê Hoa Hồng có một ngõ tắt vừa dài vừa tối, hai người vừa rời khỏi Lê Hoa Hồng không lâu, liền nghe thấy còi cảnh sát, biết là cảnh sát đến kiểm tra. Liền bước vội, sợ nếu gặp phải cảnh sát thì phiền phức lớn. Không ngờ vừa mới đi vài bước phía trước đã có bóng người ở đó. Bóng người đứng đó trông rất bình tĩnh, chỉ có một người đứng bất động liền tạo cho người khác cảm giác có một sát khí nào đó. Tu La và Thang Đại Thiếu nhìn nhau, trong lòng phát lạnh, cao thủ. Chương 1213, một đêm ở Tần Đường, một kiếp nạn lớn. Thang Đại Thiếu mặc dù là tay chân của Ngưu Lâm Quảng, địa vị cao hơn Tu La. Nhưng Tu La mới là cánh tay đắc lực của Ngưu Lâm Quảng, Thang Đại Thiếu so sánh với y, vẫn còn thua kém nhiều. Tu La không những thân thủ tốt, hơn nữa y lòng lang dạ sói, trước khi y làm việc cho Ngưu Lâm Quảng, từng làm xã hội đen ở Hồng Kông, lúc đó đắc tội với một thế lực xã hội đen lớn, đối phương đòi cắt một cánh tay, thế lực đằng sau y bởi vì e ngại đối phương, cũng không muốn bảo vệ y.
Người lăn lộn trong xã hội đen, không có một cánh tay, thì không có tay để ăn cơm, Tu La không đồng ý, quyết định thắng thua với đối phương. Đối phương đồng ý, nhưng muốn hai chọi một, hơn nữa đối phương còn vũ khí, y không được phép có vũ khí. Nếu y đồng ý, sống chết dựa vào số. Ai cũng nghĩ Tu La sẽ không đồng ý, bởi vì một sinh mệnh đổi lấy một bàn tay, không ngờ Tu La lại đồng ý. Thời điểm quyết đấu, không ít thế lực xã hội đen đều đến xem, đối phương có hai người, mỗi người một cây đao dài một thước, một mình Tu La, tay không, tất cả mọi người đều cho rằng chưa đến ba hiệp, Tu La sẽ chết chắc. Vừa ra tay, đối phương liền bổ đao tới, Tu La không né tránh, dùng bả vai chống được một đao, nhân lúc đối phương đang sửng sốt, y cố nén đau, đánh trả lại đối phương, trong lúc đối phương đang đau, y nhân cơ hội này cướp dao trong tay đối phương, hét lớn một tiếng, dùng hết sức chém một đao, máu tuôn ra như sông. Tu La lại không quan tâm, tiếp tục rút dao đâm vào bụng đối phương, khi y chuẩn bị đâm nhát thứ hai, người kia cầm đao chém tới, y không né tránh, gồng người lên chịu đựng ba đao của đối phương. Người kia chém y ba đao thì y đâm người trước mặt năm đao. Tu La khắp người là máu, giống như điên cuồng vậy, quay đầu lại một đao xông tới, không ngờ một đao lại chém rứt cánh tay của người phía sau. Sau đó y tiến lên phía trước, không chút nào nương tay, đâm thẳng vào tim của đối phương. Tu La trở nên nổi tiếng sau một trận đánh, khiến cho nhiều người mới nghe đến tên thôi cũng đã sợ hãi. Sau khi theo Ngưu Lâm Quảng, Tu La giúp Ngưu Lâm Quảng giải quyết những vấn đề khó khăn nhất, cũng giúp Ngưu Lâm Quảng đánh bại nhiều đối thủ cạnh tranh, y ở trong tập đoàn của Ngưu Lâm Quảng được mệnh danh là độc thủ số 1. Tu La nhiều năm đã không gặp đối thủ nào, giờ thấy đối phương chỉ có một người, trong lòng có chút khinh thường, cười nhạt. Giả thần giả quỷ, có giỏi thì xuất đầu lộ diện, đừng có nấp sau cột điện hù dọa người khác. Còn chưa dứt lời, đối phương đã xuất đầu lộ diện. Vóc dáng không cao, tướng mạo xấu xí thậm chí còn hơi gầy, đứng trước Tu La và Thang đại thiếu, thanh âm âm trầm hỏi. Trần Lệ ở đâu, nói thật đi, tôi có thể tha cho các anh một con đường sống. Mẹ nó, còn dám đe dọa bố mày. Thang đại thiếu tức giận, gã bình thường thích làm ra vẻ, cảm thấy phiền khi người khác giả thần giả quỷ. Gã bước lên phía trước, không nói một lời liền tung ra một cước. Vừa mới nhấc chân lên, không thấy đối phương có động tác gì, liền cảm thấy một cơn đau truyền đến chân, tay còn nghe thấy một tiếng, rắc, là tiếng gãy xương, nhìn lại thì thấy chân phải đã bị gãy, lộ cả xương trắng. Thang đại thiếu hét lớn một tiếng, liền ngã xuống đất, ngất đi. Tu La trong lòng sợ hãi, không dám tin vào mắt mình. Cứ thật, một chiêu thôi đã khống chế được địch. Y tự nhận ở tần đường có thể hoành hành ngang ngược, không ngờ ở tần đường còn có một cao thủ như vậy. Tu La cũng không nói, cúi đầu, rút con dao găm trong người, xoay người hướng về phía người trước mặt đâm tới. Đối phương cũng không hàm hồ, chớp mắt đã né sang được một bên, lập tức trả đòn, cướp dao của Tu La. Tu La liền đạp đối phương né đòn một cách nhanh chóng. Chỉ chớp mắt hai người đều giao thủ 4-5 chiêu, không ai chiếm thế thượng phong. Tu La âm thầm khiếp sợ, đối phương có thân thủ tuyệt vời, so với y không kém hơn, mà còn cao hơn y một bậc, bởi vì y có dao còn đối thủ tay không. Làm sao bây giờ, muốn hạ độc thủ cũng không được, nhân lúc đối phương không chú ý, một tay rút ra một con dao găm, y luôn luôn có hai con dao trên người, để phòng chẳng may. Sau đó nhân lúc đối phương không có chuẩn bị, giơ tay lên, liền ném ra một con dao găm. Tưởng rằng có thể đâm trúng bụng đối phương. Không ngờ đối phương quả thật lợi hại, dường như đã có sự chuẩn bị trước vậy, né tránh đòn rất nhẹ nhàng, tuy rằng đối phương chụp được dao của y, nhưng máu ở bàn tay cũng chảy ra rất nhiều, nhưng đối phương toàn diện cảnh giác, đột nhiên đánh tới. Hai người chớp mắt lướt qua nhau, quay nhìn lại, hai bả vai của Tu La đầy vết dao găm, hàn khí lạnh người. Tu La bịch một tiếng rồi ngã xuống đất, lại kiên trì một lát, nhưng lúc sau đã ngã trên đất, bất tỉnh nhân sự. Máu không ngừng chảy trên hai vai, mắt thấy hai cánh tay của mình không giữ được nữa. Vào lúc Tu La và Thang đại thiếu bị đánh gãy tay chân, Lã Chấn Dương và Trương Thần Phương một đôi uyên ương số khổ, cũng gặp phải sự phiền phức lớn. Quả thật đêm đó vốn dĩ Trương Thần Phương không xảy ra vấn đề gì cả, nhưng Trương Thần Phương rảnh rỗi không có việc gì làm liền đi cùng Lã Chấn Dương. Lã Chấn Dương vốn bị Gia Cát Phách đạo sai đi đánh lén Hạ Tưởng, phải chụp được ảnh Hạ Tưởng cùng với phụ nữ. Trương Thần Phương mới nghe rằng có thể làm cho Hạ Tưởng nhục nhã, liền hưng phấn giống như là đánh máu gà vậy.
đặc biệt là khi ả nghe nói Hạ Tưởng có khả năng sẽ ở cùng hai người phụ nữ, nghĩ lại muốn tận mắt thấy. Có lẽ trong thâm tâm của mỗi người phụ nữ xấu đều theo đuổi khát vọng hành xử ba người, chẳng qua là tự cảm thấy xấu hổ, không dám hy vọng xa vời mà thôi. Cho nên cảm thấy rất muốn chứng kiến cảnh tượng tuyệt vời của người khác. Lã Chấn Dương sợ vợ thành thói quen rồi, hễ Trương Thần Phương nói gì là làm đó, liền cho cô đi theo. Làm cho Hạ Tưởng thấy nhục nhã cũng là giấc mộng của y. Y cũng hận một điều là không làm cho Hạ Tưởng phải ở trong hầm ăn phân trâu, đầu đội anten. Cuộc gặp ở huyện An là sự nhục nhã cả đời của y. Mỗi lần nhớ tới, Lã Chấn Dương quả thật muốn lấy dao chém Hạ Tưởng. Ngay từ đầu, khi sự việc vẫn được coi là thuận lợi, theo dõi đến khách sạn Quang Hoa, tận mắt nhìn thấy Hạ Tưởng với hai người phụ nữ khác, lên lầu vào phòng và khóa cửa lại. Lúc này Gia Cát Phách Đạo đề nghị, mấy người bọn họ không thể lộ diện, vì Hạ Tưởng biết họ, không thể để Hạ Tưởng nhận ra, cho dù hắn đoán được cũng không thể nhìn thấy. Vì thế liền yêu cầu mấy thuộc hạ lên lầu, chụp ảnh xong, Hạ Tưởng cũng không thể đuổi theo kịp, rồi xuống lầu, Gia Cát Phách Đạo và Lã Chấn Dương ngồi trong xe đợi, xem thành quả vừa có được, giống như là nhặt được vật báu vậy, khoa chân múa tay, Hạ Tưởng mày cũng có ngày hôm nay sao? Nhận ảnh xong, bọn họ quay trở về thực nghiệp Trung Thiên, không ngờ đi đến nửa đường liền nhận được tin tức rằng Ngưu Lâm Quảng bị cảnh sát theo dõi, xung quanh thực nghiệp Trung Thiên bây giờ đều là cảnh sát, tốt nhất không nên quay về đó. Gia Cát Phách Đạo suy nghĩ một lúc, sau đó quyết định đến nhà Lã Chấn Dương trốn tránh, đi đến nửa đường Gia Cát Phách Đạo phát hiện có rất nhiều cảnh sát, biết Hạ Tưởng đã áp dụng biện pháp phản công, cảm thấy đi đến nhà Lã Chấn Dương cũng không an toàn, liền xuống xe, bảo Lã Chấn Dương về nhà. Cũng là do Gia Cát Phách Đạo cẩn thận nên những bức ảnh mới chụp không rơi vào tay Tiêu Ngũ, cũng làm cho những việc về sau có rất nhiều biến động. Gia Cát Phách Đạo đủ thông minh, lại cẩn thận, trốn kịp lúc. Còn Lã Chấn Dương và Trương Thần Phương lại không có may mắn như vậy. Hai người về đến nhà, cả đêm vui quá không ngủ được, nhưng vẫn cảm thấy không quá thích thú, dường như tối nay không được chứng kiến cảnh Hạ Tương gặp đen đủi, bọn họ khó mà có thể ngủ được. Làm sao bây giờ, ra ngoài tìm cơ hội khác. Hai người bàn với nhau, ra cửa, lại đến khách sạn Quang Hoa, chuẩn bị xem Hạ Tưởng có còn ở cùng hai người phụ nữ đó không. Tuy rằng những bức ảnh mà Gia Cát Phách Đạo chụp rất tuyệt, nhưng vẫn chưa đủ làm Hạ Tưởng lao đao, chính là một nam hai nữ, cũng không nói được vấn đề gì. Nếu thật có thể chụp được ảnh Hạ Tưởng cùng với hai người phụ nữ ở trên giường, Hạ Tưởng coi như xong đời. Theo cách nghĩ hại người ích ta, Lã Chấn Dương và Trương Thần Phương lén lút cầm camera, tiến đến cửa phòng, để ý không có ai liền nghe lén ở cửa. Không nghe thì tốt, vừa nghe đã thấy bên trong vọng ra tiếng đổi trụy người con trai gọi người con gái, hai người liếc nhau, vẻ mặt tươi cười. Cầm chìa khóa bọn họ lấy trộm ở dưới quầy lễ tân nhẹ nhàng mở cửa tiến vào, trong phòng tối đen, chỉ có hai người đang giằng co nhau ở trên giường. Lã Chấn Dương càng thích thú, dường như có thuốc kích thích vậy, không tính đến hậu quả, liền chụp ảnh liên hồi. Sau khi chụp được mấy bức xong mới phát hiện là không phải, bởi vì trên giường là một nam một nữ, không phải một nam hai nữ. Hơn nữa người đàn ông dáng người mập mạp, rõ ràng không phải Hạ Tưởng, chẳng lẽ chụp sai rồi. Nói chậm mà hành động thì nhanh, người đàn ông và phụ nữ trên giường đang trong kịch liệt bất chợt bừng tỉnh, một trận kinh hãi và hoảng loạn, sau đó bật đèn sáng lên, Lã Chấn Dương và Trương Thần Phương cùng với hai người trên giường, tất cả đều sợ ngây người. Lã Chấn Dương xấu hổ đỏ mặt, Trương Thần Phương há hốc miệng, trợn mắt nhìn. Người đàn ông trên giường mặt đỏ bừng, người phụ nữ vội lấy chăn che người, không chịu lộ diện. Người đàn ông sửng sốt một lúc lâu, bỗng nhiên nổi giận. Lã Chấn Dương, anh đang làm cái gì thế? Có phải muốn chơi đều tôi? Anh đúng là đồ khốn, cũng không phải là anh chưa từng ăn vụng, sao lại dám chụp lén tôi đắc tội gì với anh sao? Người đàn ông trên giường không phải là Hạ Tưởng mà là cục trưởng cục tài chính La Chính Nguyên. Nhầm lẫn lớn rồi, sao lại có sự lầm lẫn như vậy chứ? Lã Chấn Dương mặt đỏ bừng, quan hệ giữa y và La Chính Nguyên không tồi, La Chính Nguyên đối với y rất tốt. Rõ ràng La Chính Nguyên đang đi vụng trộm lại bị y chụp ảnh, quả thật là khó giải thích. Mấu chốt nữa là, La Chính Nguyên lại còn nói y cũng đi vụng trộm, khiến cho Trương Thần Phương trợn mắt nhìn. Sư tử Hà Đông bắt đầu nổi giận. Sau khi nói xong, Lã Chấn Dương cuối cùng cũng có thể thoát thân, y không biết rằng Phó Tiên Tiên và Cổ Ngọc bàn nhau, cảm thấy ở khách sạn Quang Hoa không an toàn, liền chuyển đi, trước khi rời đi,
Phó Tiên Tiên nhớ tới La Chính Nguyên, liền lấy danh nghĩa khách sạn gọi điện cho La Chính Nguyên nói rằng khách sạn tặng phòng với miễn phí phí dịch vụ. La Chính Nguyên không biết đó là kế, vui vẻ chấp nhận, một người cô đơn khó có thể chịu đựng được, liền gọi cho nhân tình, kết quả khiến cho gã gặp đen đủi. Lã Trấn Dương và Trương Thần Phương bước ra ngoài, cảm thấy xui xẻo, Lã Trấn Dương lại bị Trương Thần Phương mắng, giải thích hồi lâu, Trương Thần Phương mới bớt nóng, không ngờ chưa về đến nhà liền bị mấy người lạ mặt bắt cóc. Một đêm ở Tần Đường, ngoại trừ Gia Cát Phách Đạo tránh được kiếp nạn, mấy tay sai của Ngưu Lâm Quảng cùng với Thang Đại Thiếu, Tu La, đều gặp phải đả kích toàn bộ với mức độ khác nhau. Sau khi Lã Trấn Dương và Thần Phương mất tích vào đêm hôm đó, từ sau lúc đó trong một thời gian rất dài, đều không có tin tức gì, khiến cho Ngưu Lâm Quảng vô cùng buồn bực, bởi vì gã không biết ai đã làm chuyện này. Lã Trấn Dương và Thần Phương mất tích, khiến cho bên cạnh Ngưu Lâm Quảng thiếu đi hai nhân vật dạng đầu trâu mặt ngựa, cũng chôn xuống phục bút vì sự bị lật chìm của Ngưu Lâm Quảng. So với sự tao ngộ của Lã Trấn Dương và Trương Thần Phương, dưới tay của Ngưu Lâm Quảng rất nhiều lâu la, nên chật vật hơn nhiều. Chương 1214, bên lề mất khống chế, càng ngày càng nghiêm trọng. Đêm đó, lực lượng của cảnh sát ra quân, khu vực vui chơi giải trí đều kinh hoàng khiếp sợ, cho rằng cảnh sát tới thu tiền trà nước, đã chuẩn bị tốt tiền hiếu kính, không ngờ cảnh sát không nhận, ngược lại còn đòi kiểm tra phòng. Toàn bộ kiểm tra phòng thì còn gì nữa, việc làm ăn xem như hết cách rồi, người phụ trách các khu vực vui chơi giải trí cũng biết, cảnh sát đến, không phải cố ý tìm việc, chính là có mục đích khác, liền đeo bộ mặt tươi cười hỏi rõ ràng, khi hỏi, quả nhiên là muốn lúc soát thuộc hạ của Ngưu Lâm Quảng. Được, Ngưu Lâm Quảng bị chấn chỉnh rồi, tuy nói Ngưu Lâm Quảng không thể dây vào, nhưng cảnh sát càng không thể dây vào hơn, khu vực vui chơi giải trí đều trực tiếp nói cho cảnh sát biết thuộc hạ của Ngưu Lâm Quảng ở phòng nào, không nói không được, nếu cảnh sát lục soát từng phòng một, ít nhất cũng khiến bọn họ một tháng không được kinh doanh. Tuy nhiên cũng có khu vui chơi giải trí không phối hợp với cảnh sát, tự nhận có hậu đài vững chắc, có phó cục trưởng bao che, cho rằng cảnh sát chỉ là phô trương thanh thế, không dám làm gì bọn họ, không ngờ cảnh sát mặc kệ 7321, không tìm ra thuộc hạ của Ngưu Lâm Quảng thề không dừng lại, liền lần lượt kiểm tra các phòng. Kết quả hễ nơi nào không phối hợp với công tác của cảnh sát, thì đều là tình cảnh hỗn loạn, một vùng lộn xộn. Mặc kệ là biện pháp nào, tất cả mọi cảnh sát sau khi tìm thấy thuộc hạ của Ngưu Lâm Quảng, nếu là đang chơi gái điếm thì phạt tiền. Nếu phát hiện có thuốc gây nghiện dạng viên nhỏ, lập tức tạm giam, một chút cũng không được nể nang. Có người còn đùa giỡn, nói là Ngưu Tổng thế nọ thế kia, còn có người càng càn quấy hơn, nói là nếu cảnh sát dám bắt gã, thì sẽ diệt cả nhà cảnh sát, kết quả liền bị cảnh sát ngay lúc này bắt lên xe cảnh sát đánh cho một trận. Cảnh sát Tần Đường từng nghe đại danh Ngưu Lâm Quảng thì biến sắc. Đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ như thế, bắt giữ thuộc hạ của Ngưu Lâm Quảng, không một chút nương tay, hơn nữa còn không nể nang gì. Một đêm, Ngưu Lâm Quảng hao binh tổn tướng, Thang Đại Thiếu gãy chân, Tu La hai vai bị thương nặng, cả đời tàn phế, Lã Trấn Dương và Trương Thần Phương biệt vô âm tín, vô số bọn lâu la lớn nhỏ bị đánh, bị bắt, tổn thất gần 1/5. Gia Cát Phách Đạo trở thành người sống sót duy nhất. Ngưu Lâm Quảng nổi điên. Cho dù gã không biết là ai ngầm hạ độc thủ, nhưng biết khẳng định có hai người liên quan đến, một là Trần Lị, hai là Hạ Tưởng. Khi trời sáng, Gia Cát Phách Đạo trở về đến thực nghiệp Trung Thiên, mang toàn bộ những ảnh chụp về Hạ Tưởng về. Kỳ thật sớm từ tối hôm qua, y đã gửi ảnh chụp cho Hách Tư Vị qua mạng, tuy nói Gia Cát Phách Đạo tự nhận là thông minh hơn người, thiếu chút nữa là độc nhất vô nhị, nhưng vẫn chưa hiểu biết nhiều lắm về mạng, nên để Hách Tư Vị xử lý. Hách Tư Vị là người có bằng cấp cao nhất ở thực nghiệp Trung Thiên. Gia Cát Phách Đạo trốn ở bên ngoài một đêm, sau khi gặp Ngưu Lâm Quảng mới biết, trong một đêm, thực nghiệm Trung Thiên tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Gia Cát Phách Đạo cũng giật mình kinh hãi. Ai đã ra đòn mạnh này, con mẹ nó khốn nạn, không ngờ vừa ra tay đã làm tàn phế Thang Đại Thiếu và Tu La, Tu La cũng được xưng là mãnh tướng, sao lại bị người ta làm cho tàn chứ? Nếu nói cảnh sát kiểm tra trực tiếp, đả kích bọn tay sai là sự ra tay của Hạ Tưởng, vậy thì độc thủ ngầm là do ai gây nên? Không hẳn là Hạ Tưởng, Hạ Tưởng không có thủ hạ đắc lực ở Tần Đường, và lại Tần Đường cũng không hẳn tồn tại một thế lực ngầm khổng lồ, hơn nữa ra tay rất chuẩn và mạnh, không lưu lại một chút dấu vết gì, bản thân tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, không ngờ ngay cả việc đối phương là thần thánh phương nào cũng không biết rõ. Quá kỳ lạ, quá bất lực.
Ba người Ngưu Lâm Quảng, Gia Cát Phách Đạo, Hách Tư Vị ngồi trong phòng làm việc, ánh nắng bình minh luồn qua khe cửa sổ chiếu vào trong phòng, vốn nắng sớm tươi đẹp của buổi sáng mùa xuân, len vào trong mắt mấy người họ, lại mang mùi vị thê lương. Ai cũng không ngờ được là, cùng lúc Hạ Tưởng ra tay chính diện, vẫn còn một thế lực ngầm không biết tên, đồng thời ra tay, hơn nữa còn đánh trúng chỗ đau của Ngưu Lâm Quảng. Lẽ nào nói, Trần Lệ là bạn gái của nhân vật lớn nào đó ở thủ đô? Ngưu Lâm Quảng tối hôm qua vốn định tràn trề hứng thú đi làm chú rể, cho rằng có thể tung hoành ngang dọc trên cơ thể của Trần Lệ, không ngờ đã bị cảnh sát nhìn chòng chọc, gã cũng không ngốc, lập tức nghĩ ra là thủ đoạn của Hạ Tưởng, liền gọi điện thoại cho Trương Quốc Vĩ, nhưng Trương Quốc Vĩ cũng không có cách gì. Bây giờ mệnh lệnh của Hạ Tưởng có sức mạnh rất lớn ở Cục Công an thành phố, Phó Cục trưởng không nghe lời trước đây, bây giờ vẫn có thể không nghe theo lệnh, nhưng không dám công khai phản đối. Đương nhiên, vẫn có ý thoái thác của Trương Quốc Vĩ, Trương Quốc Vĩ trước nay không đối kháng trực diện với Hạ Tưởng, y không muốn làm cái đích cho người ta bàn tán. Vốn không làm được chú rể đã khiến Ngưu Lâm Quảng tấm tức, không ngờ còn tổn binh hao tướng, gặp phải đòn phủ đầu, có phải đều là thủ đoạn của Hạ Tưởng hay không vẫn còn chưa chắc chắn, nhưng Ngưu Lâm Quảng lại muốn đem toàn bộ sự tức giận của mình trút lên người Hạ Tưởng. Nếu không phải Hạ Tưởng phái người theo dõi gã, gã không chỉ được làm chú rể chiếm được Trần Lệ, nói không chừng chưa chắc đã có tổn thất lớn như thế, Hạ Tưởng đúng là người mang họa, không ngờ hại gã tổn thất thê thảm như vậy. Ngưu Lâm Quảng dưới cơn thịnh nộ, rút ra một khẩu súng ngắn từ trong ngăn kéo, lắp vào một viên đạn, hướng về phía cửa sổ bóp cò, chỉ nghe một tiếng, bằng, vang lên, trên cửa sổ xuất hiện một lỗ thủng. Gia Cát Phách Đạo và Hách Tư Vị giật mình hoảng sợ, Ngưu Tổng đã nổ súng thật, vừa rồi nếu ngắm trúng người, khẳng định là đã có án mạng. Gia Cát Phách Đạo và Hách Tư Vị biết rõ tính cách của Ngưu Lâm Quảng liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt của đối phương, bởi vì bọn họ đều rõ, Ngưu Lâm Quảng đã nổi giận đến bên bờ của sự bùng phát. Sự phẫn nộ của Ngưu Lâm Quảng được chia làm 3 cấp độ, thứ nhất khi nổ súng, không lắp đạn, hai là lắp đạn giấy, ba là đạn thật. Cấp độ dần dần tăng lên, một khi lắp đạn thật, đã chứng minh gã quả thực đã đụng đến sát tâm, muốn giết người. Quả nhiên, Ngưu Lâm Quảng âm trầm nói. Tôi không tin vẫn không trị được Hạ Tưởng, không phải là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, thì thật có thể đảo lộn được Tần Đường sao? Đã đến lúc Hải quân ra mặt rồi. Gia Cát Phách Đạo trong lòng thoáng thấy sợ, muốn nói gì nhưng lại không mở miệng được. Hách Tư Vị nhìn Gia Cát Phách Đạo một cái, thầm nghĩ đến cả quân sư Quạt Mo cũng không dám khuyên Ngưu Lâm Quảng, y càng không dám nhiều lời, tuy nhiên trong lòng lại lo lắng, Ngưu Lâm Quảng thật sự muốn phát cuồng rồi. Hải quân là ai? Hải quân là một thuộc hạ mà Ngưu Lâm Quảng đắc ý nhất, là bộ đội đặc chủng chuyên nghiệp, không chỉ bản lĩnh rất cao, điểm chủ yếu nhất là, hải quân là một tay súng bắn tỉa. Một tay bắn tỉ trăm phát trăm trúng. Hải quân dưới tay của Ngưu Lâm Quảng là một vũ khí lợi hại nhất, bí ẩn nhất và khác loại nhất, từ khi hắn nương nhờ vào Ngưu Lâm Quảng, chỉ mới ra tay 2 lần. Một lần là giúp Ngưu Lâm Quảng diệt trừ đối thủ lớn nhất Mã Tự Đại, hải quân mai phục ở một căn gác mục nát bỏ hoang, 3 ngày 3 đêm, cuối cùng khi Mã Tự Đại đi ngang qua, chỉ tích tắc trong 5 giây, một phát bắn xuyên qua cổ Mã Tự Đại đang ngồi trong xe. Mã Tự Đại đang trên đường đưa tới bệnh viện đã bỏ mạng. Lần thứ hai là xử lý một ông chủ Bắc Kinh không nộp tiền bảo kê. Cũng là do hải quân nấp ở bên lề đường cao tốc vừa đúng một tuần, mới đợi được ông chủ Bắc Kinh trở về Bắc Kinh để làm việc. Y tính toán tỉ mỉ tốc độ gió và tốc độ của xe, một phát súng bắn ra, bắn trúng lốp, khi chiếc xe đang đi với vận tốc 120 km/h, lập tức không khống chế được, sau khi cuộn tròn mấy vòng, cả xe và người đều đi tong. Hai lần ra tay, hai lần trúng mục tiêu, hơn nữa không để lại một chút dấu vết gì, tài bắn súng bình tĩnh, kiên nhẫn và đáng sợ của y, đã khiến y trở thành quân át chủ bài thần bí nhất của Ngưu Lâm Quảng. Đương nhiên, hải quân không tùy tiện ra tay hành động, phần lớn thời gian của y đều ở trong căn phòng phía sau thực nghiệp trung thiên, bình thường giống như một người gác cổng, người bình thường đều không biết sát thủ át chủ bài của Ngưu Lâm Quảng chính là y. Bởi vậy, Ngưu Lâm Quảng đề xuất hải quân ra mặt, quả thực đã khiến Gia Cát Phách Đạo và Hách Tư Vị giật mình kinh hãi, bắn chết bí thư thành ủy, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, là một chuyện lớn chấn động cả nước, tuyệt đối sẽ dẫn phát ra một loạt hậu quả nghiêm trọng, thậm chí có thể khiến Tần Đường đảo lộn hoàn toàn. Gia Cát Phách Đạo tuy rất muốn Hạ Tưởng gặp xui xẻo, nhưng vẫn chưa có gan làm loạn đến bước bắn chết Hạ Tưởng,
y như hít phải một hơi khí lạnh, thầm nghĩ Ngưu Lâm Quảng hơn phân nửa là đã điên rồi. Hách Tư Vị có suy nghĩ giống Gia Cát Phách Đạo, tuy nhiên y nghĩ xa hơn, thậm chí lập tức đã nghĩ đến con đường lui, ngộ nhỡ chuyện xảy ra thật, y có lẽ càng chuồn sớm càng tốt. Nếu không sẽ chết chung hố với Ngưu Lâm Quảng không chừng, y không nỡ rời xa Tiểu Quỳ. Bây giờ trên cơ bản Hách Tư Vị đã lấy được lòng Tiểu Quỳ cũng có ý chấp nhận y thật không muốn điên cuồng làm loạn cùng với Ngưu Lâm Quảng, bởi vì giết bí thư thành ủy mà bị bắt, nói không chừng chưa cần qua thẩm phán đã bị chính quyền xóa bỏ trực tiếp rồi. Ngưu Lâm Quảng hiển nhiên không ý thức được hai người đa mưu túc trí dưới tay mình đã tâm tư dao động, vẫn đắm chìm trong cơn phẫn nộ không thể tự thoát ra được. Đương nhiên, không thể trực tiếp để hải quân ra tay giết Hạ Tưởng, như vậy thì quá lộ liễu rồi, đã thành một sự kiện chính trị, ai cũng không chạy thoát được. Sẽ để cho hải quân nghĩ cách tạo ra một vụ tai nạn ô tô, hoặc là một sự cố bất ngờ, thì vấn đề không lớn, ví dụ như bí thư Hạ đi đâu đó thị sát, đột nhiên trên đầu rơi xuống một vật đập chết hắn, hắn cũng để lại một tiếng thơm là hy sinh vì nhiệm vụ. Gia Cát Phách Đạo và Hách Tư Vị lại nhìn nhau, hai người vẫn không dám tiếp lời. Lúc này, hai người Gia Cát Phách Đạo và Hách Tư Vị luôn khinh thường nhau lại có tâm ý giống nhau đến hiếm thấy, đều cho rằng Ngưu Lâm Quảng đã hoàn toàn không khống chế được. Ngưu Lâm Quảng cũng nhận thức được hình như Gia Cát Phách Đạo và Hách Tư Vị không hứng thú lắm, gã đảo đảo mắt, lại nói tiếp. Phách Đạo, Tư Vị, chuyện này hai người trước tiên bàn luận với Hải quân một chút, tính toán một phương án, rồi xin Trương Quốc Vĩ một chút tin tức về lộ trình gần đây của Hạ Tưởng, xem có cơ hội không. Phải bàn bạc kỹ hơn, tìm ra một cơ hội thích hợp nhất, tuy nhiên trước mắt quan trọng hơn chính là, mấy tấm ảnh chụp có thể lấy ra làm gì với nó được không? Nói đến ảnh chụp, Gia Cát Phách Đạo và Hách Tư Vị mới tiếp lời, hai người đều thao thao bất tuyệt mà nói rất nhiều, kiến nghị của Gia Cát Phách Đạo là trực tiếp tung lên mang, trước tiên tạo thành sự ảnh hưởng không tốt mới được. Hách Tư Vị lại cho rằng nên đệ trình lên cấp trên trước, gây sức ép từ trên xuống dưới thì càng tốt. Bởi vì tung lên mạng, dường như có thể dẫn phát sự phẫn nộ của cư dân mạng, nhưng không bài trừ được Hạ Tưởng có thủ đoạn phản chế, rất nhanh có thể bình ổn lại những tin tức tiêu cực, nói không chừng còn có thể dựa vào đó để lợi dụng, chuyển hóa thành hiệu quả xúc tiến trực diện. Dù sao nội dung của những bức ảnh, không có sức thuyết phục mạnh mẽ. Cuối cùng Ngưu Lâm Quảng vẫn áp dụng đề nghị của Hách Tư Vị, quyết định trước mắt đệ trình những bức ảnh lên cấp trên. Sự tình, đang không biết đi theo hướng nào, càng ngày càng nghiêm trọng. Chương 1215, mùng 1/15, ném đá giỏ đường. Bản nháp về phương án điều chỉnh nhân sự của ban tổ chức cán bộ thành ủy Tần Đường, đã công khai. Khi Nhâm Hải Phong đệ trình phương án lên Hạ Tưởng, trong lòng biết sẽ không qua nổi bàn tay của bí thư Hạ. Bởi vì việc điều chỉnh phương án nhân sự biên độ rất nhỏ, hình như đều là nằm một chỗ bất động, thực tại cũng không có cách để động đến. Một khi động đến, bố cục mà Trương Quốc Vĩ tỉ mỉ bố trí bao năm bị phá vỡ. Hơn nữa còn có khả năng đẩy ngã quân bài domino, dẫn phát phản ứng dây chuyền. Còn một điểm, Hạ Tưởng chỉ là để y đưa ra phương án, không có bất kỳ ám thì cụ thể gì, y lại không đoán ra ý tưởng thực sự của Hạ Tưởng, dù sao quan hệ giữa y và Hạ Tưởng có chút xa lánh. Hơn nữa lần này lại không có Lương Thu Duệ ra mặt ám thị, đã khiến Nhâm Hải Phong lạc trong sương mù, thực tại không biết nên đưa ra bản nháp như thế nào. Đành phải vô cùng bảo thủ mà cho thối lui về tuyến 2 một nhân vật số 1 là chủ tịch huyện đã đến tuổi khác, sau đó cấp phó bên dưới sẽ tiến dần lên. Trên thực tế, tương đương với bố cục của Trương Quốc Vĩ một chút vẫn không biến đổi, nói là điều chỉnh, cũng không khác gì với không điều chỉnh. Quả nhiên, sau khi Nhâm Hải Phong đem bản thảo giao đến tay Hạ Tưởng, Hạ Tưởng chỉ nhìn liếc qua, rồi đặt sang một bên, hỏi một câu. Hải Phong, cậu đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ mấy năm rồi? Nhâm Hải Phong trong lòng quay cuồng, bí thư Hạ lấy thân phận ủy viên thường vụ tỉnh ủy để thảo luận với y về vấn đề công tác hiện tại của y. Cũng đúng, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, đối với tiền đồ của y có sức ảnh hưởng trực tiếp, y muốn không coi trọng cũng không được. Nói đi cũng phải nói lại, ban đầu y đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ thành phố Ngưu Thành, đến thành phố Tần Đường vẫn đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ. Trước sau đảm nhiệm ở vị trí này cũng gần 7 năm rồi, nếu không có bước chuyển lên trên, thì nguy hiểm rồi. Nhưng lại không biết nên trả lời vấn đề của bí thư Hạ như thế nào, bởi vì Hạ Tưởng khẳng định không có tâm tư để bạt y, chần chừ một chút, vẫn trả lời. Bí thư Hạ có trí nhớ tốt, tôi ở Tần Đường đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ đến sắp ngã rồi.
Nhâm Hải Phong vừa muốn nghe Hạ Tưởng nói sâu hơn về vấn đề này, thậm chí tốt nhất là lộ ra một chút hướng đi nhân sự mới nhất ở tỉnh, vừa sợ Hạ Tưởng rằng co trên vấn đề này, khiến y vào thế khó xử, không muốn Hạ Tưởng chỉ nhắc đến rồi lại chuyển đề tài. Hải Phong, năng lực công tác của cậu có, thái độ công tác cũng rất đoan chính, kinh nghiệm lý lịch cũng đủ rồi, chỉ thiếu một cơ hội. Chỉ điểm sơ qua, như mồi nhử khiêu khích dạ dày của Nhâm Hải Phong. Hạ Tưởng lại nói tới vấn đề điều chỉnh nhân sự của Tần Đường. Tần Đường kinh tế phát đạt, khó khăn trong công tác càng lớn, cho nên khi lựa chọn cán bộ, nhất định phải thận trọng, phải ưu tiên người có tài, không chỉ có tài, còn phải có đầy đủ, đủ đức đủ tài mới là cán bộ tốt. Được rồi, phương án tạm thời cậu cứ cầm về đi, cân nhắc kỹ lại một lượt. Cách nói rất khéo léo, trên thực tế tương đương với cho Nhâm Hải Phong một chậu nước lạnh lên đầu toàn bộ phủ quyết. Nhân Hải Phong cầm lấy bản thảo phương án, đi ra khỏi phòng làm việc của bí thư, hướng về phía bên trái, là văn phòng của y, xuống dưới là phòng của thị trưởng. Do dự giây lát, y vẫn đi xuống lầu, muốn hiệp thương một hai cụ thể với Trương Quốc Vĩ. Trương Quốc Vĩ đang trong phòng làm việc, buồn bực một mình. Ông ta cũng mới biết dẫn phát hành động đột kích là Hạ Tưởng đã thâu đêm điều động trên trăm cảnh sát, lấy việc thanh tra khu vui chơi giải trí làm lý do. Ngầm đả kích thế lực của Ngưu Lâm Quảng, là vì Ngưu Lâm Quảng cuối cùng đã bắt Trần Lị, ông ta tức giận đập bàn, mắng mẹ nó. Đáng tiếc mẹ của Ngưu Lâm Quảng đã chết từ rất sớm, mắng chửi cũng vô dụng. Nhưng Trương Quốc Vĩ vẫn tức đến mức muốn nhảy dựng lên, bởi vì hormone mà Ngưu Lâm Quảng bài tiết tràn ra làm hỏng mất đại sự của ông ta. Ông ta đã bố cục xong xuôi một loạt phản kích nhằm vào Hạ Tưởng và sắp sửa triển khai toàn diện, sau đó khi đọ sức trực diện. Ngưu Lâm Quảng sẽ thích hợp mà đứng ngoài cổ vũ, hạ độc thủ là được rồi, không ngờ, cái đầu lợn này đã cướp Trần Lị sau lưng hắn, dẫn phát sự đối kháng toàn phương vị. Sau lưng Trần Lị rốt cuộc là ai, Trương Quốc Vĩ cũng không rõ, nhưng từ sự tổn thất thảm hại và nghiêm trọng của Ngưu Lâm Quảng có thể đưa ra kết luận, đối phương vô cùng lợi hại, có thể trốn dưới tầm mắt của Ngưu Lâm Quảng sâu đến mức không thể phát giác, làm tàn phế hai đại tướng dưới trướng của Ngưu Lâm Quảng. Đến bây giờ Ngưu Lâm Quảng cũng chưa được gặp qua đối phương, thật đúng là một gốc giả cứng hiếm thấy. Tần Đường từ khi nào xuất hiện thêm một thế lực ngầm gai góc như vậy? Trương Quốc Vĩ càng nghĩ càng nhức đầu, thế cục của Tần Đường từ sau khi Hạ Tưởng đến, càng lúc càng phức tạp, tất cả vốn nằm trong cảm giác nắm giữ được, bây giờ sao càng cảm thấy mơ hồ. Đến cả việc Tần Đường có thêm một thế lực ngầm ông ta cũng không biết. Đã khiến ông ta có một loại cảm giác thất bại có sức mạnh mà không có chỗ để sai khiến. Tần Đường biến thiên cũng được, mang họ Hạ cũng được, nhưng Hạ Tưởng chỉ có thể nắm giữ một nửa Tần Đường, không thể để Hạ Tưởng nắm cả được, phố lớn ngõ nhỏ của Tần Đường, có lẽ vẫn là thiên hạ của ông ta mới đúng. Có một điểm còn uy, Ngưu Lâm Quảng cuối cùng cũng chụp được ảnh của Hạ Tưởng, đồng thời đúng lúc chuyển đến Bắc Kinh, khiến gã an tâm hơn phần nào. Cái mà gã muốn chính là phá hủy Hạ Tưởng trực diện. Một số bàn tay đen sau lưng, chỉ có thể xem là món khai vị. Hạ Tưởng có kế Trương Lương, thì gã có thang vượt tường, tin rằng khi thủ đoạn của gã triển khai ra, nhất định sẽ khiến Hạ Tưởng mặt xám mày cho, danh tiếng mất hết, uy vọng xuống thấp ở Tần Đường. Trương Quốc Vĩ cũng rõ ràng, Hạ Tưởng bây giờ đột nhiên đề xuất điều chỉnh toàn diện bộ máy cán bộ các quận huyện của Tần Đường, là để thêm một bước củng cố quyền uy cá nhân, để thêm một bước toàn diện quản lý Tần Đường. Ông ta tuy bây giờ trong quầng sáng của Hạ Tưởng, uy vọng đã xuống thấp, nhưng vẫn phải cố gắng toàn lực ngăn chặn âm mưu của Hạ Tưởng được thực hiện. Hơn nữa kế hoạch của ta ông đã bắt đầu thi triển, phỏng chừng không đến 3 ngày, sẽ xuất hiện hiệu quả không thể tưởng tượng được, lúc ấy nếu sự kiện ảnh lại dựng nên tác dụng lửa cháy thêm dầu, uy vọng của Hạ Tưởng ở Tần Đường sẽ rơi xuống ngàn trượng, ý đồ hắn muốn nhân cơ hội toàn diện điều chỉnh nhân sự tiến thêm một bước ở Tần Đường nhất ngôn cửu đỉnh, nhất định sẽ thất bại. Trương Quốc Vĩ thậm chí còn đắc ý mà cười, tuy nhiên vì mục đích an toàn, ông ta chuẩn bị ám thị Ngưu Lâm Quảng, tốt nhất thả Trần Lị ra, không cần phải đối kháng lén lút như vậy, ngộ nhỡ ảnh hưởng đến kế hoạch lớn của ông ta, mất nhiều hơn được không muốn phạm sai lầm trên vấn đề đàn bà là lập trường nhất quán của Trương Quốc Vĩ, cũng là nguyên tắc mà ông ta giữ vững nhất. Chưa kịp nhấc điện thoại lên gọi cho Gia Cát Phách Đạo, Trương Quốc Vĩ bây giờ càng tin Gia Cát Phách Đạo sẽ nghe lời. Ngưu Lâm Quảng có lúc ngang ngược thật giống với một cái đầu bò, ông ta thật sự quản không nổi Ngưu Lâm Quảng, ai bảo hậu đài của Ngưu Lâm Quảng quá cứng quá mạnh thì Nhâm Hải Phong gõ cửa vào.
Nhâm Hải Phong hiện tại là một nhân vật cấp quan trọng duy nhất còn qua lại mật thiết với Trương Quốc Vĩ trong số các ủy viên thường vụ thành ủy, cũng khiến Trương Quốc Vĩ coi trọng Nhâm Hải Phong hơn một chút. Hải Phong, uống trà không? Trương Quốc Vĩ đứng dậy muốn pha trà cho Nhâm Hải Phong. Nhâm Hải Phong giơ tay ngăn sự nhiệt tình của Trương Quốc Vĩ. Thị trưởng Trương, không cần khách sáo đâu, tôi sẽ trực tiếp nói vào chuyện chính. Bí thư Hạ hoàn toàn phủ quyết bản thảo phương án của tôi, anh ta cũng không ám chỉ điều chỉnh như thế nào, công tác thực sự không có cách triển khai. Đừng nói Nhâm Hải Phong đau đầu, Trương Quốc Vĩ cũng rất đau đầu về việc điều chỉnh nhân sự mà Hạ Tưởng đột nhiên ra tay lần này, bởi vì ông ta cũng không thể đoán thấu được dụng ý thực sự của Hạ Tưởng. Nếu nói Hạ Tưởng thật có ý nhân cơ hội toàn bộ sắp xếp người của mình nhậm chức, hắn không đưa ra những ám chỉ, Nhâm Hải Phong cũng không rõ đầu mối. Cứ thế kéo dài, phong thanh rất lớn, động tĩnh không nhỏ, náo loạn đến mức cấp dưới đều hoảng sợ, nhưng nếu cứ kéo dài không thực hiện, thời gian không lâu, sẽ không còn tâm trí để làm việc. Bí thư Hạ rốt cuộc muốn làm cái trò trống gì đây? Trương Quốc Vĩ cũng oán trách mấy câu, trước mặt Nhâm Hải Phong, ông ta không cần làm bộ vĩ quang chính, có gì nói nấy, mới khiến Nhâm Hải Phong tiếp tục duy trì sự tín nhiệm và niềm tin đối với ông ta. Hải Phong, cậu tiếp tục tiếp xúc với Lương Thu Duệ, Phạm Tiến, nghe ý kiến của họ, một lần nữa đưa phương án cho Bí Thư Hạ. Nếu Bí Thư Hạ tiếp tục không hài lòng, thì tiếp tục sửa chữa, đến khi nào anh ta hài lòng thì thôi. Ai bảo hắn là nhân vật số một? Hơn nữa, tin đồn điều chỉnh đã lan ra ngoài, kéo dài lâu, đối với việc triển khai công tác của thành ủy cũng vô cùng bất lợi, Bí Thư Hạ trong lòng khẳng định biết, sẽ kết thúc thôi. Nhâm Hải Phong chỉ đành gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy. Anh ta nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nói ra lo lắng trong lòng. Vừa rồi Bí Thư Hạ đột nhiên hỏi tôi đã làm trưởng ban tổ chức cán bộ được mấy năm rồi, có phải ở tỉnh đã có hướng đi gì rồi không? Trương Quốc Vĩ trong lòng cũng nhảy dựng lên, lập tức lại lắc đầu. Ở tỉnh thế cục vừa mới ổn định lại, trong thời gian ngắn sẽ không tiếp tục điều chỉnh nhân sự của thành phố cấp 3 phía dưới đâu, hơn nữa Bí Thư Hạ tuy là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng anh ta sẽ không khoa tay múa chân vào vấn đề nhân sự. Không phải là công việc anh ta phân công quản lý, nhiều lời, người khác sẽ có ý kiến. Hải Phong, cậu cũng phải suy nghĩ cẩn thận một chút, có lúc, chính là nói như vậy. Nhâm Hải Phong mặt hơi đỏ lên, Trương Cố Vĩ kỳ thực đang nhắc nhở y, không nên khi việc liên quan đến lợi ích bản thân thì hoảng loạn, đạo làm quan, chính là ở chỗ hư hư thực thực, Hạ Tưởng thuận miệng nói, có lẽ chính là một loại chiến thuật tâm lý. Trương Quốc Vĩ còn nói, có chuyện muốn báo trước với cậu, sắp tới thế cục Tần Đường có khả năng nổi gió, nói không chừng còn là gió lớn. Hải Phong, cậu phải đứng ở cuối chiều gió. Nhâm Hải Phong trong lòng như dựng đứng lên, thị trưởng Trương muốn phản kích rồi sao? Vốn muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng thấy Trương Quốc Vĩ với vẻ mặt bí hiểm, nên lại thôi. Anh ta quá hiểu Trương Quốc Vĩ, điều Trương Quốc Vĩ thích nhất đó là bày ra tất cả thái độ cao nhân núi cao mây xa, để người khác đoán không được sờ không rõ, sau đó khiến người ta kính nể vô cùng. Nhâm Hải Phong vừa đi, Trương Quốc Vĩ liền gọi điện cho Gia Cát Phách Đạo. Phách Đạo, gần đây thế nào, tốt không? Gia Cát Phách Đạo ha hả cười. Cảm ơn sự lo lắng của thị trưởng Trương, tôi rất tốt, tất cả đều thuận lợi. Thuận lợi thì tốt, không chỉ phải thuận lợi, còn phải thuận lợi thuận khí, nhớ uống nhiều trà, đừng tức giận. Vâng, ghi nhớ sự chỉ bảo của thị trưởng Trương, gần đây quả thực có chút nóng giận, uống ít thuốc, mặc kệ mọi việc, tôi sẽ uống thêm ít nước xem sao. Vậy tốt, có thời gian thì nói chuyện sau. Mấy câu nói rất xa vời, không mục đích, dường như là một đống vô nghĩa. Trên thực tế Trương Quốc Vĩ nhắc nhở Gia Cát Phách Đạo phải hành sự cẩn thận, không được gây thêm rắc rối. Chương 1216, một trận đại loạn, không thể tránh né. Gia Cát Phách Đạo nói rằng tất cả đều thuận lợi, đương nhiên là vụ việc mấy tấm ảnh. Tức giận, là chỉ sự cố ngoài ý muốn của Ngưu Lâm Quảng bắt Trần Lị đi, tóm lại, tiếng lóng giữa hai người bọn họ, chỉ có họ mới hiểu. Một ngày sau, có hay sự kiện hình như cùng lúc truyền ra. Khiến cho Tần Đường vốn vì việc điều chỉnh nhân sự mà tin tức nổi lên khắp nơi, giờ càng bùng phát hơn, ai ai cũng thấy bất an. Vào lúc Tần Đường vừa mới biến thiên chưa được bao lâu, hai sự kiện may mắn thế nào lại cùng lúc xuất hiện, hai sự kiện này đều có quan hệ lợi hại đến bản thân của Hạ Tưởng, đã khiến nhiều người hiểu ra một điều, thị trưởng Trương sẽ không cam tâm thất bại, sự ra tay của thị trưởng Trương, sắc bén mà chí mạng,
Bí thư Hạ gặp nguy hiểm rồi. Nếu đem Tần Đường một phân thành hai, thì có thể phân thành Tần Đường trực diện và Tần Đường mặt sau, cũng có thể gọi là Tần Đường của chính phủ và Tần Đường của dân gian, hoặc là nói Tần Đường ban ngày và Tần Đường ban đêm. Sự kiện bắt cóc Hoa Nhài Bạc, sự kiện đánh tàn phế đại tướng dưới tay Ngưu Lâm Quảng, là việc của Tần Đường xảy ra vào ban đêm, là bầu không khí không lành mạnh của Tần Đường, đối với đại bộ phận người dân mà nói, không có một chút ảnh hưởng. Hoặc là nói, trên cơ bản không có mấy người biết được sự phát sinh của sự việc. Càng không ai biết chân tướng đằng sau nó. Hoa Nhài Bạc mất tích đã 2 ngày, vẫn chưa có tin tức gì. Nga Ni Trần lòng như lửa đốt, nhưng thủ hạ lại không dám làm náo loạn đến mức động tĩnh quá lớn, đề phòng Ngưu Lâm Quảng phát hiện. Bởi vì tay chân của Ngưu Lâm Quảng mấy ngày gần đây, như điên cuồng lùng sục độc thủ phía sau màn đã làm tàn phế Thang Đại Thiếu và Tu La, Nga Ni Trần chỉ đàng giấu tài, tiếp tục duy trì sự khiêm tốn. May mắn, Tiêu Ngũ vừa ra tay đã bắt được Lã Trấn Dương và Trương Thần Phương. Chỉ tiếc là, đôi chim uyên ương cao số lại không biết Hoa Nhài Bạc hiện đang ở nơi đâu, bởi vì bọn họ chỉ phụ trách chụp ảnh, không phụ trách bắt người. Nga Ni Trần sau khi nghiên cứu tài liệu và tính tình của Lã Trấn Dương và Trương Thần Phương, tiếp tục phân tích trận gió lớn càng thổi càng mạnh ở Tần Đường, trong lòng đột nhiên có một kế sách. Nếu nói bầu không khí không lành mạnh của Tần Đường, không phải là điều mà đại bộ phận người dân thành phố biết, thì những động tĩnh gần đây ở thực nghiệm trung thiên của Ngưu Lâm Quảng, đã trở thành đề tài bàn tán khắp phố lớn ngõ nhỏ của thị dân Tần Đường. Thực nghiệm trung thiên trước kia uy phong lừng lẫy, không ai bì nổi, Ngưu Lâm Quảng thậm chí còn lái xe thiết giáp đi tuần tra, khi hưng thịnh, còn có cảnh sát đi dẹp đường cho gã. Nhưng từ khi Hạ Tưởng đến nhậm chức bí thư thành ủy đến nay, Ngưu Lâm Quảng ít nhiều cũng có khiêm tốn, xe thiết giáp cũng không lên phố nữa, khi ra thu tiền bảo kê và vơ vét tài sản, cũng không động một tí là dùng đao thật súng thật để vào trận, gần như là dùng cách thương lượng để thu tiền về, thị dân đều nghị luận, Ngưu Lâm Quảng đã đổi tính, hay là bí thư Hạ đã ngăn chặn được. Ai ngờ tiệc vui chóng tàn, đột nhiên, uy phong của Ngưu Lâm Quảng lại trỗi dậy. Mấy ngày gần đây, xe thiết giáp của Ngưu Lâm Quảng không chỉ lên phố diễu võ dương oai một lần, thủ hạ của gã khi thu tiền bảo kê, còn hung hăng càn quấy không ai bì nổi. Cái đấy vẫn chưa được tính là gì, Ngưu Lâm Quảng còn sai người đánh một thương nhân bên ngoài vào đến đầu rơi máu chảy, chỉ vì đối phương đến Tần Đường khai thác mỏ, không chịu nộp phí bảo kê cho gã. Nguyên nhân Ngưu Lâm Quảng lại lần nữa kiêu ngạo và càn quấy, thị dân nói không rõ, chỉ suy đoán lung tung, bí thư Hạ không phải đã là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, làm sao không chỉ không tiến thêm một bước trị nghiêm Ngưu Lâm Quảng. Ngược lại khiến gã càng càn rỡ hơn, là đạo lý gì đây? Đạo lý là gì, người ngoài cuộc đương nhiên không rõ ràng, Trương Quốc Vĩ rõ, Phạm Tiến rõ, Hạ Tưởng cũng rõ, là vì sự phản kích trực diện của Trương Quốc Vĩ, đã bắt đầu rồi, sự ngông cuồng của Ngưu Lâm Quảng là để ở mặt bên phối hợp với sự xuất kích trực diện của Trương Quốc Vĩ. Nếu lại theo phía Tần Đường của chính phủ mà nói, tất cả các cán bộ trung tầng của Tần Đường, từ sau khi Hạ Tưởng đảm nhiệm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trên cơ bản trong lòng đều biết rõ, Tần Đường khẳng định phải mang họ Hạ, quả nhiên không sai, mới được mấy ngày, tin tức từ trong thành ủy truyền ra, bí thư Hạ muốn điều chỉnh toàn diện bộ máy lãnh đạo của các quận huyện Tần Đường. Vua nào triều thần ấy, mỗi một bí thư thành ủy khi nhậm chức đều sẽ có một lần điều chỉnh nhân sự trong phạm vi nhỏ, chỉ có điều việc điều chỉnh của bí thư Hạ chỉ là đến sớm hơn một chút mà thôi, nhưng nghĩ ra cũng có thể lý giải, dù sao bí thư Hạ là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Là bí thư thành ủy đảm nhiệm ủy viên thường vụ tỉnh ủy đầu tiên trong lịch sử Tần Đường. Với vầng sáng của ủy viên thường vụ tỉnh ủy, việc điều chỉnh nhân sự sớm hơn nửa năm, cũng có thể nói được. Sau khi tin đồn truyền ra, nhân vật số 1 số 2 các quận huyện nghe tin lập tức hành động, đều cùng thi triển thần thông, muốn giành một vị trí tốt hơn nào đó, đều không muốn trong lúc điều chỉnh bị đá văng ra ngoài, càng không muốn bị an trí, mà là muốn được an bài. An bài và an trí chỉ khác nhau một chữ, nhưng sự đãi ngộ lại khác nhau một trời một vực. An bài, có ý vị trịnh trọng, là sẽ có một vị trí tốt chờ sẵn. An trí, là giống như tùy ý đặt một vật phẩm, ý nghĩa chính là, sau khi đặt xong, thì bỏ mặc, kỳ thật có đạo lý giống với để đó không dùng đến. Ngôn ngữ của Trung Quốc, phong phú tinh thâm, an bài là có chỗ tốt để đi, là có thể an tâm. An trí là để đó không dùng, là một vật phẩm cổ xưa. Bị an trí sang một bên, tùy ý đặt vào một vị trí là xong việc. Nhất là những thân tín và dòng chính của Trương Quốc Vĩ, càng lòng như lửa đốt,
ngày ngày tìm hiểu tin tức, bởi vì bọn họ biết, chỉ sợ bọn họ đều thuộc vào quần thể An Trí. Một nhóm người ban đầu bị Trương Quốc Vĩ chèn ép đến không ngóc nổi đầu dậy, bây giờ thì đều có cảm giác hãnh diệt, đều trong lúc ăn cơm uống rượu, cao giọng ngâm tụng Bí Thư Hạ một câu thơ thích nhất, Huyền Đô Quan Lý Đào Thiên Thụ, tận thị lưu lang khứ hậu tài hoa đào nghìn cội Huyền Đô Quán, tự vắng chàng lưu thảy mới trồng. Cũng không biết lúc ấy khi Hạ Tưởng và Nhâm Hải Phong nói chuyện làm thế nào lại lưu truyền ra, đã khiến rất nhiều người vô cùng tán thưởng với nghệ thuật lãnh đạo của Bí Thư Hạ. Hay cho một, lưu lang khứ hậu tài, chỉ bằng đổi thành, hạ lang lai hậu tài, thì thỏa đáng hơn. Người hiểu chuyện liền đặt cho Hạ Tưởng một biệt danh rất xác đáng hoa đào chẳng hạ. Không ngờ sau khi tin đồn điều chỉnh nhân sự truyền ra, lại không có kết quả gì, nghe nói phương án của trưởng ban tổ chức cán bộ bị Hạ Tưởng phủ quyết, khiến Nhâm Hải Phong sứt đầu mẻ chán, cũng không lần mò ra được ý tưởng của Bí Thư Hạ, không ít người đều tâm tư dao động, chỉ sợ lần điều chỉnh nhân sự này, thị trưởng Trương sẽ không chịu để yên, lại càng không bó tay chịu trói, hoàn toàn để Bí Thư Hạ bài bố. Nhưng vấn đề là, bây giờ Bí Thư Hạ tiến vào ủy viên thường vụ tỉnh ủy, thị trưởng Trương còn có dũng khí gì để gọi nhịp với Bí Thư Hạ đây? Đang lúc mọi người đều không hiểu, tin tức, đầu tiên được truyền ra từ Bắc Kinh. Bí Thư Hạ một đêm hai người đàn bà, đêm xuân song phi, bị người ta chụp ảnh, gửi đến Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã lập án điều tra, sắp tới sẽ đến Tần Đường, tiến hành điều tra vấn đề tác phong sinh hoạt thối nát của Hạ Tưởng. Sau khi nghe được tin đồn, tất cả mọi người đều kinh ngạc, đặc biệt là những người đặt cho Hạ Tưởng biệt danh hoa đào chẳng hạ, càng sợ tới mức thất sắc, quả muốn tự vả vào miệng mình, đúng là cái mồm thối, nói gì không nói, sao phải nói chuyện tình yêu của Bí Thư Hạ, thấy chưa, ứng nghiệm chưa, thật là khốn khiếp mà. Nói thật, đối với không ít người bên dưới mà nói, Bí Thư Hạ tuổi trẻ anh Tuấn, lại chính trực, có mấy người phụ nữ cũng là bình thường, không có mới là không bình thường. Không phong lưu thì uổng phí đời trai trẻ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bí Thư Hạ bây giờ là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, đường đường là lãnh đạo tỉnh ủy, một vấn đề đàn bà có thể đánh đổ sao? Không thể chứ. Đối với người có kinh nghiệm lâu năm trên quan trường mà nói, đều biết rõ rằng khẳng định có người phía sau hạ thủ, mục đích chính là muốn trừng trị Bí Thư Hạ, muốn bôi cho chát chấu lên mặt Bí Thư Hạ. Đang lúc mọi người suy đoán bất định, ở Tần Đường, lại có một tin tức khơi mào cho một chấn động không nhỏ. Trưởng ban thư ký Trần Thu Duệ và phó thị trưởng Nam Hân Vũ có quan hệ nam nữ không chính đáng. Mùa xuân của Tần Đường đến rồi, cùng với mùa xuân đến, sao toàn là sự kiện hoa đào. Lại có người từ mặt bên suy đoán, và đưa ra kết luận, phỏng chừng Bí Thư Hạ khi điều chỉnh nhân sự, hai lần lấy hoa đào so sánh có liên quan. Xem ra, Tần Đường năm nay, mệnh phạm hoa đào. Có liên quan đến tin đồn giữa Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ, hiển nhiên là có người cố ý thêm vào, thậm chí đến cả chuyện khi hai người năm đó là cộng sự ở huyện cũng bị đào ra. Năm đó Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ cùng một chỗ, lại là ủy viên thường vụ huyện ủy trẻ nhất, bởi vì quan hệ công tác, nên hai người gần với nhau hơn một chút, lúc ấy cũng xem như là trai tài gái sắc, nên bị người ta gọi là kim đồng ngọc nữ. Bây giờ ở Tần Đường, không chỉ có người lại lần nữa đào chuyện cũ năm đó ra, còn nghe đồn Lương Thu Duệ vì Nam Hân Vũ, bây giờ đang đòi ly hôn với vợ. Tin đồn nói rất có mắt có mũi, còn nói kim đồng ngọc nữ năm đó, bây giờ là đào hoa nam nữ. Trong khoảng thời gian ngắn, từ hoa đào xem như có hàm nghĩa phong phú, mọi người gặp nhau liền hỏi, hôm nay anh hoa đào chưa? Vừa là ám chỉ chuyện hoa đào, vừa là ám chỉ việc điều chỉnh nhân sự. Đối với Bí Thư Hạ đứng mũi chịu sào, hình như vẫn lững thững dạo bước nơi sân rộng. Một chút cũng không thấy hoảng loạn. Nhưng sự hoảng loạn ở thành ủy Tần Đường lại không thể tránh né. Trương Quốc Vĩ đầu tiên xuất hiện trong phòng làm việc của Bí Thư Hạ. Bí Thư Hạ, đối với tin đồn của anh, tôi một chút cũng không tin, khẳng định là phiền toái của người có dụng tâm cố ý tạo ra. Vừa vào cửa, Trương Quốc Vĩ đã dùng ngôn từ chính nghĩa biểu đạt lập trường, đối với Hạ Tưởng là mang thái độ ủng hộ. Vừa rồi nhận được điện thoại của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thôi. Đại khái hỏi về vấn đề ảnh chụp, tôi nói thành ủy và ủy ban nhân dân Tần Đường có thái độ ủng hộ kiên định đối với Bí Thư Hạ. Trương Quốc Vĩ thật biết biểu diễn, rõ ràng là có liên quan không thể thoát khỏi với ông ta, lại giả vờ giả vịt đến ra vẻ thông minh, thật đúng là một cực phẩm, Hạ Tưởng thầm cười lạnh, nói. Có sự tín nhiệm và giúp đỡ của Quốc Vĩ, công tác của tôi sẽ dễ triển khai hơn nhiều rồi.
Các đồng chí ở Ủy ban Kỷ luật muốn điều tra thì đến điều tra, một là đến điều tra rõ chân tướng sự thật, làm sao để cho nhân dân Tần Đường và tỉnh ủy một lời giải thích, hai là đến cũng tốt để bình ổn lời đồn, tục ngữ nói, lời đồn chỉ dừng lại ở người hiểu biết. Trương Quốc Vĩ nghĩ thầm rằng, hạ tưởng giả bộ đến là giống, như là không có chuyện gì, thực sự nghĩ rằng Ủy ban Kỷ luật Trung ương chỉ gọi điện thoại đến hỏi là xong sao. Cứ chờ đấy mà xem, kịch hay đang còn ở phía sau. Hạ tưởng cũng biết rõ, về phía Ủy ban Kỷ luật Trung ương, có lẽ sẽ không chịu để yên như vậy, có phải chứng cứ đầy đủ thì tạm thời không nói, chỉ riêng là phó bí thư hỏi chuyện này, đã bất lợi lớn đối với hắn. Không phải người khác, chính là nguyên phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến Thôi Hướng. Thôi Hướng đã làm hơn một khóa ở vị trí phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến, mãi vẫn không thể phù chính thành công ở tỉnh Yến, cuối cùng điều về Bắc Kinh, giải quyết sự đãi ngộ cấp bộ trưởng, điều nhiệm sang phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Không ngờ sau 2 năm yên lặng, oan ra ngõ hẹp, Thôi Hướng với hắn lại không hẹ mà gặp, còn chủ động gọi điện đến, vòng qua hắn mà nói chuyện trực tiếp với Trương Quốc Vĩ, dụng ý rất rõ ràng, muốn mượn cơ hội này xuống tay đối với hắn. Nhớ tới sự xích mích năm đó với Thôi Hướng, hình như đã là chuyện rất lâu rồi, hạ tưởng gần như đã quên sạch, không ngờ, có người còn ghi thù, hắn mới có một chút điểm yếu rơi vào tay đối phương đã khẩn cấp mà nhảy vọt ra. Là một người đã bị an trí, Thôi Hướng hiện tại không chịu thoải mái mà hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã, còn muốn nhảy ra để biểu hiện một chút sự tồn tại. Hạ tưởng liền biết, hắn về sau vị trí càng cao, những người trước kia đắc tội với hắn sẽ càng như hổ rình mồi đối với hắn. Nói đi thì phải nói lại, Trương Quốc Vĩ thủ đoạn quả thật cũng sâu, thời cơ lựa chọn rất thích đáng, vào lúc hắn muốn một lần nữa lập uy, muốn chính diện hợp lý hóa thế cục Tần Đường, sự kiện ảnh chụp tung ra. Còn liên đới xuất hiện thêm vấn đề Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ, quả thật cũng khiến người ta cảm thấy khó giải quyết. Sự tình, phiền toái rồi. Chương 1217, nói nhiều cũng vô ích, so tài cao thấp. Bây giờ Hạ Tưởng cũng đã hiểu đôi chút về tính cách của Trương Quốc Vĩ, biết Trương Quốc Vĩ chỉ giả vờ ủng hộ hắn mà thôi, sẽ phát biểu cao kiến đối với vấn đề của Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ, bởi theo cách hắn xử lý, Trương Quốc Vĩ đến quyền kiến nghị cũng không có. Tỉnh ủy mới có quyền kiến nghị, còn quyền quyết định lại ở Trung ương. Còn đối với việc của Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ, trước khi tỉnh ủy điều tra, nhất định sẽ trưng cầu ý kiến của Thành ủy Tần Đường, ý kiến của hắn và Trương Quốc Vĩ sẽ có tính quyết định cuối cùng cho sự việc này, có giá trị tham khảo rất lớn. Quả nhiên, Trương Quốc Vĩ ngay lập tức tức giận nói một cách bất bình. Bí thư hạ, chuyện của anh để sau hãng nói, đồng chí Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ, đã thật không ra gì rồi. Hiện nay có rất nhiều công ty đều cấm việc nhân viên trong công ty yêu nhau, huống hồ là cơ quan thành ủy. Ảnh hưởng rất lớn, tôi có ý kiến là để đồng chí Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ tạm đình chỉ công tác, tiếp nhận điều tra. Được thôi, Trương Quốc Vĩ quả thật trước ủng hộ sau áp chế, ngoài mặt lúc đầu nâng hắn lên một chút, sau đó lại châm biếm tồi tệ Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ. Không thể không thừa nhận một điểm là, đấu tranh chỉ trị nếu sĩ diện hóa, thì mâu thuẫn sẽ càng gay gắt. Hạ tưởng không nói gì, chỉ nhìn Trương Quốc Vĩ một cách đầy thâm ý. Lúc mới đầu, Trương Quốc Vĩ dường như có chút chắc chắn, nhưng dưới ánh mặt ôn hòa, thản nhiên nhưng có vẻ không tin của Hạ tưởng, y dần dần thoái lui, cuối cùng vẫn không tình nguyện mà thu hồi lại ánh mắt đó. Trương Quốc Vĩ trong lòng rất thất vọng, vẫn là vầng hào quang của người có quyền lực, y đành phải tự an ủi bản thân, thực ra y thôi không nhìn nữa không phải vì sợ Hạ tưởng, mà là thể hiện sự tôn trọng đối với Hạ tưởng. Hạ tưởng dùng ánh mắt để đánh bại Trương Quốc Vĩ, thực ra cũng là một loại chiến thuật tâm lý, mặc dù hắn biết, bước tiếp theo, không những gay cấn mà còn vô cùng khó khăn, thậm chí còn có khả năng sẽ thất bại. Bởi vì chuyện của Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ là có vấn đề. Tình cảm giữa Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ phát triển đến đâu? Hạ tưởng cũng không rõ, nhưng hắn biết, giữa hai người nhất định có chuyện. Những động tác nhỏ và ánh mắt qua lại giữa Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ không qua nổi tầm mắt của hắn, bởi vì hai người đó cũng không ở với người nhà, hơn nữa trước kia cũng từng có thời gian qua lại, bây giờ tình cũ không rủ cũng tới, nhất định sẽ không kiềm chế được. Hắn cũng đã từng kín đáo nhắc nhở Lương Thu Duệ, đừng vì chuyện nhỏ mà đánh mất chuyện lớn, Lương Thu Duệ còn nói rất hay ho, nhưng vừa quay người lại chứng nào tật nấy. Cũng không phải nói sức hấp dẫn của Nam Hân Vũ quả thực đã làm điêu đứng bao nhiêu người, mà là Lương Thu Duệ vẫn rất mê muội không thể thoát ra được.
Hạ Tưởng cũng không có cách nào khác với anh ta, hắn là cấp trên không thể quan tâm cả chuyện đời tư cá nhân của cấp dưới được. Lương Thu Duệ cũng không phải Tiêu Ngũ, chuyện riêng của Tiêu Ngũ, Hạ Tưởng cũng không cần e dè mà trực tiếp xử lý. Lương Thu Duệ dù sao cũng đường đường là trưởng ban thư ký thành ủy, hơn nữa quan hệ giữa hắn và y, hoàn toàn không thể coi là thân thiết và ăn ý được. Cho dù năm đó Từ Tử Kỳ và Vương Lệ Hà đã thân thiết với nhau quá mức, Hạ Tưởng cũng không nói gì, làm lãnh đạo, nếu suy nghĩ quá vụn vặt cũng sẽ không thể nhìn nhận được đại cục. Chỉ là không ngờ, Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ đã quá bất cẩn, để cho người khác nắm được điểm yếu của mình. Rõ ràng là nhằm vào Lương Thu Duệ, nhưng thực chất là nhằm vào hắn, dù sao Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ là hai ủy viên thường vụ sớm có ý dựa vào hắn nhất khi hắn mới đến Tần Đường. Nếu cả hai người đều bị ngã ngựa, sẽ là một đòn đả kích lớn đối với uy tín cá nhân của hắn, đối với quyền lực của hắn ở Tần Đường. Đồng thời, một phần do bản thân hắn cũng đang bị gièm pha trong tác phong sinh hoạt, ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có thể bảo vệ được Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ. Không thể không thừa nhận, Trương Quốc Vĩ cũng là một người từng trải trong chốn quan trường, việc lựa chọn thời cơ, cách ra tay nặng nhẹ và nắm chắc thời cuộc, tất cả đều rất hợp lý. Hạ Tưởng bất giác nhìn Trương Quốc Vĩ một cái, thấy vẻ mặt y có vẻ rất oán hận, dường như là vô cùng đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh, lộ ra thực sự trong lòng ông ta đang mừng thầm, trong lòng không khỏi có chút xem thường. Thật ra, sau khi hắn đến Tần Đường, tất cả mọi chuyện đều có dính đến Trương Quốc Vĩ, chỉ có điều Trương Quốc Vĩ không ra mặt, không lộ ra chút điểm yếu nào, kỳ thực chính y chính là đối thủ khó đối phó nhất mà hắn từng gặp. Ngay cả hiện tại, hắn còn không nắm được bất kỳ vấn đề gì dù là về kinh tế hay tác phong sinh hoạt của Trương Quốc Vĩ, dường như Trương Quốc Vĩ trong sạch như một tờ giấy trắng vậy. Đương nhiên, Trương Quốc Vĩ không thể là tờ giấy trắng được, đã là người trong quan trường, nếu là một tờ giấy trắng thì không thể ngồi được vào vị trí thị trưởng, mà Trương Quốc Vĩ ở Tần Đường mười mấy năm nay không bị đánh đổ, nếu y mà là tờ giấy trắng, chắc cả nước phải cười mất. Trương Quốc Vĩ đúng là một con cáo già lươn lẹo. Bất kể là thủ đoạn chính diện hay phản diện đều hơn người khác, Hạ Tưởng không thể không âm thầm mà khâm phục đối thủ của mình. Trương Quốc Vĩ càng hùng mạnh, càng không chê vào đâu được, lại càng kích thích ý chí của Hạ Tưởng, suốt quãng đường làm quan của hắn, rời núi lấp biển, trải qua vô số sóng gió, có sợ ai. Chỉ có san bằng những chỗ gập ghềnh mới có thể trở thành đường được, không thể tin rằng vừa mới thăng chức lên ủy viên thường vụ tỉnh ủy đã bị Trương Quốc Vĩ lật đổ được. Sắc mặt Hạ Tưởng biến đổi thất thường, rồi lại lấy lại vẻ thản nhiên nói. Quốc Vĩ, giữa Thu Duệ và Hân Vũ, chẳng qua là vì lý do công việc nên tình cảm có chút thân thiết hơn, có những lời đồn ra tán vào cũng có thể hiểu được. Trước khi có kết luận chính thức, thành ủy cũng không thể thừa nhận Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ có quan hệ nam nữ được. Sắc mặt Trương Quốc Vĩ có chút thay đổi, nói một cách rất cứng rắn. Tôi vừa nhận được điện thoại của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật. Phó chủ nhiệm có chỉ thị muốn cho Ủy ban Kỷ luật thành phố Tần Đường trước tiên phải tự điều tra Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ, nếu đó là sự thật, thì báo cáo lên Ủy ban Kỷ luật tỉnh để tiếp tục thẩm tra. Hạ Tưởng cuối cùng cũng cười một cách rất vui mừng, hắn cười vì cuối cùng Trương Quốc Vĩ cũng lộ rõ một phần bộ mặt thật, một khi Trương Quốc Vĩ khí thế bừng bừng như vậy, không định thần, điều đó chứng tỏ y đang rất nóng vội, tâm trí rối loạn, hơn nữa không thể chờ đợi được nữa. Đầu tiên là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương Thôi Hướng gọi điện thoại cho y, sau đó lại có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Phó Nghĩa Nhất cũng gọi điện thoại cho y, cả Ủy ban Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Kỷ luật tỉnh đều đã ra tay, trên thực tế chỉ là bới lông tìm vết, dùng cây dọa khỉ mà thôi. Về Ủy ban Kỷ luật Trung ương thì Hạ Tưởng chưa nắm rõ, nhưng về nhân viên của Ủy ban và hệ thống mạng lưới quan hệ phía tỉnh, hắn lại không nắm rõ bằng Trương Quốc Vĩ ư. Phó Nghĩa Nhất chẳng qua là một tên phó chủ nhiệm quen trong Ủy ban Kỷ luật tỉnh, cũng chẳng có quyền phát ngôn gì trong Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Trương Quốc Vĩ cũng lấy ra để nói, chỉ có thể chứng minh mối quan hệ của y rất ít. Hơn nữa nếu Ủy ban Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Kỷ luật tỉnh thật sự muốn ra tay, làm sao mà không báo trước cho hắn, đường đường là bí thư thành ủy, ủy viên thường vụ tỉnh cơ chứ. Hơn nữa cũng không nói trước gì với thị trưởng thành phố, mà lại thông qua bí thư thành ủy. Sắc mặt Hạ Tưởng có chút thay đổi, nói. Phó chủ nhiệm Phó gọi điện ư, chủ nhiệm Trương vẫn chưa có thông báo gì đến tôi, đồng chí Nghĩa Nhất có chút nóng vội rồi. Lời nói của Hạ Tưởng vẫn còn có chút nể tình, nhưng vẫn khiến cho sắc mặt của Trương Quốc Vĩ tái đi, đúng thế,
phó nghĩa nhất là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, nhưng cũng không nên quên, Hạ Tưởng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nếu xét theo cấp bậc thì phó nghĩa nhất còn phải báo cáo công tác lên Hạ Tưởng. Vì vậy Hạ Tưởng gọi đích danh một người, lại trực tiếp nhắc đến Trương Kiềm, khiến Trương Quốc Vĩ kinh sợ, không khỏi có chút thất vọng. Cũng đúng, quan hệ giữa Trương Kiềm và Hạ Tưởng, những người có chút đầu óc chính trị đều biết rất rõ, Trương Kiềm vốn là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Tây, có mối quan hệ rất tốt với Tào Vĩnh Quốc, vừa mới đến tỉnh Yến đã nhanh chóng kết thân với Hạ Tưởng rồi. Tuy nhiên, Trương Quốc Vĩ âm thầm cười một cách lạnh lùng, Hạ Tưởng, anh chớ vội đắc ý, muốn bảo vệ Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ, không dễ dàng như vậy đâu. Ngồi thêm một lát rồi Trương Quốc Vĩ đứng dậy xin phép ra về, vốn dĩ y còn định nhắc đến việc điều chỉnh nhân sự, nhưng sau khi bị Hạ Tưởng gây áp lực, liền cảm thấy mất hứng, nên không nhắc tới việc đó nữa. Dù sao về điều chỉnh nhân sự y cũng không gấp gáp gì, người gấp gáp chính là Hạ Tưởng. Sau khi Trương Quốc Vĩ đi rồi, Hạ Tưởng ngồi một mình thêm chút nữa, liền lấy kéo đi tỉa cây hải đường cũng không biết lúc nào, trong văn phòng làm việc của hắn nhất định phải có cây hải đường, chẳng lẽ là thói quen từ khi ở thành phố Lang. Bỏ qua những chuyện lặt vặt, Hạ Tưởng cũng không chủ động gọi điện cho Trương Kiềm mà ngồi đợi điện thoại của Trương Kiềm gọi đến. Bí thư Hạ, tôi muốn thông báo tới anh một việc như sau. Ủy ban kỷ luật tỉnh đã mở một cuộc họp trao đổi ý kiến về vấn đề của Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ, đã có những nhận định bước đầu, chuẩn bị cử đồng chí phó nghĩa nhất đến Tần Đường để điều tra thực tế lấy chứng cứ. Hạ Tưởng có chút sửng sốt, sự việc diễn biến nhanh hơn so với hắn tưởng tượng, liền nói. Chủ nhiệm Trương, tôi rất tôn trọng quyết định của Ủy ban kỷ luật tỉnh, nhưng cũng mong các đồng chí xuất phát từ việc yêu quý cán bộ mà triển khai công việc, đồng chí Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ. Năng lực nghiệp vụ và công việc đều rất tốt. Hạ Tưởng là ủy viên thường vụ tỉnh, những câu nói trên cho dù là chức vụ ủy viên thường vụ tỉnh hay là bí thư thành phố Tần Đường, đều rất đúng đắn, Trương Kiềm cũng hiểu ý Hạ Tưởng muốn bảo vệ cho Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ, nhưng không phải chuyện gì muốn làm cho lắng xuống cũng có thể lắng xuống được, liền nói một cách đầy hàm xúc. Tôi cũng sẽ bảo đồng chí phó nghĩa nhất dựa trên tinh thần yêu quý cán bộ để đi điều tra, nhưng chắc anh cũng rõ, bí thư Hạ. Mọi chứng cứ quá xác thực, mọi chuyện trở nên vô cùng lôi thôi. Đúng là lôi thôi rồi. Hạ Tưởng cúp máy, liền cho Từ Tử Kỳ đến thông báo Lương Thu Duệ đến gặp hắn một chuyến. Lương Thu Duệ vẻ mặt tái nhợt đi, đến văn phòng của Hạ Tưởng, cúi đầu, tinh thần vô cùng tồi tệ. Sau khi vào, không nói gì, cũng không ngồi xuống, chỉ nhìn thôi cũng hiểu mọi chuyện trở nên rất phức tạp rồi. Hạ Tưởng hơi giận, nếu sớm nghe theo lời khuyên bảo của hắn, liệu có ngày hôm nay không? Nhưng việc đã xảy ra rồi thì lời nói của Gia Cát Lượng cũng vô dụng, liền hỏi thẳng vào vấn đề. Bị nắm được nhược điểm gì? Lương Thu Duệ không dám nhìn Hạ Tưởng, chỉ nhìn xuống chân mình, nói. Bị người ta chụp ảnh trộm. Còn không nói hết câu, Hạ Tưởng rất giận Lương Thu Duệ ở điểm gặp chuyện gì cũng không dám thẳng thắn, nổi giận nói. Ảnh như thế nào, nói hết một lần anh mệt lắm à? Lương Thu Duệ sợ tới mức run cầm cập. Không ngờ được rằng bí thư Hạ cũng có lúc nổi giận như vậy, nhưng gã cũng hiểu vì bí thư Hạ rất trọng dụng y, liền nói tiếp. Cùng ăn cơm, ôm nhau, cùng đi vào khách sạn với nhau. Hạ Tưởng, bộp, một tiếng rồi quăng mạnh tờ báo trong tay xuống bàn. Thu Duệ, anh làm rất tốt. Lương Thu Duệ như bừng tỉnh. Bí thư Hạ, tôi sai rồi, lúc đó tôi như bị ma xui quỷ khiến, bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Tôi chỉ mong anh giúp một chuyện. Tôi chấp nhận điều tra, tất cả để tôi chịu, chỉ hy sinh mình tôi thôi, xin anh hãy bảo vệ Hân Vũ, nhất định anh phải giúp tôi. Một câu nói đã làm cho Hạ Tưởng nguôi giận, cũng còn được, coi như là đáng mặt nam nhân. Hạ Tưởng lại chậm rãi trở lại ghế ngồi, bỗng nhiên mỉm cười. Muốn lợi dụng mối quan hệ nam nữ đã muốn kéo hai phó giám đốc sở ngã ngựa, thật sự xem một ủy viên thường vụ tỉnh ủy như tôi làm vật trang trí. Chương 1218 Cục diện lại thay đổi, tình thế trở nên nguy hiểm. Buổi chiều hôm đó, Phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh Phó Nghĩa Nhất dẫn tổ điều tra xuống điều tra ở Tần Đường, bắt đầu tiến hành điều tra sự việc giữa Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ, chính thức mở ra đợt sóng phản kích đầu tiên của Trương Quốc Vĩ. Sau khi Phó Nghĩa Nhất đến Tần Đường, Trương Quốc Vĩ và Thường Công Trị đã trực tiếp ra đón, Hạ Tưởng không ra mặt. Không phải do Hạ Tưởng có ý thoái thác, bản thân là ủy viên thường vụ. Vốn chức cao hơn Phó Nghĩa Nhất, nói cách khác, Phó Nghĩa Nhất không đủ tư cách để Hạ Tưởng ra đón.
Phó Nghĩa Nhất tuy hiểu rất rõ phép tắc trong giới quan trường là như thế, nhưng trong lòng vẫn mong muốn Hạ Tưởng nể mặt y một lần, cuối cùng Hạ Tưởng lại lấy thái độ làm theo việc công, căn bản không quan tâm đến việc y đến, làm cho y trong lòng có đôi chút khó chịu. Nhưng không thoải mái cũng phải chịu, ai bảo Bí Thư Hạ là lãnh đạo tỉnh. Sáng sớm hôm sau, Phó Nghĩa Nhất nhắc đến chuyện đến gặp Bí Thư Hạ, không ngờ Từ Tử Kỳ trả lời là Bí Thư Hạ bây giờ không có thời gian, đợi sắp xếp thời gian đã, xong sẽ gọi điện thoại lại cho ông. Lại càng khiến y tức giận, nhưng tức giận thì tức giận, cũng chẳng thể làm gì được Hạ Tưởng cả, Hạ Tưởng chẳng những là ủy viên thường vụ tỉnh, xứng đáng là người lãnh đạo, địa vị của hắn ở tỉnh Yến vô cùng vững chắc, có quan hệ rất tốt với Bí Thư và Chủ tịch tỉnh, ở tỉnh Yến chẳng ai là không nể hắn. Trừ khi, điều tra ra hắn có vấn đề. Phó Nghĩa Nhất vô cùng tức giận, không gọi điện thoại lên tỉnh ủy để báo cáo tình hình công việc mà lại gọi điện thoại thẳng lên Ủy ban Kỷ luật Trung ương, tố cáo thái độ của Hạ Tưởng với Thôi Hướng. Phó Nghĩa Nhất đã đến, khiến thế cục của Tần Đường căng thẳng hẳn. Tuy Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ chưa bị áp dụng biện pháp nào, hơn nữa tạm thời còn chưa bị đình chỉ công tác, nhưng chuyện xấu của hai người đã truyền khắp Tần Đường. Người có chút đầu óc chính trị một chút đều có thể đưa ra kết luận, bất luận có vượt qua được ngưỡng cửa trước mắt không, Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ cũng để lại vết nhơ trong cuộc đời làm chính trị của mình, hơn nữa hai người nhất định phải có một người phải bị điều chuyển, không thể cùng nhau ở lại Tần Đường này được. Càng hiểu rõ hơn một điểm, Trương Quốc Vĩ đã ra tay, hơn nữa thủ đoạn còn vô cùng lợi hại, hoặc có thể nói một cách chính xác hơn, chính là đánh đúng chỗ đau của Bí Thư Hạ. Mùa xuân ở Tần Đường tuy ấm áp nhưng vẫn còn hơi lạnh, xem ra cũng giống như một đêm trời chuyển xuân vậy, ngày mà cây cối khắp nơi đua nhau nở hoa, vẫn còn một khoảng cách rất gian nan cần phải đi qua. Mọi người ai cũng nghĩ Bí Thư Hạ nhất định sẽ trả đòn đúng lúc, thậm chí có thể đến hẳn Bắc Kinh hoặc lên tỉnh ủy, không ngờ điều làm mọi người vô cùng ngạc nhiên là, Bí Thư Hạ không đi đâu cả, vẫn ở Tần Đường làm việc, bình tĩnh khác thường, thậm chí còn cùng với Phạm Tiến bàn bạc một cách chi tiết về việc điều chỉnh nhân sự. Sau khi hết giờ làm, có người còn nhìn thấy Bí Thư Hạ và Từ Tử Kỳ chắp tay sau lưng, dáng vẻ rất thoải mái cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Suy cho cùng thái độ của ủy viên thường vụ tỉnh quả thực khác biệt, nhưng cũng có người nghĩ, Bí Thư Hạ đang có tình tỏ ra thoải mái mà thôi, bản thân hắn hiện nay còn khó đảm bảo, làm sao mà có thể để ý tới Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ được. Những tin đồn liên quan đến việc Ủy ban Kỷ luật Trung ương bắt đầu điều tra Hạ Tưởng cũng đang được loan truyền rộng rãi. Tần Đường đang giống như một nồi nước đang nấu, chờ sau khi nước sôi, mở vung ra mới biết cuối cùng là ai bị nấu chín. Bây giờ mọi người đều ở trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, chẳng ai có thể quan tâm đến người khác được. Đương nhiên, càng nhiều người đang đồn đại chuyện tình cảm giữa Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ, nói thật, một vấn đề tác phong sinh hoạt thôi thì thật sự không thể lật đổ được phó giám đốc sở, huống hồ là ủy viên thường vụ, nhưng điều đáng nói là ở chỗ cả hai người đều là ủy viên thường vụ. Còn là đồng nghiệp với nhau, tình cảm của hai ủy viên thường vụ thì lại khác. Mới là điều khiến người tê đau đầu nhất. Còn có người lo rằng sự điều tra của Ủy ban Kỷ luật Trung ương đối với Bí Thư Hạ cũng không phải chỉ dung cây dọa khỉ, nói không chừng một ngày nào đó lại có người từ Ủy ban Kỷ luật Trung ương từ trên trời rơi xuống, muốn điều tra Hạ Tưởng, đến lúc đó Tần Đường lại có trò hay để xem. Bí Thư Hạ còn quân bài nào chưa lật lên hay sao? Hạ Tưởng lúc đi dạo trên con đường đầy gió xuân của Tần Đường, hắn hít một hơi không khí trong lành, xúc động nói. Nghe nói hoa đào bên bờ biển vẫn chưa nở. Từ Tử Kỳ liền nói. Vẫn chưa nở ạ, bờ biển gió to, vẫn còn lạnh, hoa đào nở rất muộn, phải tháng tư hoa đào ở Sơn Tự mới bắt đầu nở rộ. Tôi đoán là cũng phải đến tầm tháng tư hoa đào bên bờ biển cũng mới nở. Tử Kỳ, đối với một cán bộ đảng viên mà nói. Vấn đề về phụ nữ có lúc chẳng là gì cả, nhưng có lúc lại trở thành chuyện rất lớn, cần phải xem người chống đối anh trong chính trị, có thể biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn hay không. Hạ Tưởng vốn là nói về vấn đề của Lương Thu Duệ, thật ra là nhắc nhở cho Tử Kỳ, hắn không muốn lại một người nữa bên cạnh hắn vì chuyện liên quan đến đàn bà mà bị người khác nắm được điểm yếu. Bí Thư Hạ, tôi đã sửa rồi, chuyện lần trước, đã làm cho tôi rất xúc động, bây giờ trưởng ban thư ký xảy ra chuyện này. Tôi càng hiểu thêm về con người trong giới quan trường, nếu đã làm thì sẽ rất nguy hiểm nếu để người khác phát hiện. Từ Tử Kỳ do dự một chút, lại hỏi tiếp. Trưởng ban thư ký và thị trưởng Nam có phải là đang gặp rắc rối đúng không? Rắc rối đương nhiên phải có,
nhưng không nhất thiết đã là rắc rối lớn, hành sự tại nhân, có người có thể làm lớn chuyện, chúng ta cũng nên nghĩ cách làm lớn chuyện, văn so với văn, ai hay hơn sẽ thắng. Hạ Tưởng vỗ vỗ vai Từ Tử Kỳ. Tử Kỳ, lần điều chỉnh nhân S này, cậu cũng nên tiến thêm một bước nhỏ nữa đi thôi. Từ Tử Kỳ đã muốn được thăng chức từ phó cục trưởng lên cục trưởng từ lâu rồi, bây giờ có thêm lời hứa đáng ngàn vàng này của Hạ Tưởng, anh ta hiểu điều anh ta muốn không còn cách xa nữa, vui qua đến mức chân tay luống cuống hết cả lên, định nói lời cảm ơn, Hạ Tưởng lại nói thêm. Tiến chắc từng bước, đừng làm tôi thất vọng. Từ Tử Kỳ nắm chặt hai tay, gật đầu rất mạnh. Tạm biệt Từ Tử Kỳ, Hạ Tưởng lại đi gặp Phó Tiên Tiên và Cổ Ngọc. Bây giờ càng phải cẩn thận hơn. Hơn nữa Cổ Ngọc và Phó Tiên Tiên ở trong khách sạn do Nga Ni Trần mở, rất an toàn. Sau sự việc lần trước, Cổ Ngọc không phải rời khỏi Tần Đường, bởi vì nghe Phó Tiên Tiên thêm dầu thêm muối nói có người muốn lợi dụng ảnh chụp để đối phó với Hạ Tưởng. Cổ Ngọc từ trước đến nay không quan tâm đến chính trị, đột nhiên có hứng thú vô cùng đối với đấu tranh chính trị, nói cái gì mà cần phải ở lại thêm một thời gian, muốn tận mắt xem những bức ảnh đó rốt cuộc sẽ gây ảnh hưởng gì đến Hạ Tưởng. Cổ Ngọc tức giận rồi. Thật sự rất tức giận. Kỳ thực lần này Cổ Ngọc đến Tần Đường là để chào tạm biệt Hạ Tưởng, bởi vì cô quyết định lại đi châu Âu, ít nhất sẽ ở đó một năm rưỡi, vì vậy cảm thấy có chuyện rất quan trọng muốn nói với Hạ Tưởng. Cô yêu Hạ Tưởng, có lúc chỉ yêu đơn thuần, có lúc lại cảm thấy yêu rất nhiều, có lúc cảm thấy ở cùng với Hạ Tưởng, rất thoải mái, nhưng có lúc lại cảm thấy rất mệt mỏi, còn mong muốn lại quá xa vời, như một người đang bơi giữa biển lớn, vĩnh viễn không bơi được vào bờ. Vì thế, thời gian trôi qua, Cổ Ngọc muốn tìm một nơi để giải thoát tâm hồn mình, làm bản thân bình tâm trở lại, hoặc nói một cách khác, hoặc là khoảng cách về không gian sẽ khỏa lấp lại tâm hồn. Nhưng trong khi cô quyết định đến Tần Đường lần duy nhất, liền có chuyện ngoài ý muốn, làm cô vô cùng tức giận, có người dám lấy bức ảnh của cô ra để dựng chuyện, thật sự xem cô là người có thể tùy tiện lấy ra đùa giỡn. Hơn nữa Phó Tiên Tiên lại thêm mắm thêm muối khiến câu chuyện trở nên nguy hiểm. Chỗ nào cũng có cạm bẫy, khiến cho Cổ Ngọc hiểu rằng Hạ Tưởng sống cũng không dễ dàng gì. Hóa ra người đàn ông mà cô yêu nhất đang đồng thời với việc yêu thương chăm sóc cô, còn phải đang phải đấu tranh với thách thức, còn phải đối mặt với bao nhiêu là thử thách, lúc nào cũng phải đề phòng người khác đánh lén, còn cô ngoài việc làm Hạ Tưởng phiền lòng ra, nào có tin tưởng và động viên Hạ Tưởng. Cổ Ngọc đúng là rất yêu Hạ Tưởng, liền quyết định ở lại cùng Hạ Tưởng cùng chung hoạn nạn. Đợi đến khi Hạ Tưởng vượt qua được trở ngại trước mắt thì sẽ ra đi. Hạ Tưởng không nói gì cả về quyết định của Cổ Ngọc, hắn cũng không thể đuổi Cổ Ngọc đi, hắn cũng hiểu tấm lòng Cổ Ngọc dành cho hắn, chỉ cần Phó Tiên Tiên và Cổ Ngọc bình an vô sự, mọi việc khác đều không sao. Cổ Ngọc và Phó Tiên Tiên đã biết trước Hạ Tưởng sẽ đến, hai người đã chuẩn bị cơm tối, bởi vì ở khách sạn không thể nấu cơm được, nhưng Phó Tiên Tiên đã gọi cho người trực tiếp mang đến món vịt quay của toàn tụ Đức Bắc Kinh đến đây. Phí vận chuyển cao tới mấy nghìn tệ một con, còn dặn nhà hàng chuẩn bị bữa tối, mang đến phòng. Hạ Tưởng cũng không phải rất thích vịt quay, nhưng nhìn thấy tấm lòng của Phó Tiên Tiên, mấy năm đã trôi qua, chỉ một con vịt quay nhưng tình nghĩa chẳng bao giờ quên, khiến cho hắn vô cùng cảm động. Phó Tiên Tiên mặc dù là một tiểu quỷ, có lúc rất tùy hứng, làm theo ý mình, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một cô gái, rất có tâm, chỉ là món vịt quay đơn giản mà cô nhớ bao nhiêu năm. Sự kiên trì của một cô gái, nếu nghĩ một cách thấu đáo, quả thật làm cho người khác rất cảm động. Cổ Ngọc còn chuẩn bị cả rượu hồng. Cổ Ngọc không cẩn thận bằng Phó Tiên Tiên, tình cảm cô dành cho Hạ Tưởng rất lớn, cái gì cô cũng chỉ mong tốt cho Hạ Tưởng, về phần ăn mặc đến ăn uống của Hạ Tưởng như thế nào, việc thể hiện tình cảm và sự quan tâm đến những tình tiết nhỏ như vậy, cô không biết, cũng không làm được. Trên đời chỉ có một người chăm sóc Hạ Tưởng một cách rất chu đáo mà không làm Hạ Tưởng cảm thấy phiền toái, chính là Vệ Tân. Phòng khách sạn rất đẹp, rất rộng, chính giữa bày một bàn ăn, trên bàn có bao nhiêu món ăn, còn thắp vài ngọn nến, ánh nến bao trùm lên bữa ăn, hắn một người đàn ông cùng hai người phụ nữ cùng ăn, cũng hơi khó nói chuyện. Nhưng vì thành ý của hai người phụ nữ, làm sao mà dám phụ lòng họ đây? Hạ Tưởng liền ngồi ở chỗ đầu tiên cùng hai người ăn cơm. Cổ Ngọc vẫn như thường ngày, mặc một bộ quần áo thoải mái, như đã rất thân thiết rồi, làm mọi người cảm thấy rất ấm áp. Phó Tiên Tiên không trang điểm, cô mặc một bộ quần áo ở nhà, làm cô trông càng thêm quyến rũ. Sau khi uống được vài chén, hai má của Phó Tiên Tiên và Cổ Ngọc hơi ửng hồng, có thêm một chút yêu kiều như hoa mai mùa xuân.
Phó Tiên Tiên dường như đã hơi say, cả gan khiêu khích Hạ Tưởng. Bí thư Hạ, anh bị người ta vu oan giá họa, quả thật phải chịu oan, không bằng tôi và Cổ Ngọc ở bên anh, để tránh anh phải chịu oan ức. Mặt Cổ Ngọc hơi hồng hồng, vô cùng xinh đẹp. Sự e thẹn, đẹp không thể tả xiết. Phó Tiên Tiên vẫn tiếp tục. Anh rốt cuộc là có dám hay không? Một đấng nam nhi có tâm mà không có gan. Hôm nay Hạ Tưởng vốn hôm nay đã có việc để tức giận, bị Trương Quốc Vĩ tính kế hãm hại, ngay cả đòn đáp trả cũng không nhanh như thế. Bây giờ bị Phó Tiên Tiên trêu đùa, hơi có chút ác ý, liền đứng dậy đi đến trước chỗ Phó Tiên Tiên, cúi người ôm lấy cô, ném cô lên giường, sau đó lại tiếp tục cởi quần áo của cô. Cổ Ngọc hét lên một tiếng, a, à, nhắm thịt hai mắt, cô cho rằng Hạ Tưởng định làm chuyện bậy bạ ngay trước mặt cô. Đột nhiên có người đến gõ cửa, đó là Tiêu Ngũ. Thưa sếp, đã tìm được Trần Lị. Chương 1219, thành công nhỏ trước, gió lớn lại thổi. Hạ Tưởng buông Phó Tiên Tiên ra, hắn không cảm thấy xấu hổ gì cả, bởi hắn vốn chẳng định làm gì Phó Tiên Tiên cả. Phó Tiên Tiên hiểu lầm Hạ Tưởng, tưởng vừa rồi Hạ Tưởng thật sự muốn làm gì cô, hơn nữa còn ngay trước mặt Cổ Ngọc, liền mặt đỏ tía tai, bỗng nhiên xoay người dậy, không màng đến sự có mặt của Cổ Ngọc ở đây, nhảy lên ôm cổ Hạ Tưởng, nói nhẹ vào tai hắn. Cả đời này em là của anh rồi, anh dám đi, em chết cho anh xem. Ngữ khí rất kiên định. Thái độ rất cương quyết, rất hiên ngang lẫm liệt, mặc dù cô vừa nói vừa cắn vào môi, hai mắt long lanh đẫm nước, rõ ràng là đang trong trạng thái ý loạn tình mê. Hạ Tưởng xoa xoa đầu Phó Tiên Tiên. Nói với Cổ Ngọc, vừa rồi là đùa thôi, đừng làm cô ấy buồn. Mở cửa ra, đã thấy Tiêu Ngũ đầu tóc nhễ nhại mồ hôi đứng bên ngoài. Tiêu Ngũ không dám bước vào, mắt nhìn thẳng, cười một cách đầy ẩn ý, nhưng rồi cảm thấy không nên cười. Liền cố tỏ ra nghiêm nghị nói. Xin sếp hãy cứu lấy Trần Lị. Hạ Tưởng dẫn Tiêu Ngũ đi vào một căn phòng khác, đóng cửa lại và nói. Tiêu Ngũ, cậu hãy kể lại chi tiết mọi việc xem nào. Cứu được Trần Lị, còn phải cảm ơn thói quen không tốt của lão tặc. Lão tặc năm nay tuổi đã lớn, vẫn chưa lấy vợ, một thân một mình nên thường xuyên lui tới chốn Phong Nguyệt để giải quyết nhu cầu cá nhân, chỗ ông ta thích đến nhất là Lê Hoa Hồng. Lê Hoa Hồng có hoa tam đoá khiến người ta rất thích. Không sai, chính là hoa tam đoá tự xưng là phó cục trưởng. Lão tặc thường xuyên qua lại với hoa tam đoá, hai người rất quấn quýt nhau, cái gì cũng xem như vừa mắt với nhau rồi, liền có tình cảm với nhau. Ông ta nói đợi lúc nào thích hợp sẽ chuộc hoa tam đoá, rồi lấy cô, làm hoa tam đoá cảm động khôn xiết. Hôm nay lão tặc lại đi tìm hoa tam đoá dẫn ông ta đến gian phòng phía sau. Lúc hai người đang đến lúc cao trào, thì nghe thấy tiếng lách cách, nghe kỹ hơn, nghe thấy tiếng một cô gái đang khóc. Khác với trước, lão tặc sẽ mặc kệ, bởi vì hồng hoa lê là trung tâm tắm hơi, phụ nữ khóc khóc cười cười là chuyện bình thường, ai mà biết bọn họ khóc thật hay giả. Nhưng hôm nay thì khác, nghe thấy tiếng khóc rất quen, nghe kỹ hơn có vẻ giống với giọng Trần Lị. Lão tặc liền đứng dậy, hỏi hoa tam đoá, nhưng hoa tam đoá nhất định không chịu nói. Ông ta liền nổi giận nói hoa tam đoá không tin ông ta, tình cảm ông ta dành cho hoa tam đoá là thật lòng. Hoa tam đoá liền cảm động, liền nói sự thật, nói là ông chủ Thâm Hải mới thu nạp một cô gái rất xinh đẹp, nhưng cô gái đó không để ý đến ông ta, hôm nay Thâm Hải uống say rồi, có lẽ đã ép cô gái đó. Lão tặc vừa nghe thấy tức giận, nếu thật là muốn cướp đi sự trong sạch của Trần Lị thì chủ tịch Trần nhất định sẽ đốt hồng hoa lê. Ông ta không nói gì thêm. Vừa đến gần cửa đã nghe thấy tiếng Trần Lị. Ông không được đến gần tôi, nếu không ta sẽ nhảy lầu tự vẫn. Mẹ ơi, đúng là Trần Lị rồi, lão tặc máu liền xông lên, làm một điều đáng tự hào nhất. Hắn đạp văng cửa, đi vào trong, thấy Thâm Hải đang cưỡng ép Trần Lị, còn Trần Lị đã đứng ngay cạnh cửa sổ rồi, đang chuẩn bị nhảy xuống. Tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Lão tặc vô cùng nổi giận, ngay lập tức nhìn thấy cái ghế trước mặt, không nói thêm câu nào. Lấy ghế đánh Thâm Hải, cũng tại bởi hôm nay Thâm Hải uống nhiều rồi, nếu không y cũng không dám thất lễ với Trần Lị, có rượu vào con người mới trở nên thật hơn, nhưng cũng vì say rượu, anh ta mới không đánh trả được lại, bị lão tặc đập ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Sau khi đánh bất tỉnh Thâm Hải, lão tặc vẫn chưa nguôi giận, còn lấy bình rượu gõ thêm vài cái lên đầu Thâm Hải, đánh cho Thâm Hải chảy cả máu đầu. Sau đó, lão tặc bảo vệ Trần Lị nhanh chóng đi xuống nhà. Với sự hỗ trợ của hoa tam đoá, đi ra theo cửa sau của hồng hoa lê.
Bây giờ Trần Lị đã an toàn, với sự bảo vệ của Chủ tịch Trần, không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này một lần nữa rồi. Chủ tịch Trần muốn tôi gửi tới anh một câu. Tiêu Ngũ vẻ mặt rất căng thẳng nhìn Hạ Tưởng, Trần Lị có thể bình an thoát nạn, y cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, nhưng lời của Nga Ni Trần, có chút không phải, Tiêu Ngũ sợ làm Hạ Tưởng không vui. Nói đi, tôi đang nghe. Hạ Tưởng biết, trong chuyện của Trần Lị hắn không giúp được gì nhiều, chứng tỏ một điều, tất cả các hang cùng ngõ hẻm ở Tần Đường này đều là địa bàn của Trương Quốc Vĩ và Ngưu Lâm Quảng, sự nỗ lực kiểm soát Tần Đường của hắn vẫn còn kém. Chủ tịch Trần nói, vấn đề của Hồng Hoa Lê, không cần bí thư hạ phải ra tay, ông ta sẽ làm theo cách của mình. Lúc Tiêu Ngũ nghe thấy Chủ tịch Trần nói câu này, trong lòng nghĩ chắc không phải bởi vì Nga Ni Trần nghĩ vì chuyện của Trần Lị mà ông giận Hạ Tưởng, cho rằng Hạ Tưởng không chịu giúp, muốn đơn thương độc mã ư. Y chỉ là người nói lại, chứ không thể lĩnh hội hết được những điều Nga Ni Trần nói được. Hạ Tưởng nghe xong, cũng không vì những điều mà Tiêu Ngũ đang lo lắng mà nổi giận, hơn nữa lại còn cười. Có khí phách, Nga Ni Trần chính là Nga Ni Trần, được thôi, làm theo ông ta, lấy độc trị độc, có khi lại tốt hơn. Cậu hãy nói lại với Chủ tịch Trần, bảo ông ta khi có tín hiệu hắn ra tay, hiệu quả sẽ tốt hơn. Tiêu Ngũ không biết giữa Hạ Tưởng và Nga Ni Trần có ám hiệu gì, anh ta chỉ biết đi chuyển lời xong rồi đi. Mối nguy hiểm của Trần Lị trước mắt được giải tỏa, nhưng tình hình của bí thư Hạ dường như không ổn, y lại không biết làm thế nào để giúp Hạ Tưởng, chỉ biết nói một câu. Tôi tin là tất cả những khó khăn, sếp đều có thể giải quyết được. Hạ Tưởng cười ha ha. Tôi không phải là toàn diện như vậy, làm sao có thể giải quyết được tất cả các khó khăn đây? Bây giờ còn có một khó khăn trước mắt còn chưa giải quyết được đây, bên ngoài có hai người đẹp, thật khiến người ta đau đầu. Tiêu Ngũ thấy Hạ Tưởng không có gì phải lo lắng cả, y cũng thấy đỡ lo, cười một chút rồi ra đi. Ngày hôm sau, tin Trần Lị được cứu thoát mới đến tai Ngưu Lâm Quảng. Ngưu Lâm Quảng nổi giận lôi đình, mắng cho Thâm Hải một trận, Thâm Hải tự biết tội, không dám mở miệng cãi lại, khúm na khúm núm, hứa nếu lại tìm thấy Trần Lị sẽ tự mình đưa đến cho Ngưu Lâm Quảng. Sau khi Ngưu Lâm Quảng bình tĩnh lại, cũng không bảo Thâm Hải đi tìm Trần Lị nữa, bây giờ đã rút dây động rừng rồi, đối phương nhất định đã có phòng thủ, bây giờ muốn bắt lại Trần Lị thì còn khó hơn lên trời. Ngưu Lâm Quảng bây giờ đã thu tầm nhìn khỏi người Trần Lị. Bởi vì gã đã điều tra được một dấu vết để lại, theo như những tài liệu của Hách Tư Vị thu thập được, Trần Lị có thể là cô em trong hai chị em Hoa Nhài Vàng Bạc đã một thời gây chấn động thành phố Lang, cũng tức là, họ đều là con gái của Nga Ni Trần. Nếu đúng là Hoa Nhài Bạc, thuộc hạ của gã không kịp phòng bị thế lực của Nga Ni Trần ở Tần Đường đánh lén, thì hoàn toàn có thể hiểu được. Ngưu Lâm Quảng thông qua các mối quan hệ ở thành phố Yến, đã tìm hiểu và nắm rõ được một số tin tức. Những tin tức này lại càng làm sáng tỏ những điều y đang đoán, Nga Ni Trần hiện đã được phóng thích, đi đâu không rõ, không ở thành phố Yến, hình như cũng không ở thành phố Lang. Mà chính là ở Tần Đường. Ngưu Lâm Quảng đập mạnh xuống bàn, cười một cách nham hiểm, được lắm Hạ Tưởng, lợi dụng Nga Ni Trần để đối phó với tôi, lấy độc trị độc, đúng là cao kiến. Nga Ni Trần đã đi lâu rồi, đã sớm rời khỏi giang hồ, y còn tưởng y lại có thể được làm đại ca. Hô mưa gọi gió. Nếu muốn hô mưa gọi gió thì nên tìm một nơi thích hợp, Tần Đường, không phải là chốn quần hùng tranh bá, Tần Đường, là Tần Đường của Ngưu Lâm Quảng, Nga Ni Trần đừng tưởng rằng còn có thể tái hiện lại huy hoàng năm đó của mình, Tần Đường chỉ có thể là của một mình gã, ban ngày là của Hạ Tưởng, ban đêm là của Ngưu Lâm Quảng, ngay cả Trương Quốc Vĩ cũng chẳng dính dáng gì tới, huống chi một kẻ xa cơ thất thế như Nga Ni Trần. Ngưu Lâm Quảng không những không thèm, trong lòng lại nghĩ thêm, Nga Ni Trần có hai cô con gái, gã chỉ mới nhìn thấy Ngân Mạt Lị, còn Kim Mạt Lị thì chưa lộ diện, nếu bắt được cả Kim Ngân Mạt Lị, cái giường lớn chứa được ba người của gã coi như hữu dụng rồi. Nga Ni Trần đã đưa đến cửa rồi, không ăn thì không ăn, ăn thì ăn, chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Ngưu Lâm Quảng ra lệnh cho Gia Cát Phách Đạo, bảo toàn bộ thủ hạ bắt đầu hành động, lệnh tìm ra chỗ ẩn náu của Nga Ni Trần ở Tần Đường, không cần biết Nga Ni Trần sống hay chết. Chủ yếu là hai đứa con gái của ông ta, phải bảo vệ an toàn tuyệt đối. Mâu thuẫn giữa Ngưu Lâm Quảng và Nga Ni Trần sắp được phơi bày ra ánh sáng. Cùng lúc đó, Ủy ban Kỷ luật tỉnh vẫn đang trong quá trình điều tra sự việc giữa Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ. Nhưng mấy bức ảnh chụp được chính là bằng chứng tỉ mỉ và chính xác, do vậy,
Phó Nghĩa Nhất cũng có lý do để lần lượt buộc Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ phải giải thích rõ ràng về việc này, nhưng Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ trong lúc bối rối ban đầu, sau đó trấn tĩnh lại, nhất quyết không chịu thừa nhận có quan hệ nam nữ. Ảnh chụp có thể chứng minh rằng hai người có qua lại với nhau, nhưng không thể chứng minh rằng có ngủ với nhau hay không, chỉ cần không bắt được quả tang hai người lên giường với nhau, thì dù chết hai người cũng không chịu thừa nhận. Vụ án tạm thời lâm vào tình thế bế tắc, Phó Nghĩa Nhất hiểu rõ, Hạ Tưởng cho dù không có bất kỳ ám hiệu ngầm gì với Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ, nhưng thái độ thấy mà như không thấy của hắn đối với y đã nói lên tất cả, chính là không phối hợp với Ủy ban Kỷ luật tỉnh để điều tra về Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ, đã khuyến khích thêm cho hai người đó. Phó Nghĩa Nhất rất tức giận, nhưng y lại không có cách nào với Hạ Tưởng. Bởi vì Hạ Tưởng là Ủy viên Thường vụ tỉnh, Ủy viên Thường vụ tỉnh không quan tâm một phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh là chuyện rất bình thường, y còn định thế nào nữa. Y đến Tần Đường hai ngày rồi, nhưng ngay cả gặp mặt Hạ Tưởng cũng chưa gặp lần nào, quả thật quá khinh thường. Phó Nghĩa Nhất liền báo cáo thái độ của Hạ Tưởng cho Trương Kiềm, nói thành phố Tần Đường không chịu hợp tác với Ủy ban Kỷ luật tỉnh, mong bí thư Trương đứng ra giải quyết. Trương Kiềm liền hỏi lại, Ủy ban Kỷ luật thành phố Tần Đường có phối hợp công việc với cậu không? Nếu phối hợp rồi, chứng tỏ thành ủy đã phối hợp, cậu còn muốn thế nào nữa, lẽ nào muốn đích thân bí thư Hạ đưa ra chỉ thị ư? Đồng chí Nghĩa Nhất, đồng chí Hạ Tưởng không tìm tôi nói lý đã tốt lắm rồi, tôi còn lo vài hôm nữa tỉnh ủy sẽ mở một cuộc họp, hắn còn nói với tôi không ủng hộ công việc của thành phố Tần Đường. Phó Nghĩa Nhất như dẫm phải đinh, thật sự không còn gì để nói nữa, lời nói của Trương Kiềm quá khéo léo, kỳ thật đã quá không khách sao rồi. Nói Hạ Tưởng không cáo trạng lên tỉnh ủy là tốt lắm rồi, cậu tự thu xếp đi. Phó Nghĩa Nhất sao chịu để yên, y đã có chỉ thị từ phía Bắc Kinh rồi, Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã bước đầu nắm giữ các chứng cứ về tác phong sinh hoạt cũng như về kinh tế của Hạ Tưởng rồi, sắp tới có thể sẽ đến Tần Đường điều tra lấy chứng cứ. Hạ Tưởng, anh chớ có ỷ mình là ủy viên thường vụ tỉnh mà không coi trọng phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, sẽ có lúc anh sẽ phải khóc. Kết quả khi Ủy ban Kỷ luật Trung ương chưa hành động gì, thì những bức ảnh của Hạ Tưởng đã bị người khác tung lên mạng, làm nổi lên một con sóng sóng chính trị mới. Chương 1220, một cuộc chiến chấp nhoáng, giành trước một bước. Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên, Cổ Ngọc và Hợp Ảnh, là những người xuất hiện sớm nhất trên diễn đàn của tỉnh Yến. Mạng lưới của tỉnh Yến vốn không phát triển, cũng không có diễn đàn có sức thu hút rầm rộ trên cả nước. Sau khi tấm ảnh được đăng lên, chỉ duy trì không đến 2 tiếng đồng hồ là đã bị người ta xóa mất. Nhưng vẫn bị người khác cố tình chuyển lên trang diễn đàn có sức ảnh hưởng của cả nước. Lập tức gây ra náo động. Không ít người đều thay nhau chửi rủa, nói rằng thì ra cán bộ cấp phó tỉnh trẻ tuổi nhất cả nước hóa ra là một tên phong lưu, một đêm xài hai em, quả nhiên là tuổi trẻ có khác, đúng là trẻ trung sung mãn, so với tên thẩm quan tây mệt đến chết trên người của hai cô gái thì lợi hại hơn nhiều rồi. Nhưng việc chửi rủa kéo dài không lâu sau, liền có người phát hiện ra vấn đề, bức ảnh rõ ràng có dấu vết của Photoshop. Vị trí đứng của Hạ Tưởng và hai mỹ nữ kia không đúng. Dường như là dưới chân lơ lửng, đang luyện khinh công vậy. Một khi có người chỉ ra, ánh mắt của mọi người lại như phát hiện được một đại lục mới vậy, xem chi tiết chút đúng là như thế, tấm ảnh quả nhiên là có làm giả. Lần này dư luận lại nghiêng sang hướng khác. Nói là bí thư Hạ tuổi đời còn trẻ đã có địa vị cao, không bị người khác đố kỵ mới là lạ, chắc hẳn có kẻ đố kỵ bí thư Hạ thăng tiến quá nhanh, cố tình dùng bức ảnh ngụy tạo này để hãm hại cậu ấy, muốn bôi nhọ cậu ấy, muốn hủy hoại danh tiếng của cậu ấy. Trong chốc lát, trên mạng tự động hình thành phái bênh vực Hạ Tưởng, công bố rằng hễ là lời lẽ bất lợi đối với bí thư Hạ, bọn họ cũng sẽ theo dõi đến cùng, phản đối đến cùng, thề chết giữ gìn danh dự cho bí thư Hạ. Đương nhiên cũng có một nhóm người phản đối Hạ Tưởng, thành lập bang phản Hạ, chống đối gay gắt với phái bênh vực. Thế nhưng biết làm sao được, phái bênh vực lực lượng hùng hậu, người đông thế mạnh, tiếng nói của bang phản Hạ nhanh chóng liền bị dập tắt. Danh tiếng của Hạ Tưởng, từ bề trái chuyển sang bề phải, tức tốc vẽ thành một đường cung, nhanh chóng giành được sự ủng hộ của cư dân mạng. Nhưng nghị luận có liên quan đến Hạ Tưởng, chỉ tồn tại trên mạng thời gian không đến một ngày, theo hành động của lực lượng hậu phương. Tất cả những tấm ảnh đã dán lên đều hoàn toàn biến mất. Chỉ trong một đêm toàn bộ biến mất một cách gọn gàng sạch sẽ, dường như chưa từng tồn tại bao giờ vậy, ngay cả lục tìm cũng tìm không được. Giống như một hài kịch đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh,
cũng giống như một trận chiến dư luận chớp nhoáng trên mạng, vừa giao đấu đã phân rõ thắng bại, còn hạ cả màn nữa. Trương Quốc Vĩ cả một ngày gần như không xử lý bất kỳ công vụ nào, nhìn chằm chằm vào cuộc chiến đấu trên mạng, đợi khi mọi thứ đều được phân định rõ, y mới thở dài một hơi nói. Hạ Tưởng, hiện giờ tôi thật sự có chút khâm phục anh rồi đấy, đúng là một vở hài kịch đặc sắc, tự biên tự diễn, vừa ngăn chặn được cái miệng của dân mạng, lại vừa ngăn triệt được người có ý đồ tung ảnh của anh lên mạng, anh làm sao mà, mẹ nó thông minh đến như vậy hả? Trương Quốc Vĩ không phục vẫn là không phục. Phẫn nộ vẫn là phẫn nộ, trên thực tế y không thể không bội phục thủ đoạn của Hạ Tường. Bởi vì cái vở hài kịch trên mạng đó, từ đầu chí cuối chỉ do một đám người của Hạ Tường đang diễn trò, căn bản không phải là bút tích của Ngưu Lâm Quảng. Ngưu Lâm Quảng cũng muốn đem bức ảnh chụp tung lên trên mạng. Nhưng Hách Tư Vị đề nghị gửi đến thủ đô, từ phía trên tạo áp lực xuống là tốt nhất, Ngưu Lâm Quảng đồng ý rồi. Tấm ảnh gửi lên trên, bên trên sau khi nghiên cứu, vẫn còn chưa quyết định có nên triển khai điều tra Hạ Tưởng hay không. Thôi Hướng liền đề ra một chủ ý, đem tấm ảnh đăng lên trên mạng trước, tạo ra thanh thế rồi nói, sau đó gã lại thêm chút sức lực ở bên trên, là có thể thành công thúc đẩy việc điều tra lấy chứng cứ từ Hạ Tưởng. Trương Quốc Vĩ nghe theo ý kiến của Thôi Hướng, vừa nói lại với tên Gia Cát Bá Đạo, để y thực thi việc cụ thể, còn chưa động thủ, trên mạng đã xuất hiện việc hình ảnh Photoshop của Hạ Tưởng làm lơ lửng. Kết quả là làm kinh động đến Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương liền hạ lệnh bịt đầu mối. Giống như là Hạ Tưởng đã thành công diễn một vở kịch lớn. Trước tiên trên dư luận là đứng ở vị trí cao nhất của đạo nghĩa, đồng thời chủ động cho dân mạng phán đoán chủ quan trước, vậy thì sau này tấm ảnh của Hạ Tưởng lại được tung lên mạng lần nữa, cũng là có người sau lưng muốn hãm hại hắn, không thể xem là thật. Tiếp đó, thu hút một cách thành công sự quan tâm và chú ý của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng thời bóp nghẹn mọi khả năng của việc các tấm ảnh đó lại lần nữa gây náo động trên mạng. Bởi vì Ban Tuyên giáo Trung ương đã ra lệnh cấm đoán rõ ràng, bất kỳ trang web nào cũng không được phát biểu bàn về việc liên quan đến Hạ Tưởng. Thủ đoạn hai mặt vừa phải vừa trái, trực tiếp phá hỏng hoàn toàn ý tưởng mà Thôi Hướng vừa mới nghĩ ra. Hạ Tưởng đủ thông minh, đủ sắc bén, cũng đồng thời gián tiếp nói với Trương Quốc Vĩ, hắn đã đưa tay ra, bắt đầu ra tay phản công rồi. Trương Quốc Vĩ thầm nghĩ, đừng vội, phía sau còn có chuẩn bị, nếu như chỉ có một đợt công kích thôi, y sẽ không phải là Trương Quốc Vĩ đứng sừng sững mười mấy năm không ngã ở tần đường rồi. Sự kiện trên mạng không thu hút được nghị luận quy mô lớn, rất nhiều người còn chưa phát hiện, thì đã biến mất khỏi tầm mắt rồi, nhưng ảnh hưởng tiếp theo sau thì vẫn còn, biểu hiện cụ thể là việc điều chỉnh nhân sự mà ít người chú ý đến của tỉnh ủy. Qua tỉnh ủy phê chuẩn. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy miễn đi chức vụ của Trịnh Quan Quần phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy, bổ nhiệm Thường Hào làm phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy, không còn giữ chức trưởng ban tuyên giáo thành ủy ở Thiên Trạch nữa. Thông tin này cũng không thu hút cho lắm, lại không được công bố khắp nơi, chỉ được nhắc sơ qua trong bản tin, rất nhiều người thậm chí còn không chú ý đến. Nhưng người trong quan trường đều thấy được ý vị sâu xa của tin tức này. Trực tiếp sau khi sự việc trên mạng của Hạ Tưởng được Ban Tuyên giáo Trung ương ém nhẹm đi, Trịnh Quan Quần trực tiếp bị miễn chức đến cùng, cũng không được đề bạc phân công vào việc khác. Hiển nhiên cũng kết thúc luôn cuộc đời chính trị, cũng có nghĩa là tỉnh ủy rất bất mãn đối với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, về việc xử trí bất lực, phản ứng chậm chạp trong chuyện mạng lưới lần này. Cũng bao hàm biểu lộ một lập trường khác, chính là mức độ ủng hộ của tỉnh ủy đối với Hạ Tưởng, chưa hề giảm sút một tẹo nào. Đương nhiên, người đóng vai trò được lợi là Thường Hào, sinh mệnh chính trị lại mở ra một bản đồ quy hoạch mới. Vào ngày thứ ba sau khi Phó Nghĩa Nhất đến tần đường, Hạ Tưởng cuối cùng cũng lộ diện gặp mặt Phó Nghĩa Nhất. Kỳ thật dưới gợi ý của Hạ Tưởng, Thường Công Trị vô cùng phối hợp với Phó Nghĩa Nhất trong công việc, muốn người có người, muốn sức ra sức, làm cho Phó Nghĩa Nhất không bắt được lỗi gì. Nhưng có một điểm, chỉ cần đề cập đến chứng cứ quan trọng trong sự việc của Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ, thì Thường Công Trị liền nói năng cẩn trọng, hoặc là hỏi đến đều không biết. Nói tóm lại, với cách ứng phó trơn tru và khéo léo của Thường Công Trị đối với Phó Nghĩa Nhất, mọi việc đều được làm rất trôi chảy, khiến người khác không thể bắt bẻ. Thái độ cần có, chắc chắn có. Lễ nghĩa cần có, đều không thiếu. Nhưng có một điểm, đó đều không phải là việc chính. Nói cách khác, không có chứng cứ xác thực mà Phó Nghĩa Nhất muốn có để có thể giúp Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ định tính. Hơn nữa trong quá trình điều tra tìm chứng cứ của Phó Nghĩa Nhất,
cán bộ đảng viên ở Tần Đường phần lớn đều không hợp tác cho lắm, chỉ có số rất ít người nói xấu Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ, còn có một đám người chủ động đi đến văn phòng của Phó Nghĩa Nhất, hành tung khả nghi mà báo cáo công tác. Đều là ai, lúc nào đi, ngồi trong thời gian bao lâu, đều có người đến báo cáo ngay với Hạ Tưởng, hơn nữa bất kể việc lớn việc nhỏ, đều báo cáo không sót một điểm nào. Cũng không phải tay chân do Hạ Tưởng cố tình sắp xếp, mà là Trần Vĩ Đông tích cực chủ động mỗi buổi tối đều đến văn phòng làm việc của Hạ Tưởng, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, từng việc một đọc cho Hạ Tưởng nghe, hôm nay Phó Nghĩa Nhất lại tiếp xúc với ai, lại nói chuyện với ai, lại bí mật thảo luận với ai, vân vân. Ai đã lén lút gặp mặt Phó Nghĩa Nhất, ai lại xách theo đồ đi gặp Phó Nghĩa Nhất, Trần Vĩ Đông đều ghi lại rõ mồn một, không sót một chi tiết nào. Lại khiến Hạ Tưởng cũng phải âm thầm cảm thán, trong cuộc sống, nơi đâu cũng không thiếu kẻ tình báo. Nơi Phó Nghĩa Nhất tá túc là nhà khách thành ủy, Thu Thiên Lam tổng giám đốc của nhà khách thành ủy là bạn riêng của Trần Vĩ Đông, nên đã cung cấp điều kiện vô cùng thuận lợi cho việc thăm dò của Trần Vĩ Đông. Đối với việc tích cực chủ động của Trần Vĩ Đông, Hạ Tưởng tuy có chút phiền lòng, nhưng lại không thể cự tuyệt không tiếp. Kỳ thật hắn đối với việc Phó Nghĩa Nhất lén lút gặp ai, ai đã chủ động mật báo với Phó Nghĩa Nhất, một chút hứng thú cũng không có. Cùng một nơi, không có khả năng mọi người đều đoàn kết đồng lòng được. Ở đâu cũng có kẻ xuôi theo chiều gió và những tên hề bất tài vô dụng. Cho nên, đối với một số ít người nhân cơ hội quấy rối, đâm thọc, hay là mật báo, hắn cũng lười quan tâm đến. Hơn nữa nói trắng ra, Trần Vĩ Đông chẳng khác gì bọn người đó. Chẳng qua là Trần Vĩ Đông mật báo với hắn, đâm thọc kẻ khác mà thôi. Bởi vậy, tuy rằng Hạ Tưởng đối với việc báo cáo của Trần Vĩ Đông ậm ậm ừ ừ, nghe như không nghe. Trần Vĩ Đông lại vui không biết mệt, cho rằng gã ta ở trong mắt của Bí Thư Hạ, đã có một vị trí nhỏ nhoi, lại càng vui mừng đắc ý hơn. Sau ba lượt báo cáo, Hạ Tưởng lấy ra một cây thuốc, một bình rượu, đưa tận tay cho Trần Vĩ Đông, vỗ vỗ bờ vai gã nói. Vĩ Đông vất vả rồi, thuốc và rượu anh cầm lấy, tôi cũng dùng không hết. Sau này có việc, anh có thể trực tiếp tìm Tử Kỳ, tôi sắp tới phải vào thủ đô và tỉnh một chuyến, thời gian không nhiều nữa. Trần Vĩ Đông được sủng ái đến nỗi lo sợ, vừa muốn nhận, lại vừa không dám, Hạ Tưởng liền nhét mạnh vào tay gã. Bí Thư Hạ phải đi hoạt động trong thủ đô và tỉnh, việc quan trọng thế này cũng nói cho gã biết. Nói như vậy, gã cũng gần giống như là thân tín của Bí Thư Hạ rồi. Trần Vĩ Đông vui mừng đến phát điên, cầm lấy thuốc lá và rượu, mừng vui dạo dực mà rời đi. Kỳ thật gã ta làm sao mà biết được, nguyên nhân mà Hạ Tưởng tặng thuốc và rượu cho gã. Là đáp lại những báo cáo nhỏ nhặt của gã gần đây, nói cách khác, toàn bộ nỗ lực của gã, đổi lại không phải là được lãnh đạo cấp trên coi trọng hay thăng chức như ý muốn, càng không phải là trọng dụng, mà là đuổi đi bằng một cây thuốc và một bình rượu. Hạ Tưởng mới sẽ không trọng dụng Trần Vĩ Đông thành sự thì không bại sự có thừa, trọng dụng gã, đồng nghĩa với việc bên mình cài một quả bom hẹn giờ. Hơn nữa hiện giờ gã có thể nhảy qua nhảy lại dốc sức vì mình, chớp mắt cái, lại có thể bán đứng mình. Phất cờ hò reo giúp người khác thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng chính vì báo cáo của Trần Vĩ Đông, Hạ Tưởng mới có thể nắm được nhất cử nhất động của Phó Nghĩa Nhất, có được suy tính trong lòng. Tặng Trần Vĩ Đông một cây thuốc và một bình rượu còn có một hàm ý khác, chỉ cần hắn ở Tần Đường một ngày, tác dụng của Trần Vĩ Đông cũng chỉ giới hạn ở giữa thuốc và rượu, không được trọng dụng, muốn thăng chức khi hắn còn đảm nhiệm, không thể đâu. Nhưng có một điều, Hạ Tưởng chí ít có thể bảo đảm cho Trần Vĩ Đông ngồi vững trên vị trí phó trưởng ban thư ký ủy ban, không để gã bị Trương Quốc Vĩ cho xuống chức. Đạo làm quan, không chỉ là phải lôi kéo lòng người về phía mình, còn phải có thủ đoạn là vừa lôi kéo vừa chèn ép, đối với bộ phận tiểu nhân thích thủ đoạn nham hiểm, chợt xa chợt gần, không dùng làm gì, cũng không để kẻ đó cho đối thủ dùng. Hành động gặp mặt Phó Nghĩa Nhất của Hạ Tưởng là ở văn phòng làm việc bí thư thành ủy của hắn. Dùng gặp mặt chứ không phải gặp gỡ, để chứng minh cấp bậc của Hạ Tưởng cao hơn so với Phó Nghĩa Nhất. Dù cho Hạ Tưởng ở Tần Đường, với thân phận của Bí Thư Thành ủy, nhưng hắn dù sao cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, là một trong 13 nhân vật quyền cao chức trọng ở tỉnh Yến. Vốn tưởng rằng chỉ là cuộc gặp mặt giải quyết công việc, cùng lắm chỉ 10 phút đồng hồ, nói chút chuyện, vài lời khách sáo thì xong chuyện rồi. Không ngờ đến là, Phó Nghĩa Nhất lại không biết dũng khí từ đâu ra. Dám khiêu khích thẳng mặt Hạ Tưởng. Liền kích phát cơn tức giận vốn không dễ gì bị bộc phát của Hạ Tưởng. Chương 1221, Tiểu Nhân Đắc Chí,
chả bằng diệu kế. Phó Nghĩa Nhất năm nay 45 tuổi, bụng phệ, đầu hói, thân hình năm khúc, diện mạo xấu xí. Nhưng có điều, liếc mắt một cái cũng có thể khiến người ta nhìn ra là một cán bộ. Một người có được bộ dạng của tướng làm quan hay không, là điều kiện trời ban, như tướng mạo của Phó Nghĩa Nhất, cho ở vào triều đường, thì được tiến sĩ cũng là trọn vẹn rồi, nói không chừng cả đời cũng không vào được sĩ tử. Bởi vì đường triều chọn quan, sau khi thi được tiến sĩ, cửa ải thứ nhất chính là xem tướng mạo, diện mạo không thông, thì sẽ không dùng. Thậm chí có tiến sĩ diện mạo xấu xí, cả đời cũng không làm sĩ tử được. Dù sao thì quan viên là đại biểu cho diện mạo của triều đình, bộ dạng dưa móp mặt méo, thì bộ mặt của triều đình ở đâu? Tuy nhiên Phó Nghĩa Nhất may mắn sinh ra ở thời hiện đại. Cho nên mặc dù lúc đi đứng, vừa không có tướng làm quan, vừa không có uy của quan, nhưng dù sao ở trong quan trường lâu rồi, nuôi thành khí thế tự cao tự đại không coi ai ra gì. Chí ít thì từ hai điểm này có thể khiến người ta vừa liếc mắt đã phán đoán được y là một cán bộ chức giám đốc sở trở lên. Thứ nhất, người ngộm béo ụ, thứ hai, khi chất độc đoán. Hạ Tưởng kỳ thật làm người rất công bằng chính trực, không dễ dàng nhìn mặt mà bắt hình dong, cũng sẽ không cười nhạo thân hình của người khác hay những khiếm khuyết trên cơ thể của người khác. Do đó lúc mới bắt đầu cũng không có ý xem thường Phó Nghĩa Nhất, tuy nói rằng Phó Nghĩa Nhất gần như là tên cán bộ xấu xí nhất mà hắn từng thấy. Nhưng vẫn dùng lễ độ đối đãi ông ta, chí ít cũng đứng lên, để biểu thị sự lễ phép. Bắt tay, hàn huyên, vào chỗ, Phó Nghĩa Nhất trước tiên cảm tạ Hạ Bí Thư trong trăm công ngàn việc này vẫn gặp mặt y, như là sự ủng hộ cho công việc của y, như là sự hợp tác trong công việc ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, như là vân vân. Dù sao những lời ứng xử đều sẽ nói, cũng không nói sai, cũng như học sinh tiểu học trả bài vậy, thuộc lầu lầu. Hạ Tưởng cũng chỉ tạm thời nghe vậy, hắn ta cũng không rõ đằng sau lưng Phó Nghĩa Nhất là ai. Nhưng có một điều rõ ràng, Phó Nghĩa Nhất đến Tần Đường lần này, chính là cố ý gây thêm phiền toái, có mục đích chính trị không thể cho ai biết. Người trong quan trường, nhất cử nhất động cũng không thể nào không có mục đích chính trị. Tuy nhiên Hạ Tưởng có chút không vui chính là, chọn ngay thời điểm này, cứ níu lấy vấn đề quan hệ nam nữ của Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ không buông. Dường như có hiểm nghi chuyện bé xé ra to, kỳ thực nào có phải là chuyện bé xé ra to, mà là mượn đao giết người rồi. Mượn thanh đao của Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ, mũi nhọn của đao đang hướng đến, kỳ thực là hắn. Bởi vậy, đối với việc Phó Nghĩa Nhất cố làm ra vẻ, Hạ Tưởng có ấn tượng tốt mới lạ. Lại cộng thêm mới có mật báo của Trần Vĩ Đông, Hạ Tưởng càng rõ ràng, Phó Nghĩa Nhất đang mượn cớ điều tra quan hệ nam nữ giữa Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ, lại âm thầm điều tra chuyện tấm ảnh của hắn và Phó Tiên Tiên lẫn cổ ngọc. Thậm chí còn thu thập được một số tài liệu, lén lút truyền đến thủ đô. Không cần nói, khẳng định là đã đến tay Thôi Hướng rồi. Hạ Tưởng lại nhìn đôi mắt nhỏ u ám và lạnh lẽo của Phó Nghĩa Nhất, một khuôn mặt tròn trịa bệ phệ hết sức, nói thật lòng, trong lòng thật sự là khó chịu. Tuy nói rằng hắn rất ít khi tức giận, nhưng nghe được Phó Nghĩa Nhất cứ huyên thuyên nói một cách hiên ngang lẫm liệt, đem vấn đề của Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ nâng lên đến việc ảnh hưởng kế hoạch phát triển của Tần Đường, ảnh hưởng hình tượng của tỉnh ủy, ảnh hưởng đến triển vọng cao độ của cả tỉnh Yến, sự nhẫn nại của Hạ Tưởng dần dần biến mất. Chuyện nói xong hết rồi, thái độ cần có cũng đã có, Hạ Tưởng nâng tay lên xem giờ, ngầm ám chỉ nên kết thúc cuộc gặp mặt này rồi. Không ngờ Phó Nghĩa Nhất nhìn như không thấy. Lại tiếp tục nói, Hạ Bí Thư, xuất phát từ góc độ của lòng yêu mến đồng chí, ngài đối với hai đồng chí là Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ, có ý bảo vệ họ cũng là điều có thể hiểu được. Nhưng Ủy ban Kỷ luật điều tra bọn họ, cũng chính là xuất phát từ tấm lòng yêu mến bọn họ, ngăn chặn họ đi tiếp trên con đường sai trái, đã sai lại càng sai. Nói một câu hơi khó nghe, tôi cảm thấy ngài đối với công việc điều tra của Ủy ban Kỷ luật, sức ủng hộ không được lớn lắm. Có phải ngài có cách nghĩ nào khác hay không, xin Hạ Bí Thư chỉ thị, cũng tốt và có lợi hơn cho việc triển khai điều tra của tôi. Hạ Tưởng thầm nghĩ, được lắm, ông ở Tần Đường mượn việc điều tra Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ, âm thầm điều tra vấn đề ảnh chụp của tôi. Thằng hề DJ, cũng dám tự xưng là quân tử. Cho ông ba phần màu sắc, mà muốn mở cả phòng nhuộm à. Đúng là tiểu nhân đắc chí không dừng. Tất cả những gì Phó Nghĩa Nhất đã làm ở Tần Đường. Hạ Tưởng đều biết rất rõ, không nêu ra, là để ba phần thể diện cho y rồi. Hạ Tưởng làm người nào giờ vẫn rất thản nhiên, biết trong quan trường, tầng tầng lớp lớp các nhân vật muôn hình muôn vẻ,
phần lớn đều có thể nhẫn nhịn bọn tiểu nhân gian xảo. Mỗi lần đến giờ phút quan trọng, luôn luôn nhảy ra tên tiểu nhân đầu cơ trục lợi, cho rằng có lợi ích dễ dàng, nên vì thế lực sau lưng mà phất cờ hò reo. Kỳ thật vai trò đảm nhiệm chẳng qua là tên lính hầu dùng làm vật hy sinh, còn tự cho rằng mình được trọng dụng, đáng thương càng đáng tiếc. Hắn vốn không muốn trước mặt Phó Nghĩa Nhất làm ra vẻ uy nghiêm của tỉnh ủy ủy viên thường vụ, nhưng Phó Nghĩa Nhất không biết điều, còn dám chủ động khiêu chiến, nên thật sự chọc giận Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không lên tiếng đóng tập tài liệu lại, mí mắt khẽ nhíu lên. Đồng chí Nghĩa Nhất, anh nói thế là có ý gì? Là hoài nghi lập trường công chính của tôi, hay là hoài nghi tính đảng và nguyên tắc của tôi? Câu nói này phân lượng đủ nặng, Phó Nghĩa Nhất vẫn là giật mình hoảng sợ. Bụng nghĩ rốt cuộc cũng là lãnh đạo tỉnh, khẩu khí nói chuyện lớn kinh người, nhưng chỉ cần nghĩ đến hứa hẹn của kẻ đứng sau mình, cùng với một số vấn đề của Hạ Tưởng mà y đã sơ bộ nắm được, thế là lại vô cùng tự tin nói. Bí thư Hạ đừng hiểu lầm, tôi không có ý này, chỉ là có chút suy nghĩ, muốn báo cáo với ngài một tiếng thôi. Không cần thiết đâu. Hạ Tưởng kéo dài giọng điệu, làm giọng quan trên nói. Tôi lại không phải Trương Kiềm. Anh cũng đâu cần báo cáo công việc với tôi. Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ có vấn đề hay không, dùng chứng cứ mà nói, với việc tôi có ủng hộ hay không ủng hộ công việc của anh, không có một chút quan hệ gì cả. Bí thư Hạ, ngài. Phó Nghĩa Nhất nghĩ đến thái độ lạnh nhạt mà tức giận, y tự nhận là phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh, có tính độc lập tương đối lớn, Hạ Tưởng cho dù là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, cũng phải nể mặt y mấy phần, cũng không có quyền hành trực tiếp quản lý y, thật không ngờ. Hạ Tưởng lại ngạo nghễ như vậy, khiến cho y tức điên lên được. Tôi sẽ phản ánh chi tiết tình trạng này với Ủy ban Kỷ luật tỉnh và tỉnh ủy. Hạ Tưởng cũng nóng lên, Phó Nghĩa Nhất thật đúng là không biết điều, thật là muốn lấy lông gà mà làm lệnh tiễn, không xem bánh nhân đậu là lương khô, hắn đưa tay bắt điện thoại, ngay trước mặt Phó Nghĩa Nhất, trực tiếp gọi cho Trương Kiềm nói. Bí thư Trương, cá nhân tôi rất ủng hộ việc của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Nhưng cũng xin Ủy ban Kỷ luật tỉnh hãy tôn trọng Thành ủy Tân Đường. Điều tra dựa trên tiền đề là không ảnh hưởng đến công việc thường ngày của Thành ủy, mang lại ảnh hưởng xấu cho Thành ủy Tân Đường. Tôi sẽ kiến nghị Ủy ban Kỷ luật tỉnh mở cuộc họp hội nghị thường vụ về việc điều tra của đồng chí Phó Nghĩa Nhất, tiến hành nghiên cứu thảo luận. Lời nói của Hạ Tưởng, hùng hùng hổ hổ, uy thế toát ra trên người, Phó Nghĩa Nhất đã đứng dậy lại bị uy nghiêm của Hạ Tưởng bức bách, thoáng cái đã ngồi lại xuống sofa. Trong lòng y sợ hãi, bí thư Hạ giận dữ, cũng không phải tầm thường, thật muốn mở hội nghị thường vụ tỉnh ủy để thảo luận, cũng là một việc rắc rối. Đương nhiên, Phó Nghĩa Nhất càng hiểu rõ, Hạ bí thư rõ ràng là nổi nóng với bí thư Trương, trên thực tế, vẫn là đang đánh vào mặt hắn. Giọng nói của Trương Kiềm không một chút dao động, vô cùng bình thản nói. Bí thư Hạ, nếu như việc điều tra của tổ ủy ban kỷ luật tỉnh có ảnh hưởng bất lợi đến công việc của Tân Đường, tôi xin thay mặt cho Ủy ban Kỷ luật tạ lỗi với anh. Tâm trạng của anh tôi hiểu rất rõ, cũng xin ngài hiểu và ủng hộ cho công việc của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, kiến nghị của ngài, tôi sẽ thận trọng xem xét. Trương Kiềm là lão quan trường, vừa nghe đã biết ngay Hạ Tưởng đang tức giận với ai, y thậm chí cũng đoán được rằng Phó Nghĩa Nhất chắc chắn đang ngồi bên cạnh, Hạ Tưởng chỉ là chỉ gà mắng chó thôi. Đối với Phó Nghĩa Nhất, gã cũng rất không hài lòng. Bởi vì rõ ràng Phó Nghĩa Nhất đến điều tra chứng cứ ở Tân Đường, có ý đồ không tốt, nhưng đối phương có chứng cứ trong tay, y mới tới tỉnh Yến, căn cơ ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng không vững, cũng không nên trực tiếp ngăn cản, chỉ có thể từ từ mà vẽ thôi. Hạ Tưởng phát cơn thịnh nộ, Phó Nghĩa Nhất chỉ đành chán nản bỏ đi, lần này giao đấu chính diện, không những không khiến y sợ hãi uy thế của Hạ Tưởng, mà ngược lại y càng thêm căm hận Hạ Tưởng hơn, càng thêm kiên định quyết tâm mượn cơ hội này bôi nhọ Hạ Tưởng. Cùng lúc Phó Nghĩa Nhất không lấy được lợi ích gì từ Hạ Tưởng mà bỏ đi, Ngưu Lâm Quảng và Nga Ni Trần cũng lần đầu tiên đụng độ, cũng là diễn ra vào tối hôm đó. Địa điểm quyết chiến là trung tâm tắm hơi Lê Hoa Hồng. Không chạm mặt trực tiếp không được rồi, bởi vì Ngưu Lâm Quảng đã biết được Nga Ni Trần trốn ở Tân Đường. Vừa hét vừa uy hiếp nói với Nga Ni Trần qua đường dây rằng, nếu như Nga Ni Trần không lộ diện, y dù phải đào đất sâu ba thước đi nữa cũng sẽ tìm cho ra ông ta. Còn phải chiếm hết cả hai cô gái của ông ta. Đồng thời đề xuất, gặp mặt ở Lê Hoa Hồng, nói chuyện cho rõ ràng, giải quyết mâu thuẫn. Nga Ni Trần đương nhiên là không lộ diện, nhưng cũng không lùi bước, mà là phái Tiêu Lương là người đại diện, đến Lê Hoa Hồng cùng đàm phán với đại biểu của Ngưu Lâm Quảng.
Đại diện cho Ngưu Lâm Quảng đương nhiên là tên Gia Cát Phách Đạo. Gia Cát Phách Đạo chịu sự nhờ vả của Ngưu Lâm Quảng, kiến nghị với Nga Ni Trần ba điều, điều thứ nhất là toàn diện rút khỏi Tần Đường, hai là giao tên hung thủ sát hại Thiếu Gia Thang và Tu La Gia, ba là giao hoa nhài vàng và hoa nhài bạc ra. Là có thể để cho người của Nga Ni Trần ung dung rời khỏi Tần Đường. Tiêu Lương giận tím mặt, Ngưu Lâm Quảng ra yêu cầu lớn vậy, các điều kiện vô lý đề xuất ra thật quá đáng, liền lập tức vỗ bàn. Vốn dĩ Gia Cát Phách Đạo đem theo không ít người, cũng không có ý định sẽ sống mái với đối phương, nhưng Thâm Hải lại phát hiện lão tặc trong đám người, thù mới hận cũ lại trỗi dậy, liền giành ra tay chữa. Kết quả là cuộc giao đấu chạm mặt lần đầu của Nga Ni Trần và Ngưu Lâm Quảng đã xảy ra sớm hơn dự tính. Sau một trận hỗn chiến, Gia Cát Phách Đạo vì kịp thời trốn dưới mặt bàn nên thoát được một nạn, không có bị thương, Thâm Hải thì thảm rồi, bị Tiêu Lương hạ độc thủ, gãy xương sườn, gãy cả chân, còn mém tí bị vặn gãy cổ. Hơn nữa trong trận chiến hỗn độn, Lê Hoa Hồng bị đập phá đến tan tành, vô cùng thê thảm, tổn thất nghiêm trọng. Bên phía Nga Ni Trần tuy rằng số lượng người không nhiều, nhưng đều là tinh binh mãnh tướng. Người nào người nấy cũng có thể lấy một chọi hai, đánh đến người của Ngưu Lâm Quảng khá là thê thảm, nhưng mà bên phía Ngưu Lâm Quảng dù sao cũng người đông thế mạnh, đến cuối cùng hai bên đều có tổn thất, kết thúc trận đánh trong sự đau đớn thảm hại. Làn sóng xung kích vẫn còn ở phía sau, tối hôm đó Lê Hoa Hồng xảy ra việc tụ tập ẩu đả nhau, trời chưa sáng, đã bị tầng tầng lớp lớp cảnh sát bao vây, lấy lý do là đánh nhau nghiêm trọng, lại lục soát được trong Lê Hoa Hồng có số lượng lớn thuốc phiện và súng ống. Đáng thương cho Thâm Hải bất tỉnh nhân sự còn bị còng tay, đưa đến phòng bệnh săn sóc đặc biệt, chỉ cần y tỉnh lại, cái chờ đợi y chính là sự chế tài của pháp luật. Lê Hoa Hồng cũng bị niêm phong rồi, một cứ điểm của Ngưu Lâm Quảng, thế là bị đứt hoàn toàn. Chiều cùng ngày, Thành ủy Tần Đường mở một cuộc họp công việc bí thư. Chính là thảo luận về việc điều chỉnh nhân sự ở khu huyện phía dưới, nhất trí quyết định đề lên cho hội nghị thường vụ thảo luận về phương án sửa chữa lần thứ ba đối với ban tổ chức. Tần Đường điều chỉnh nhân sự với quy mô lớn, lại sắp dẫn đến một trận náo động xôn xao. Điều khiến người ta không ngờ đến là, Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ cũng bắt đầu bắt tay vào phản kích, hai người không ngồi chờ chết nữa, mà là nghĩ ra một diệu kế. Chương 1222, bắt tay đánh trả, phục bút hai nơi. Sau khi Hạ Tưởng nhậm chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy, hội nghị thường vụ quan trọng lần đầu đã long trọng được mở ra. Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ cùng ngồi vào bàn, tuy bọn họ đang trong tình trạng bị điều tra, nhưng sự việc vẫn chưa được làm rõ, nên cũng chưa có kết luận, bọn họ vẫn có thể tiếp tục sử dụng quyền lợi của một ủy viên thường vụ thành ủy. Tuy nhiên Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ dù sao cũng đã trải qua đả kích, vẻ mặt không được tự nhiên, trạng thái tinh thần cũng không tốt, ít nhiều cũng có chút uể oải không phấn chấn, Trương Quốc Vĩ thấy vậy, trong lòng ngấm ngầm đắc ý. Nhưng vừa nghĩ đến phương án điều chỉnh nhân sự cuối cùng qua ba lần chỉnh sửa của ban tổ chức, gã vẫn không thể không tức giận. Dưới sự ám chỉ và gợi ý của Hạ Tưởng, phương án điều chỉnh nhân sự của ban tổ chức, sau khi trải qua ba lần chỉnh sửa, trên nguyên tắc cũng xem như là đã thông qua được cuộc họp bàn bạc của các bí thư. Nói cách khác, cũng là qua được mắt của Hạ Tưởng. Thông qua thì thông qua rồi, nhưng phạm vi điều chỉnh to lớn, vẫn khiến gã vừa nhức đầu lại vừa căm tức. Bởi vì thân tín và họ hàng của gã, gần như là bị điều chỉnh đi một nửa, hay là nói, bị thu xếp hết một nửa. Là thu xếp, không phải sắp xếp, nên chuyện mới quá đáng. Vốn dĩ gã muốn kiên trì phản đối, nhưng Hạ Tưởng cùng lúc lại sắp xếp cho mấy thân tín của gã ở vào vị trí cũng không tệ lắm. Điểm mấu chốt là, số thân tín được bố trí của bản thân Hạ Tưởng cũng không nhiều lắm, khiến gã không tìm được lý lẽ nào cả. Còn có một điểm. Chiếc bánh của Hạ Tưởng chia cắt rất đồng đều, người của Phạm Tiến cũng có, người của Thường Công Trị cũng có, người của Nhậm Hải Phong cũng có, người khác không phản đối, nếu như chỉ mình gã phản đối, thì đồng nghĩa với việc gã chống đối tất cả mọi người rồi. Làm sao đây, cuối cùng cân nhắc cái được cái mất, Trương Quốc Vĩ đã ra một quyết định khó khăn đó là bấm bụng nuốt giận. Đương nhiên cũng không phải là nhẫn nhịn vô điều kiện, gã muốn dùng vẻ ngoài nhún nhường để đổi lấy khoảng thời gian ngầm. Bởi vì Ủy ban Kỷ luật Trung ương đang tiến hành bước bố trí cuối cùng. Bước tiếp theo, có khả năng sẽ thông báo lên tỉnh ủy, sau đó liền trực tiếp giết đến Tần Đường. Đến lúc đó, cho dù Hạ Tưởng có đồng loạt thay hết các cán bộ đắc lực đứng hàng nhất nhì của khu huyện Tần Đường thế thì đã làm sao? Một khi hắn bị thất thế,
tất cả cục diện mà hắn đã dày công sắp đặt cũng sẽ bị đổ bể làm lại từ đầu. Hạ Tưởng cho dù không bị bãi miễn chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng nếu muốn được yên thân, thì phải thấp cổ bé họng cộng thêm nhẫn nhịn chịu đựng thôi. Vốn dĩ đã không có cơ sở ở Tần Đường, chẳng qua là ỷ hào quang của chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy, mới miễn cưỡng nâng cao được uy thế và danh vọng, chỉ cần bị ủy ban kỷ luật trung ương điều tra một cái, uy thế và danh vọng cũng giảm sút, cho dù là người do hắn đề bạt, cũng chưa chắc sẽ một lòng với hắn. Hạ Tưởng không so được với Trương Quốc Vĩ về số năm ở Tần Đường. Bởi vậy, hắn ở Tần Đường vẫn chưa có người thân cận nào là đúng nghĩa cả. Chấm, cuộc họp vừa mới bắt đầu, đã làm cho nhiều người phải giật mình, bởi vì phương án điều chỉnh nhân sự do ban tổ chức đưa ra, thật sự là hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Trong những ủy viên thường vụ đang ngồi ở đây, chỉ có một số ít là biết được nội dung cụ thể của phương án này, phần lớn bọn họ đều không biết, những người không có quyền quản lý nhân sự, cũng không có quan hệ gần gũi với bí thư Hạ, thì sẽ không được biết trước chuyện này. Nhưng cũng ít nhiều mơ hồ nghe phong phanh, nói là phạm vi điều chỉnh không nhỏ. Thật không ngờ đến, phạm vi điều chỉnh lại lớn đến như vậy, gần như có thể dùng từ long trời lở đất để diễn tả nó. Ngoài trừ nhân sự ở khu Bắc Lộ và khu Nam Lộ không bị điều chỉnh gì nhiều, còn các khu huyện khác đều bị điều chỉnh với mức độ trầm trọng, nhẹ thì nhân vật số 1, số 2 thay một người, nặng thì nhân vật số 1, số 2 thay cả hai. Khá lắm, quả thật cứ như là một cuộc đại duyệt binh. Tuy nhiên cũng được, dù rằng xem ra phạm vi điều chỉnh rất lớn, nhưng vẫn còn đường sống, có một số là thay phiên hoán đổi giữa các khu huyện, một số thì giao lưu nơi khác, một số thì rời chức. Tóm lại, số cán bộ mới đề bạt vào cũng không nhiều lắm, những người vẫn giữ chức cũ thì chiếm đa số. Làm cho không ít người đều có suy nghĩ riêng trong lòng, người vẫn giữ chức, phần đông là người của thị trưởng Trương và bí thư Phạm, còn người được đề bạt vào, mới là thân tín của bí thư Hạ. Từ phương án người cũ giữ chức thì nhiều, người mới đề bạt vào thì ít, cũng có thể rút ra kết luận rằng, bí thư Hạ hành sự, vẫn là chừa cho người ta một con đường sống, cũng dễ nói chuyện, không phải là người thẳng tay không nương tình. Điều này đã khiến cho một số người có ấn tượng tốt và kỳ vọng vào bí thư Hạ, trong lòng nghĩ bí thư Hạ hẳn là người có thể qua lại được. Nhưng các ủy viên thường vụ đang ngồi ở đây không thể không đắn đo suy xét về một vấn đề khó khăn sắp tới đây. Có nên tán thành phương án của bí thư Hạ hay không? Bởi vì tin đồn về bí thư Hạ càng lúc càng nghiêm trọng, thậm chí có người nói ủy ban kỷ luật trung ương sắp xuống đây điều tra vấn đề về bí thư Hạ. Chuyện liên quan đến bí thư Hạ rất nhiều, không phải chỉ riêng mỗi chuyện phong lưu đào hoa, còn có cả vấn đề về kinh tế. Nghe nói, ủy ban kỷ luật trung ương đã nắm được chứng cứ vô cùng xác thực, sắp tới sẽ có một phó bí thư đích thân xuống đây điều tra chứng cứ, nói không chừng có thể lật đổ cả bí thư Hạ. Ủng hộ đề nghị của bí thư Hạ, thì đắc tội với thị trưởng Trương, đến lúc bí thư Hạ bị lật thuyền, thị trưởng Trương lại tính sổ với mình thì phải làm sao? Hạ Tưởng sau khi đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy, lần đầu tiên mở hội nghị thường vụ điều chỉnh nhân sự long trọng như vậy. Bởi vì nghe phải tin đồn tràng lang, mà làm cho lòng người thấp thỏm, mỗi người mỗi ý nghĩ khác. Trương Quốc Vĩ đưa mắt nhìn quanh, liền chú ý thấy ánh mắt nghi ngờ của từng người đang ngồi đây, trong lòng âm thầm đắc ý. Gã ta cũng biết rõ Hạ Tưởng hiện nay đang là tâm điểm của nhiều điều tai tiếng, lúc này đề xuất việc điều chỉnh nhân sự, cũng là có ý muốn mượn việc này để lấy lòng mọi người, ổn định cục diện, gây dựng uy thế và danh vọng. Nhưng việc gì cũng có tính chất hai mặt của nó, nếu chẳng may đề nghị không được phép thông qua, nguyện vọng tốt đẹp của bí thư Hạ không những sẽ thất bại, mà còn có thể nhận lấy hậu quả trái ngược nữa. Bởi vì, trong lời phát biểu tiếp theo sau của Trương Quốc Vĩ, đã hàm chứa ý kiến phản đối. Trong giai đoạn này không nên điều chỉnh nhân sự với quy mô quá lớn như vậy, tôi đối với phương án điều chỉnh này, trên nguyên tắc vẫn là có ý phản đối, cho rằng cần thiết phải thảo luận lại, tuy nhiên đồng chí Hạ Tưởng và đồng chí Phạm Tiến tương đối là kiên trì, tôi cũng không muốn nói thêm gì, vậy thì hãy để cho các đồng chí đang ngồi ở đây thảo luận đi. Lời nói của Trương Quốc Vĩ chẳng khác nào công khai tuyên bố mặt trái của phương án, đã từng có tranh luận, đến giờ phút này, cũng vẫn chưa hoàn toàn có một thống nhất chung. Hay nói cách khác, phản đối phương án, cũng đồng nghĩa với việc ủng hộ Trương Quốc Vĩ. Vốn dĩ trong lòng mọi người chỉ hơi hoang mang, giờ lại càng thêm dao động rồi. Hạ Tưởng cũng biết Trương Quốc Vĩ thế nào cũng bắt lấy thời cơ này mà gây khó khăn cho hắn, hắn chỉ cười mà không nói, vẫn y nguyên bộ dạng tự tin rằng trong lòng đã có dự tính chứ ơ. Phạm Tiến tỏ thái độ,
hoàn toàn ủng hộ phương án. Thường công chỉ cũng bày tỏ thái độ, khác hẳn so với chữa kia thường tỏ ra ba phải hay chọn phương pháp từ bỏ quyền phát biểu, giờ lại bày tỏ lập trường của mình một cách rõ ràng dứt khoát. Phương án điều chỉnh rất tốt, vô cùng thích hợp với tình hình chữa mắt của Tần Đường, cá nhân tôi cho rằng, Tần Đường dưới sự dẫn dắt công việc toàn diện của Bí Thư Hạ, đang mở ra bước ngoặc mới, tinh thần hăng hái hướng về phía chữa, nghênh đón một mùa xuân tươi đẹp. Thường công chỉ nịnh hót thật là vô cùng kém cỏi, thiếu chút nữa đã khiến cho mọi người rớt hết da gà xuống đất, nhưng bất kể là nịnh hót hay là nịnh bợ, chí ít thì cũng đã được mục đích rồi, tuyên bố với mọi người rằng, gã ta kiên quyết ủng hộ Hạ Tường, đứng về phía Hạ Tường. Nếu như nói trước giờ Thường công chỉ chưa từng bày tỏ lập trường rõ ràng dứt khoát, vậy nên khiến cho đám người ở giữa lưỡng lự đắng đo, lại có thêm niềm tin giúp đỡ Hạ Tường. Nếu thế thì những lời nói tiếp theo sau của Thường công chỉ lại càng khiến mọi người kiên định lập trường hơn. Tôi lại nói thêm một câu ngoài lề, làm chậm trễ thêm vài phút của các đồng chí. Thường công chỉ lại lần nữa đặt hai tay lên bàn, tỏ ra trịnh trọng nói. Gần đây, tình thế ở Tần Đường không được ổn định lắm, có rất nhiều tin đồn khác nhau, nhưng ở đây, tôi muốn nhấn mạnh một điều, các vị ngồi đây đều là lãnh đạo chính đảng cao cấp của Tần Đường, nhất định phải kiên định niềm tin, ủng hộ công tác của Bí Thư Hạ, tin vào sự trong sạch của đồng chí Thu Duệ và đồng chí Hân Vũ. Tôi không ngại nói sự thật cho mọi người biết, căn cứ vào tài liệu trong tay của tôi, rất nhiều tin đồn đều là vô căn cứ, lời nói suông thôi. Lời nói của Thường công chỉ, chẳng khác nào lấy thân phận là Bí Thư Ủy ban Kỷ luật thành phố Tần Đường, hết mình ủng hộ Hạ Tường, hết lòng bảo vệ Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ, đồng thời cũng gián tiếp bày tỏ sự bất mãn đối với tổ điều tra của Ủy ban Kỷ luật thành phố. Mâu thuẫn được công khai giải quyết rồi. Chẳng lẽ nói, Bí Thư Hạ vì chuyện của Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ mà chuẩn bị phản công rồi sao? Vô cùng có khả năng. Mọi người lại nhìn về phía Bí Thư Hạ vẻ mặt đang rất bình tĩnh, trong lòng liền giật mình, không thể để tâm trí hỗn độn như vậy nữa. Bí Thư Hạ hiện giờ là cán bộ trung ương quản lý trực tiếp, nói không chừng có thể ném cả Phó Nghĩa Nhất đi. Bởi vì từ đầu chí cuối trong cuộc điều tra về việc của Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ, tỉnh ủy không có nhân vật có máu mặt nào phát biểu bất kỳ chỉ thị tinh thần nào cả, thậm chí ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trương Kiềm cũng không có công khai nói qua một câu. Nói cách khác, toàn bộ sự việc đều rất kỳ lạ, dường như có cái mắc xích nào đó bị tách rời vậy. Mọi người như bừng tỉnh lại, thái độ cũng nghiêm chỉnh lại, không dám có ý đầu cơ trục lợi nữa, nhao nhao bỏ phiếu tán đồng. Trên cơ bản thì toàn bộ phiếu đều thông qua. Việc điều chỉnh nhân sự cũng nhờ vậy mà được thông qua. Tuy rằng số tay chân mà Hạ Tường an bài không phải là nhiều nhất, nhưng cuối cùng cũng giành được phần thắng. Bởi vì việc điều chỉnh nhân sự lần này có sức ảnh hưởng rất lớn, chính thức tuyên bố thời đại của Hạ Tường ở Tần Đường đã bắt đầu, báo hiệu sự nắm giữ toàn bộ vấn đề nhân sự của Hạ Tường ở Tần Đường, bước đầu khẳng định được sức chủ trì của Bí Thư Thành ủy trên toàn bộ công việc. Mặc dù lúc này cục thế ở Tần Đường có vẻ đang có sóng gió bấp bênh, nhưng Hạ Tường lại có thể đứng trong cơn sóng gió này, ngạo nghễ ngẩng cao đầu, vững vàng đón gió thổi đến, lại thành công tạo ra một cục diện mới. Tuy nhiên việc điều chỉnh nhân sự lần này có hai chỗ được bỏ qua, một chỗ là khu Bắc Lộ không có điều chỉnh, đương nhiên, chủ tịch khu Bắc Lộ là Thẩm Quan Tây vài hôm trước do quá hưng phấn mà chết đi, Tiêu Dật Lăng mới vừa lên nhậm chức chủ tịch khu cách đây không lâu, không điều chỉnh cũng có thể hiểu được, nhưng tại sao khu Nam Lộ cũng không có điều chỉnh chút nào? Lẽ ra bí thư và chủ tịch khu ở khu Nam Lộ đã có đầy đủ kinh nghiệm và lý lịch rồi, cũng phải được nhích lên trên một chút. Nghĩ kỹ lại, cũng không ít người thấy kỳ lạ, không lẽ có liên quan đến thực nghiệp trung thiên của Ngưu Lâm Quảng ở khu Nam Lộ. Tổng hợp và phân tích lại thì cục thế và hướng phát triển của Tần Đường trước mắt, làm cho mọi người gần như ai cũng có suy tính riêng, phần lớn đều bỏ đi, sau khi bí thư Hạ khẳng định được quyền thế của mình trên vấn đề nhân sự, sớm muộn cũng sẽ xử lý Ngưu Lâm Quảng. Sau cuộc họp, các ủy viên thường vụ tụm năm tụm ba rời đi, Hạ Tường và Phạm Tiến cũng cùng nhau ra khỏi phòng họp. Trông thấy Phạm Tiến hơi hơi cong người, cùng với vẻ mặt đắc ý tươi cười, Trương Quốc Vĩ giận đến ngứa cả răng, Phạm Tiến, ông cũng thật là một tiểu nhân hám lợi, thật sự quyết tâm thân thiết với Hạ Tường sao? Ông cũng đừng hối hận, gió bão, sắp đến đây rồi. Đến lúc đó xem ông có hối hận vì sự lựa chọn này hay không? Hạ Tường vừa quay trở về phòng làm việc, Lương Thu Duệ liền đi vào, so với vẻ mặt uể oải của mấy hôm trước, trên mặt Lương Thu Duệ ra có thêm sức sống,
thậm chí còn mỉm cười, vừa vào đã nói. Bí thư Hạ, tôi có cách rồi, có thể cam đoan khiến Phó Nghĩa Nhất đánh một cái quay về. Hạ Tưởng dường như không có hứng thú lắm, thản nhiên ồ một tiếng, lại nói. Thu Duệ, ông và Hân Vũ ai sẽ rời khỏi Tần Đường, suy nghĩ xong chưa? Lương Thu Duệ sửng sốt, liền đáp nói. Tôi đi khỏi, để cô ấy ở lại, đối với sự phát triển của cô ấy sau này sẽ tốt hơn chút. Hạ Tưởng đối với câu trả lời của Lương Thu Duệ không có ý kiến gì, vẫn trầm lặng. Lương Thu Duệ biết Bí Thư Hạ đang ám chỉ y tiếp tục nói, chính là đem cái cách phản công đó, nói thẳng ra. Chương 1223, nếu đã ra tay, không cần quay đầu lại. Cách làm của Lương Thu Duệ rất đơn giản, chính là tạo ra một loạt tin báo, tố cáo chuyện của Phó Nghĩa Nhất. Bởi vì Lương Thu Duệ cũng thông qua một số đường mà điều tra ra một chút, trong tay cũng có một ít chứng cứ. Tuy rằng không đến nỗi dìm chết Phó Nghĩa Nhất, nhưng ít nhất là có thể khiến cho hắn ứng phó mệt mỏi, thậm chí nhếch nhác bị triệu hồi về tỉnh. Hạ Tưởng nghe xong, nửa ngày không nói gì, chỉ có ánh mắt nhìn Lương Thu Duệ chăm chú đầy thâm ý một lúc, lắc đầu cười. Thu Duệ, đồng chí Phó Nghĩa Nhất điều tra anh, cũng quả thực là do bản thân anh có vấn đề, không thể vì đồng chí ấy làm việc bình thường mà mình trả đũa. Cái kiểu suy nghĩ này không được, theo tôi thì, không những anh không được tố cáo đồng chí Phó Nghĩa Nhất, mà còn phải viết thư biểu dương người ta. Thư biểu dương, Lương Thu Duệ bỗng chốc không kịp phản ứng lại, y bị Phó Nghĩa Nhất chơi đều đến nỗi mặt mày xám cho, bản thân còn phải nén giận viết thư biểu dương người ta, Bí Thư Hạ là đang đùa hay đang mỉa mai y. Nhìn kỹ lại biểu hiện của Bí Thư Hạ, không giống như đang đùa, lại không giống như đang nghiêm khắc phê bình y liền không hiểu ra sao, không suy nghĩ nổi. Hạ Tưởng thấy Lương Thu Duệ vẫn chưa lĩnh hội được suy nghĩ của hắn, nên gật gật đầu. Đồng chí Phó Nghĩa Nhất làm việc tích cực, chủ động, năng lực xuất chúng. Ông ấy ra sức làm việc, đó cũng là biểu hiện khát vọng cầu tiến, hy vọng lãnh đạo tỉnh ủy có thể nhìn ra nỗ lực của mình. Nhưng thành tích công việc từ đâu mà ra? Phải từ thư biểu dương mà ra. Vẻ mặt Lương Thu Duệ từ kinh ngạc chuyển dần sang vui bất ngờ, cuối cùng cũng hiểu ra chỉ thị tinh thần của Bí Thư Hạ, trong lòng y vô cùng khâm phục. Không khâm phục không được. Y vẫn dậm chân tại giai đoạn ăn miếng trả miếng sơ cấp, còn Bí Thư Hạ đã tiến đến thuật cao minh giết địch vô hình. Không so sánh thì không biết, vừa so sánh là giật mình, khoảng cách quá lớn. Lương Thu Duệ vui mừng khấp khởi trở về văn phòng làm việc, cũng không ngại rèm pha nữa nên gọi Nam Hân Vũ đến thương lượng, sau mười mấy phút là hai người bắt đầu phân nhau hành động. Không đến một ngày, hơn 100 bức thư biểu dương được ra lò. Xuất thân từ công việc văn thư, Lương Thu Duệ viết rất tự nhiên, thư biểu dương rất truyền cảm, cuốn hút về biểu hiện làm việc chủ động, tích cực của Phó Nhất Nghĩa. Nhiệt tình làm việc, khát vọng cầu tiến, và hàm xúc cả sự bất mãn khi không được lãnh đạo tán thưởng, nhìn nhận. Tất cả đều được liệt kê trong thư biểu dương. Nói ngắn gọn một câu, chính là viết sao cho thư biểu dương mới nhìn qua tưởng là người ngoài viết lên, lại càng giống như Phó Nhất Nghĩa tự mình làm văn sau đó ký tên là một đảng viên khác, một cán bộ, một quần chúng. Một cán bộ già đã về hưu, v.v., trên cơ bản là nhiều loại người, nhiều ngành nghề đều có. Ngay hôm đó thư biểu dương được gửi đi từ Bắc Kinh, gửi đến tỉnh ủy tỉnh Yên, ủy ban kỷ luật trung ương. Vì để đồng chí Phó Nghĩa Nhất càng nhanh chóng nhận được khen ngợi, còn cố ý gửi chuyển phát nhanh. Riêng chi phí chuyển phát nhanh đã tiêu tốn không ít tiền của. Nhưng chỉ cần tiền tiêu cho đáng, thì trong lòng dễ chịu. Hiệu quả mà thư biểu dương mang lại rất là kinh người. Ngày hôm sau liền có tin tức từ tỉnh ủy truyền ra, nói là có lãnh đạo tỉnh suy nghĩ về việc phát biểu sự bất mãn của Phó Nghĩa Nhất. Buổi trưa, Hạ Tưởng liền nhận được thông báo của tỉnh ủy, yêu cầu hắn lập tức đến tỉnh ủy họp. Không đến mấy phút, tin Bí Thư Hạ đến tỉnh ủy họp truyền khắp tòa nhà thành ủy. Bởi vì thời gian gần đây, đầu tiên là có tin đồn về tác phong của Bí Thư Hạ, thậm chí còn có lời đồn ủy ban kỷ luật trung ương đến điều tra. Sau đó lại xuất hiện scandal Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ. Tình hình hiện giờ của thành phố Tần Đường là đang ở mũi sóng ngọn gió, một đợt rồi lại một đợt liên tiếp ảo đến. Hơn nữa, Phó Nghĩa Nhất ở Tần Đường được 3, 5 ngày rồi, không điều tra ra một chút vấn đề gì, nhưng cứ ở lì không đi, chính là muốn thể hiện quyết tâm không đạt được mục đích thì thể không thôi. Tuy nói thị trưởng Trương mấy lần ở nơi công khai có bài phát biểu làm ổn định lòng người, cũng ủng hộ Bí Thư Hạ trên hội nghị nội bộ, và biểu hiện của Bí Thư Hạ cũng vô cùng bình tĩnh.
Nhưng có một điểm luôn làm cho người ở thành ủy thành phố Tần Đường không được tự tin, chính là từ đầu đến cuối, trên tỉnh ủy không có bất kỳ nhân vật cấp quan trọng nào tỏ thái độ. Toàn thể ủy viên thường vụ tỉnh ủy không hẹn mà cùng giữ im lặng trước hai sự kiện lớn ở thành phố Tần Đường. Tỉnh ủy im lặng có nhiều ý nghĩa, làm cho không ít người thêm đoán mò, nghi ngờ. Chẳng lẽ tỉnh ủy có nghi ngờ về Bí Thư Hạ, là lập trường không tin tưởng? Nghĩ lại cũng không thể, hiện Bí Thư Hạ là cán bộ trực thuộc Trung ương quản lý, tỉnh ủy giữ im lặng trước tin đồn và scandal của Bí Thư Hạ là biện pháp sáng suốt, càng giải thích lại càng làm rối tầm mắt hơn. Nhưng tại sao trước chuyện của Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ, bên trên có Bí Thư Phạm và Chủ tịch tỉnh Cao, bên dưới có chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Trương đều không có bất kỳ tinh thần chỉ thị nào? Cho tới hôm nay, tin Hạ tưởng đến tỉnh ủy họp truyền đi, làm cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đầu tiên là chứng minh địa vị Bí Thư Hạ trên tỉnh ủy vẫn ổn định, kiên cố. Tiếp theo là nói rõ chuyện giữa Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ đáng để có một kết luận rồi. Hạ tưởng vừa đi khỏi thành phố Tần Đường, thì Phó Nghĩa Nhất và Trương Quốc Vĩ liền vội vàng hội ý, thảo luận bước tiếp theo nên đi như thế nào. Bởi vì theo mức độ khẩn cấp Hạ tưởng phải lên đường mà suy đoán, cuộc họp trên tỉnh rất quan trọng, hơn nửa là có liên quan đến cục thế thành phố Tần Đường hiện tại. Trên thực tế, từ lúc Phó Nghĩa Nhất đến Tần Đường, chỉ trong lúc vừa đến mới gặp Trương Quốc Vĩ một lần, thời gian còn lại thì Trương Quốc Vĩ chưa bao giờ gặp hội ý với Phó Nghĩa Nhất. Một là vì tránh điều tiếng, hai là công việc của ủy ban kỷ luật cũng không có liên quan gì mấy đến thị trường, y không có lý do để lộ mặt. Trương Quốc Vĩ ngồi đối diện với Phó Nghĩa Nhất, tâm trạng hơi nặng nề. Y ngẩng đầu nhìn qua căn phòng, nói. Tình trạng hơi kém một chút, Phó chủ nhiệm Phó nên ở trong khách sạn. Phó Nghĩa Nhất khoát tay. Tôi là đến vì công việc, không phải đến để hưởng thụ. Trong mắt tôi, điều kiện nhà khách thành ủy thành phố Tần Đường đã rất khá rồi, không kém gì so với khách sạn 3 sao. Trên thực tế, nhà khách thành ủy thành phố Tần Đường là tuân theo tiêu chuẩn 4 sao khởi công phần cứng và mềm, nhưng sợ tin truyền ra ngoài không tốt nên không tuyên bố ra ngoài, mà Trương Quốc Vĩ cũng không phải thật lòng quan tâm đến chỗ ở của Phó Nghĩa Nhất, y quan tâm đến vấn đề an toàn. Có phát hiện ra tình hình khả nghi nào không? Phó Nghĩa Nhất nghĩ ngợi. Không có. Mọi việc đều bình thường. Nhớ ra vừa rồi ở lối đi lại tình cờ gặp Trần Vĩ Đông, Trương Quốc Vĩ có chút nghi ngờ động cơ Trần Vĩ Đông đến nhà khách thành ủy thành phố. Lại nghĩ đến mối quan hệ giữa Trần Vĩ Đông và Thu Thiên Lam, nên y cũng không nghĩ nhiều nữa. Trương Quốc Vĩ không hề biết rằng, y và Phó Nghĩa Nhất bí mật gặp mặt đúng là bị Trần Vĩ Đông nhìn thấy và ghi nhớ trong lòng, hơn nữa còn ghi chép lại trong quyển sổ nhỏ, sau đó nộp cho Từ Tử Kỳ. Trên tỉnh có tin gì truyền ra không? Trương Quốc Vĩ lại hỏi tiếp. Tôi thăm dò qua, hình như có chỗ nào đó có vấn đề, hơi bất lợi cho anh. Phó Nghĩa Nhất lại không cho là đúng, xua tay nói. Tôi trải qua nhiều cơn sóng to gió lớn rồi, không sợ. Tôi làm ở hệ thống ủy ban kỷ luật mười mấy năm, đắc tội nhiều người rồi, thư tố cáo, nặc danh gì đó hàng năm đều có không dưới mấy trăm bức, bây giờ chẳng phải vẫn tốt lành đấy sao? Tôi cây ngay không sợ chết đứng. Trong lòng Trương Quốc Vĩ khinh thị, nếu anh ngay thẳng thì cán bộ ủy ban kỷ luật cả nước đều là bao thanh thiên hết cả rồi. Có điều trên mặt y vẫn là vẻ nghiêm túc. Vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, tôi cứ cảm thấy sự việc có chút không ổn. Không nói đến Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ trước, nói xem phía Bí Thư Thôi có động tĩnh gì không. Bí Thư Thôi nói, hiện giờ nội bộ ủy ban kỷ luật Trung ương không đồng ý điều tra Hạ Tưởng. Có điều bên trên đã lỏng tay rồi. Nếu như thuận lợi, gần như trong một tuần là được. Phó Nghĩa Nhất rất tự đắc dựa về phía sau. Thu hoạch lớn nhất khi ở Tần Đường 5 ngày của tôi là, thay Bí Thư Thôi lo xong sắp tới. Trương Quốc Vĩ không tiếp lời của Phó Nghĩa Nhất, cũng không biết là nhớ ra cái gì, y hiểu ý mỉm cười. Khi Hạ Tưởng đến tỉnh ủy đã là hơn 3 giờ chiều rồi, hắn vội vàng ăn qua loa rồi đến phòng làm việc của Phạm Duệ Hằng trước. Bởi vì thông báo hội nghị của tỉnh ủy không nói rõ là hội nghị thường vụ hay là hội nghị khác. Phạm Duệ Hằng hẳn là có ngủ trưa một chốc, trạng thái tinh thần rất tốt. Y thân thiết bắt tay Hạ Tưởng, sau đó đợi thư ký đi ra rồi mới nói. Hạ Tưởng, phong thanh phía ủy ban kỷ luật Trung ương không nhỏ đâu, sao cậu lại gây ra phiền phức thế? Hạ Tưởng cười bất lực. Cũng không trách tôi, Bí Thư Phạm, tôi là đóng cửa ngồi trong nhà, phiền phức tự tìm tới. Phạm Duệ Hằng nhìn Hạ Tưởng đầy thâm ý.
tôi vừa nhận được điện thoại của bí thư Thôi. Khi Thôi Hướng còn ở tỉnh Yến, mối quan hệ với Phạm Duệ Hằng còn nói chuyện được, cũng có một thời gian hợp tác với nhau. Phạm Duệ Hằng nói chuyện một nửa, rõ ràng là có ý thăm dò Hạ Tường. Hạ Tường không thay đổi gì. Bí thư Thôi à, đã lâu không gặp ông ấy rồi, cũng không biết bây giờ ông ấy có khỏe không. Hỏi thăm sức khỏe không hỏi thăm công việc, câu trả lời của Hạ Tường cũng rất có ý nghĩa, ý là Thôi Hướng nên về hưu rồi, không nên gây sức ép lên sự việc nữa. Phạm Duệ Hằng thấy Hạ Tường không hỏi nội dung cuộc điện thoại với Thôi Hướng, trong lòng nghĩ Hạ Tường vẫn bình tĩnh như vậy, lẽ nào hắn đúng là không sao? Không sao là tốt, nếu không thể diện của tỉnh ủy cũng khó coi. Liền bỏ qua chuyện ủy ban kỷ luật trung ương không nhắc đến nữa, nhắc đến chuyện Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ. Ảnh hưởng rất ghê gớm, về việc xử trí Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ thế nào, nói suy nghĩ của cậu ra xem. Phạm Duệ Hằng liền đá vấn đề khó qua cho Hạ Tường. Hạ Tường đã là bí thư thành ủy của Tần Đường, lại là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, vì vậy ý kiến xử lý chuyện Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ của hắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định cuối cùng của tỉnh ủy. Thậm chí nói không khoa trương chút nào, một câu của Hạ Tường là có thể quyết định cuộc đời chính trị của Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ. Thu Duệ và Hân Vũ đều là hai đồng chí tốt, chuyện đồn xấu của hai người họ chỉ có vài tấm ảnh không nói nên cái gì, có lẽ là do ngày trước họ biết nhau rồi, giờ thân nhau hơn một chút liền bị kẻ có dụng tâm khác chụp ảnh, bêu díu khắp nơi. Bí thư Phạm, đây có thể là sự kiện do người khác dày công dựng nên, chúng ta không thể để mặc cho tin đồn xấu này lan rộng. Hạ Tường nói lời bảo vệ Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ. Phạm Duệ Hằng nghe xong không nói gì, vẻ mặt thản nhiên, tiếp tục đợi Hạ Tường nói tiếp. Hạ Tường lại nói, có điều chuyện gây ra lớn rồi, quả là ảnh hưởng không tốt, bất lợi cho công việc triển khai thành phố Tần Đường. Tôi xin đề nghị với tỉnh ủy, điều đồng chí Nam Hân Vũ đi khỏi thành phố Tần Đường. Cuối cùng Phạm Duệ Hằng cũng cất tiếng. Ai tiếp nhận vị trí của Nam Hân Vũ thì tốt. Cá nhân tôi phục tùng sự sắp xếp của tỉnh ủy. Hạ Tường biết, Phạm Duệ Hằng ngầm đồng ý đề nghị của hắn, và đề cập đến ứng cử viên thay thế, chính là bí thư Phạm muốn tự mình sắp xếp người, hắn đương nhiên phải thuận nước đẩy thuyền. Phạm Duệ Hằng mới lại cười. Vấn đề của đồng chí Phó Nghĩa Nhất, tôi và đồng chí Trương Căng Đồng có hội ý, bước đầu đã có ý kiến xử lý. Chương 1224, hy vọng, thắng bại chưa rõ. Phạm Duệ Hằng lại nói được một nửa, vẻ mặt cười cười cố ý nhìn về phía Hạ Tường. Hạ Tường cũng không hỏi đề xuất xử lý, liền gật đầu nói. Cá nhân tôi kiên quyết phục tùng quyết định của tỉnh ủy. Đồ nói dối. Phạm Duệ Hằng cười mắng một câu. Cậu cũng không hỏi xem đề xuất xử lý là gì, cứ nói kiên quyết phục tùng, có chút trốn tránh trách nhiệm. Hạ Tường cũng cười theo, hắn biết trong vấn đề xử lý Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ, thái độ không nghiêng, không bênh ai của hắn đã nhận được thiện cảm của Phạm Duệ Hằng. Đồng thời khi chọn ứng cử viên thay thế Nam Hân Vũ, cũng tạo cho Phạm Duệ Hằng một ân tình, coi như là đều đạt được sự nhất trí. Do đó, vận mệnh của Phó Nghĩa Nhất chỉ là thêm chút vị trong quá trình cò kè mặc cả giữa đôi bên mà thôi.